MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Triệt Phá Tiên Ma tập 7. Muốn mở võ quán, đầu tiên là mua phòng. Mua tại vị trí nào, cũng là phải chú trọng. Bách Thảo Thành dựa vào núi mà kiến tạo, phía đông cửa thành lân cận Lý Thị cấp 2 huyết địa mạch, sở dĩ, đại đa số đều là Lý Thị tộc nhân, hoặc là cùng Lý Thị có quan hệ người cư trú. Chỗ đó mở võ quán, rõ ràng không thích hợp. Mà ba cái khu vực khác trong thành, thành bắc khu vực, phần lớn đều là bản xứ thân hào, đều có riêng phần mình võ học truyền thừa, cũng không thích hợp. Cuối cùng, Lục Ngôn quyết định Nam Thành khu. Để Vương Lâm cùng Lý Toàn đi tìm kiếm thích hợp. Chỉ là mấy ngày, phòng ở liền chọn tốt. Lục Ngôn tự mình đi nhìn một chút. Chiếm diện tích hơn 10 mẫu, nhà cửa mấy trọng, phòng ngủ, phòng khách, đại điện, thư phòng, phòng luyện công, võ phòng bếp, đầy đủ mọi thứ. Còn có một cái đặc biệt lớn viện tử. Cực thích hợp mở võ quán. Sau khi nghe ngóng, nơi này trước kia, còn chính là một nhà võ quán. Chỉ là quán chủ bị người đánh chết, hậu nhân không tiếp tục mở được, liền bán đi võ quán dọn đi rồi. Như thế lớn diện tích, giá cả tự nhiên cũng không rẻ, đủ muốn 1.200.000 lượng. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng 1.000.000 lượng thành giao. Sau đó chính là mua sắm một chút luyện võ khí giới, khí cụ vân vân. Sau đó chính là định giá. Muốn tới học võ, tự nhiên là phải trả tiền. Nhưng Lục Ngôn bắt đầu võ quán mục đích chủ yếu là bồi dưỡng mình dòng chính, bồi dưỡng một nhóm trung tâm đáng tin võ giả, kiếm tiền không phải mục đích chủ yếu. Cho nên, Lục Ngôn đem giá cả định thấp một chút. Hắn đã nghe ngóng, tại Bách Thảo Thành, muốn đi võ quán luyện võ, coi như luyện tam lưu võ học. Học phí đều muốn 100 lượng bạc. Mà muốn tu luyện nhị lưu võ học, độ khó lớn hơn. Không chỉ có học phí cần 300 lượng, còn cần thông qua trùng khảo hạch, trở thành quán chủ thân truyền đệ tử, mới lấy truyền thụ. Mà lại không phải giao tiền, liền đem toàn bộ võ học truyền thụ cho ngươi, cái này không thực tế. Nhị lưu võ học giá thị trường 3.000 lượng bạc, ngươi cho hắn 300 lượng liền muốn học được nguyên bộ võ học, không có khả năng, là một bộ phận dạy. Lục Ngôn phân biệt lấy ra 3 môn tam lưu võ học cùng 3 môn nhị lưu võ học, để mà truyền thụ. Tam lưu võ học là thiết tuyến quyền, phi linh thối, thiết xa trưởng. Nhị lưu võ học là phá không đao, truy phong bộ, tật phong thủ. Cái khác võ quán đối với võ học, đặc biệt là nhị lưu võ học, đều là của mình quý, nhưng Lục Ngôn không có cái này khái niệm. Tam lưu võ học, định giá 60 lượng. Nhị lưu võ học, định giá 200 lượng. Giá cả cơ hồ so cái khác võ quán thiếu đi 1/3. Chỉ cần đưa tiền, liền thu, liền truyền thụ võ học. Kia không có tiền làm sao bây giờ, không có tiền cũng thu, nhưng trước tiên phải ở võ quán làm tạp dịch 2 năm, thông qua khảo sát, phẩm tính quá quan, như thường truyền thụ võ học. Hắn chính là muốn lớn diện tích tung lưới, sau đó từ đó chọn lựa phẩm tính quá quan, làm trọng điểm bồi dưỡng. Về phần phẩm tính không quá quan, dù sao võ học một truyền, liền để tự sinh tự diệt, về phần có thể luyện đến mức nào, liền nhìn mình tạo hóa, không có khả năng đi tốn hao tài nguyên bồi dưỡng. Nửa tháng sau, võ quán chính thức khai trương. Vì khai hỏa danh khí, Lục Ngôn sớm ấn tốt một lớn chồng truyền đơn, phía trên viết rõ học phí giá cả cùng muốn truyền thụ cho võ học tên. Tại khai trương trước, Lý Toàn, Tào Hổ mười hơn người, trên đường phát truyền đơn, đem lên một chồng truyền đơn cấp cho trống không. Khai trương cùng ngày, có một số người đến đây. Nhưng không nhiều, mà lại đại đa số là nhà cùng khổ, cấp không nổi học phí, chạy làm 2 năm tạp dịch miễn phí học võ tới. Có thể cho học phí luyện võ, chỉ có 3 người. 3 người này, đều là muốn tu luyện nhị lưu võ học, Lục Ngôn thu sạch hạ. Mà cấp không nổi học phí, Lục Ngôn tự mình kiểm tra một chút căn cốt cùng tuổi tác, căn cốt không tệ tuổi tác thích hợp lưu lại, căn cốt quá kém hoặc là tuổi tác quá lớn, chỉ có thể để bọn hắn trở về. Hắn là muốn bồi dưỡng mình lực lượng. Không phải làm từ thiện. Ngay từ đầu người không nhiều, rất bình thường, Lục Ngôn có tâm lý chuẩn bị. Dù sao danh khí không có đánh đi ra, người khác không mò ra hắn hư thực, ai biết hắn là thật là có bản lĩnh, hay là giả. 60 lượng bạc hoặc là 200 lượng bạc, cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể là rất nhiều gia đình cả đời tích xúc. Gấp không được, từ từ sẽ đến. Cùng ngày,
Lục Ngôn đem ba cái mới nhập môn võ quán học đồ triệu tập lại. Quán chủ. Ba cái học đồ, rất cung kính hành lễ. Xưng hô quán chủ, mà không phải sư phó, bởi vì, bọn hắn căn bản không tính Lục Ngôn đệ tử, chỉ là học đồ võ quán mà thôi. Cái khác võ quán cũng là cùng loại, trừ phi trải qua trùng điệp khảo hạch, được võ quán quán chủ thu làm thân truyền đệ tử, mới xem như quán chủ đệ tử chính thức. Lục Ngôn hiện tại nhưng không có ý nghĩ thu thân truyền đệ tử, không có cái kia tâm tư, cũng không có như vậy tinh lực. Lục Ngôn gật gật đầu, ngồi ở vị trí đầu, tinh tế dò xét ba người. Hắn hiện tại là một bộ 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, tướng mạo uy nghiêm. Không có cách, hắn số tuổi thật sự, mới chừng 20, quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy quán chủ, có người đến học võ mới là lạ. Ba cái học đồ, hai cái 14-15 tuổi dáng vẻ, một cái 16 tuổi tả hữu. Thân thể coi như rắn chắc, có thể thấy được ngày thường dinh dưỡng vẫn được. Có thể xuất ra 200 lượng bạc học võ, chắc chắn sẽ không quá kém. Các ngươi muốn học cái nào môn võ học? Lục Ngôn hỏi. Quán chủ, ta muốn học phá không đao. Kia 16 tuổi thiếu niên nói. Ta muốn học tật phong thủ, tương đối cân đối. Ta học truy phong bộ. Mặt khác hai người thiếu niên phân biệt làm ra lựa chọn. Được. Lục Ngôn gật gật đầu, sau đó gọi Lý Toàn, Trương Quân cùng Tào Hổ, để bọn hắn ba người mang một cái, truyền thụ võ học sự tình, không cần đến hắn tự mình xuất thủ, những người khác làm thay là đủ. Đằng sau mấy ngày, lần lượt có người đến đây học võ. Sau 7 ngày, tạp dịch không tính, hết thảy nhận được 10 vị học đồ. Trong đó 6 vị đều là tới tu luyện nhị lưu võ học, 4 vị tu luyện tam lưu võ học. Lục Ngôn đem những người này toàn bộ giao cho Vương Lâm, Trương Quân bọn người giáo sư, thuận tiện quan sát một chút những người này phẩm tính. Mà hắn, tiếp tục thảnh thơi luyện võ góp nhặt khí huyết, còn có nghiên cứu võ chủ. Đã hơn một năm, ấn lý thuyết, võ chủ kiến thức căn bản, ta đều nắm giữ cơ bản, cũng nên nhập môn, vì sao chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra võ chủ phân thân. Lục Ngôn nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ đạo thư, chỉ đối với võ học hữu dụng, đối võ chủ, vô dụng. Đạo thư, võ đạo là đạo, chủ đạo cũng không phải là đạo sao. Lục Ngôn cảm thấy, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu. Lục Ngôn bắt đầu theo võ chủ bản chất đi suy nghĩ, đi phân tích. Võ chủ muốn tăng lên, nhất định phải nắm giữ các loại khác biệt thực đơn, hiểu rõ khác biệt nguyên liệu nấu ăn đặc tính, không ngừng đi chế biến thức ăn, đi tích lũy kinh nghiệm, đây cũng là thẩm nhất nặc du tẩu thiên hạ nguyên nhân. Nhưng võ học không giống. Võ học sở trường một môn, luyện quyền pháp chính là luyện quyền pháp, không cần đi tìm hiểu thối pháp hoặc là đao pháp loại hình, chỉ cần đem một môn quyền pháp luyện tốt, luyện tinh. Tự nhiên là có thể tăng lên. Võ chủ, có thể hay không như vậy chứ? Hắn nghĩ tới kiếp trước Hoa Hạ đầu bếp. Có chút chủ nghệ tinh xảo đại sư, chưa chắc sẽ làm tất cả tự điển món ăn, rất có thể chỉ là đem một hai dạng đồ ăn làm tinh thông, làm ra chúng, đem một hai dạng đồ ăn làm được đăng phong tạo cực, liền có thể nghe tiếng đương thời. Võ chủ, có thể hay không dạng này? Hắn trước sở trường một đạo võ thực, có thể thành hay không? Lục Ngôn dự định lựa chọn một đạo võ thực, tập trung luyện tập, mà đạo này võ thực, nhất nặc tích nhục tự nhiên là thích hợp nhất. Hắn giúp thẩm nhất nặc trợ thủ, mưa dầm thấm đất, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, mặt khác, thiết giáp tích thì thế nhưng là có sẵn, không cần mặt khác mua. Lục Ngôn lúc này đi ra ngoài, trong đêm đi vào trường phong thành huyết địa mạch bên trong, săn giết một đầu thiết giáp tích, đem thằn lằn thịt phân khối mang về, sau đó đem phụ trợ linh thảo phối tề, bắt đầu chế biến thức ăn nhất nặc tích nhục. Nhất nặc tích nhục, hết thảy có 18 cái trình tự, phải dùng đến 23 chủng linh cỏ, 3 loại võ thực gia vị. Lục Ngôn trước cắt xuống 1 cân thiết giáp tích thịt, để vào đặc chế nồi hầm cách thủy bên trong, châm lửa nấu nước, chờ nước đốt lên về sau, lấy trong đó một loại linh dược gia nhập vào, sau đó khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, chậm rãi chế biến. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, quan sát dị thú thịt cùng nước nhan sắc biến hóa. Chế biến thức ăn võ thực. Đầu tiên chính là loại trừ dị thú trong thịt huyết độc. Nhưng huyết độc không phải tốt như vậy loại trừ, cần 9 bước, 9 loại linh dược phối hợp. Loại linh dược không phải cùng một chỗ thêm vào, mà là từng loại thêm. Tỷ như loại thứ nhất phân dịch cỏ, chính là mềm hóa dị thú thịt, để dị thú trong thịt huyết độc, cùng dị thú thịt tương liên không có chặt như vậy mật. Chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, liền muốn lập tức gia nhập loại thứ hai linh thảo, cùng loại thứ nhất phối hợp lẫn nhau.
tăng lớn cường độ. Thời cơ này, cần đem cầm vừa đúng, hơi sớm hoặc chậm một chút, đều có thể để khối này dị thú thịt triệt để báo hỏng. Loại thứ hai tăng thêm chính là loại thứ ba, loại thứ tư. Mỗi một bước đều muốn nắm chắc thời cơ, không thể có một điểm sai lầm. Chế biến thức ăn võ thực độ khó, so nấu nướng thức ăn bình thường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Lục Ngôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, đợi chừng 2 giờ, sau đó vội vàng gia nhập loại thứ hai linh dược, tiếp lấy đổ vào một bầu nước. Nhưng nửa giờ sau, dị thú thịt nhan sắc, ngược lại trở nên có chút tái nhợt. Lục Ngôn thở dài, thất bại. Điều này nói rõ, dị thú thịt huyết độc, chẳng những không có bị trừ bỏ dấu hiệu, ngược lại khóa càng sâu, lại khó loại trừ. Hắn cẩn thận nghĩ lại, phát hiện là hỏa hầu không có nắm chắc tốt, mới đưa đến như thế. Nhìn Thẩm Nhất Nặc chế biến thức ăn thời điểm, cảm giác rất dễ dàng, hết thảy nước chảy thành sông, đến phiên mình chế biến thức ăn thời điểm, mới phát hiện bên trong nhiều môn như vậy nói. Lục Ngôn cười khổ lắc đầu. Bất quá, hắn không vội. Tu tập võ trù, chỉ là luyện công sau khi thời gian nhàn hạ để luyện tập, thực sự không luyện được cũng không sao, dù sao về sau muốn mướn người đến chế biến thức ăn. Đương nhiên mình có thể nắm giữ tốt nhất, nghệ nhiều không ép thân mà. Thở dài một hơi, Lục Ngôn đi tới phòng luyện công, ăn một khối võ thực khô, liền triển khai thân thế, tu luyện lên kim cương bất hoại công. Dung hợp thành nhất lưu võ học về sau, đạo thư tự động đem 9 loại nhị lưu võ học chiêu thức dung hợp, diễn hóa xuất một bộ mới phương pháp tu luyện, hết thảy 36 thức, thâm căn cố đế khắc ở trong đầu của hắn. Lại hắn có loại cảm giác, nếu là chịu tìm chút thời giờ, có thể đem kim cương bất hoại công tinh túy vẽ ra đến, biến thành thần ý đồ, trở thành võ hầu cấp môn phiệt truyền thừa căn cơ. Chỉ là Lục Ngôn hiện tại không có tính toán đem kim cương bất hoại công nói ra, tự nhiên là không hồi phí ý định này đi. Liên tục đánh mấy lần kim cương bất hoại công, ăn hết võ thực khô đã bị tiêu hóa, cảm thụ thể nội khí huyết lại tăng mạnh một tia, Lục Ngôn lần nữa trở lại võ phòng bếp, chuẩn bị nếm thử lần thứ hai. Về phần bị đạo thư hấp thu võ thực năng lượng, thì dùng để tăng lên di hình thuật. Lần thứ hai, vẫn là thất bại. Nhưng so trước một lần, có một chút tiến bộ, thời gian dài hơn một chút. Cứ như vậy, Lục Ngôn luyện công sau khi, không ngừng nếm thử, đối với Nhất Nặc Tích Nhục chế biến thức ăn trình tự, dần dần trở nên quen thuộc, chậm rãi trước mặt trình tự bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Một tháng sau, Lục Ngôn rốt cục thành công chế biến thức ăn ra một phần Nhất Nặc Tích Nhục. Mặc dù phẩm chất cùng khẩu vị, đều cùng Thẩm Nhất Nặc chế biến thức ăn ra không cách nào so sánh được, nhưng quả thật là thành công. Bởi vì, đạo thư phía trên, rốt cục ngưng tụ ra một bộ phân thân. Phân thân trên đầu chữ là, võ chủ phân thân, Nhất Nặc Tích Nhục, sơ khuy môn kính 1%. Lục Ngôn đại hỉ. Cuối cùng thành công. Lục Ngôn lúc này đem cái này một phần võ thực ăn, năng lượng bị đạo thư hấp thu, Nhất Nặc Tích Nhục tiến độ nhanh chóng tăng lên. Lục Ngôn phát hiện, võ chủ phân thân tăng lên độ khó so nhị lưu võ học càng lớn, tiêu hao võ thực, ước chừng là nhị lưu võ học gấp 3, cùng di hình thuật tương đương. Nhưng mặc kệ cần bao nhiêu năng lượng, dù sao cũng so chính hắn tu luyện nhanh vô số lần. Lục Ngôn tinh thần phấn chấn, tiếp tục chế biến thức ăn. Lần này, rõ ràng so với lần trước quen thuộc hơn, nhưng bởi vì quá kích động, lại thất bại. Tiếp tục, lần này thành công, ăn về sau, Nhất Nặc Tích Nhục tiến độ lại tăng lên một chút, giống như đã trải qua một tháng liều mạng luyện tập. Đang muốn tiếp tục chế biến thức ăn, lại nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa ra ngoài, phát hiện là Lý Toàn. Quán chủ, gần đây có người bên ngoài tung tin đồn nhảm, nói chúng ta võ quán truyền thụ cho võ học là giả, căn bản không phải nhị lưu võ học, chỉ là kém nhất tam lưu võ học, vàng thau lẫn lộn, lừa gạt học đồ. Lý Toàn bẩm báo, sắc mặt có chút khó coi. Điều tra ra, là ai tải tin đồn sao? Lục Ngôn hỏi, thần sắc bình thường, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Điểm này, hắn sớm có đoán trước. Học phí định giá, chỉ có cái khác võ quán 2/3, không thể nghi ngờ là động cái khác võ quán bánh gato, những này võ quán sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ. Nghe được, là Lưu Thủy Nhai Xích Xa võ quán cùng Khê Nhai Hắc Đao võ quán. Lý Toàn nói, Lục Ngôn bọn hắn võ quán, gọi là Tam Tuyệt quán. Như thế nào Tam Tuyệt, chính là đao, trưởng, thối Tam Tuyệt. Tam Tuyệt võ quán, ngay tại Lưu Thủy Nhai, cùng Xích Xa võ quán cách xa nhau không xa. Mà Khê Nhai, lân cận lấy Lưu Thủy Nhai. Tam Tuyệt võ quán giá thấp thủ võ,
Để hai đại khoảng cách tương đối gần võ quán dẫn đầu cảm giác được nguy cơ, muốn lấy loại phương thức này để cho người ta không dám tới Tam Tuyệt võ quán học võ. Quán chủ, tiếp tục như vậy, thật muốn không người đến học võ, chúng ta muốn hay không xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Lý Toàn hỏi. Không vội, không vội, để bọn hắn nhảy một đoạn thời gian. Lục Ngôn nói. Lý Toàn nhãn châu xoay động, đột nhiên sáng lên, nói quán chủ, ngài là dự định để bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên càng nhiều người chú ý, sau đó lại xuất thủ, thừa cơ đem danh khí đánh đi ra. Ha ha, lão Lý à, đầu óc của ngươi thật sự là càng ngày càng linh hoạt, cùng người thông minh nói chuyện chính là không lao lực. Lục Ngôn cười vỗ vỗ Lý Toàn bả vai. Quán chủ quá khen, quán chủ mới là bầy mưu nghĩ kế, mưu tính sâu xa, thuộc hạ không kịp quán chủ chi vạn nhất a. Lý Toàn khom người khiêm tốn nói. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép. Lục Ngôn cười to. Gặp Tam Tuyệt võ quán không có động tĩnh, Xích Xa võ quán cùng Hắc Đao võ quán đệ tử, càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái gì Tam Tuyệt võ quán, danh xưng Tam Tuyệt, đều là giả, thường nhân luyện một môn võ học cũng khó khăn, hắn còn xưng Tam Tuyệt, khoác lác mà thôi. Dõng dạc, làm cho người khinh thường. Thu phí thấp như vậy, tuyệt đối không có bản lĩnh thật sự, đoán chừng liền muốn lừa gạt một đợt đi đường. Đi Tam Tuyệt võ quán luyện võ, đây không phải là ngốc sao, muốn bị lừa gạt vốn liếng không về. Bọn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại nhiều người địa phương trắng trợn tuyên dương, thậm chí chạy đến Tam Tuyệt võ quán phụ cận, lôi kéo Tam Tuyệt võ quán đệ tử khuyên bọn họ tìm võ quán trả lại tiền. Chuyện này, thời gian dần trôi qua tại phụ cận trong dân chúng truyền ra. Gặp Tam Tuyệt võ quán một mực không có trả lời, cũng không hề phản kích, càng thêm vững tin, Tam Tuyệt võ quán không có bản lĩnh thật sự, gạt người. Ngay cả những cái kia đã gia nhập học đồ, đều dao động. Có người âm thầm nghị luận, muốn tìm võ quán trả lại tiền không luyện. Lại đại đa số người không còn tích cực, mỗi ngày muộn về sớm, luyện võ cũng mặt ủ mày trâu, không có gì hào hứng. Trong đó ngược lại là có một cái học đồ, đưa tới Lục Ngôn chú ý. Học đồ tên là Văn Uyên, 14 tuổi, cùng Lục Ngôn vừa tới thế giới này cũng không kém nhiều lắm. Hắn hình dạng lệch thanh tú, mày kiếm, đôi môi luôn luôn nhếch, hai đầu lông mày rất có vẻ kiên nghị. Chúng học đồ bên trong, chỉ có hắn bất vi sở động, mỗi ngày sớm đến võ quán, cẩn thận tỉ mỉ tu luyện, không có nhận lời đồn ảnh hưởng. Văn Uyên, Lục Ngôn đem cái tên này ghi ở trong lòng. Về phần những cái kia tạp dịch, ngược lại không có gì phản ứng. Bọn hắn không có tiền luyện võ, đối với bọn hắn tới nói, coi như Tam Tuyệt võ quán chỉ có tam lưu võ học, bọn hắn cũng muốn tóm chặt lấy, đây là cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội. Xích Xa võ quán, Thủy Tạ đình đài. Hai thân ảnh chính quanh bàn thưởng thức trà. Một thân ảnh mặc màu đỏ quần áo luyện công, cuốn lên tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện, cơ bắp từng đầu quấn quýt lấy nhau, tựa như đúc bằng sắt. Nhất có đặc điểm chính là hắn song trưởng. Mơ hồ phiếm hồng sắc, giống như nung đỏ bàn ủi. Người này chính là Xích Xa võ quán quán chủ, người giang hồ xưng Xích Xa Phi Lang Đoạn Thần Phi. Một người khác, một bộ áo bào đen, gánh vác đao sắt, chính là Hắc Đao võ quán quán chủ, một đao đoạt hồn Lưu Tông. Kia Tam Tuyệt võ quán phản ứng gì? Lưu Tông trước tiên mở miệng. Đoạn Thần Phi nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói còn có thể có phản ứng gì, cùng lúc trước, không phản ứng chút nào. Nhìn như vậy đến, kia Tam Tuyệt võ quán quán chủ, không lắm bản lĩnh thật sự. Lưu Tông nói, cho dù có bản lĩnh thật sự lại như thế nào, hắn còn dám đánh đến tận cửa không thành, chúng ta phía sau, thế nhưng là 13 nhà võ quán liên minh, hắn giá thấp thủ võ, không chỉ có ảnh hưởng là hai nhà chúng ta, cũng động cái khác võ quán lợi ích, há có thể dung hắn. Chỉ cần dựa theo chúng ta bây giờ phương pháp tiếp tục, bách tính liền sẽ không tin hắn, liền sẽ không có người đi luyện võ. Một lúc sau, hắn chỉ có đóng cửa. Đoạn Thần Phi một bộ trí tuệ vững vàng, lòng tin 10 phần bộ dáng. Đoàn huynh nói đúng lắm, là ta quá lo lắng. Lưu Tông nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lời đồn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Một ngày này, rốt cục có ba cái học đồ nhìn không được, cùng nhau mà đến, muốn tìm Lục Ngôn trả lại tiền. Lui, Lục Ngôn rất thẳng thắn đáp ứng. Dù sao vẫn chỉ là truyền một điểm ra lông. Tìm tòi nhập môn giai đoạn võ học, không quan trọng. Ba người cầm tới tiền về sau, hoan thiên hỉ địa rời đi, thậm chí còn thấp giọng chào hỏi cái khác học đồ, để bọn hắn cũng lui. Cái khác học đồ có chút do dự.
Lục Ngôn triệu tập Vương Lâm, Lý Toàn, Trương Quân bọn người đến đây nghị sự. Truyền ra tin tức, đến đây học võ học phí lại hạ, tam lưu võ học 50 lượng, nhị lưu võ học 150 lượng. Lục Ngôn nói, mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Quán chủ, hiện tại tình huống này, lại tiếp tục hạ giá, ngược lại sẽ lộ ra chúng ta chột dạ, ngồi vững đối phương lời đồn, sợ càng khó có hơn người đến học võ. Vương Lâm lo lắng nói, cái này cần nhờ các ngươi xuất thủ, lại có người đến tin đồn, đánh gãy chân của bọn hắn, trói lại thì chúng, tội danh chính là tung tin đồn nhảm vu hãm, tổn hại tam tuyệt võ quán danh dự. Lục Ngôn nói, rốt cục muốn xuất thủ sao? Vương Lâm ba người, đều mừng rỡ. Cùng ngày, Xích Xa võ quán cùng Hắc Đao võ quán, vẫn như cũ có đệ tử trên đường tung tin đồn nhảm, bị Vương Lâm bọn người ngăn chặn. Vương Lâm trực tiếp xuất thủ, đem hai đại võ quán mấy người đệ tử chân đánh gãy, cột vào trên đường thì chúng. Tin tức từ dân chúng chung quanh, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Lời đồn tự sụp đổ. Bởi vì, tam tuyệt võ quán lấy thực lực đã chứng minh, bọn hắn là có thực học. Không thấy được Xích Xa võ quán cùng Hắc Đao võ quán mấy người đệ tử, tại tam tuyệt võ quán tay của người bên trong, đi không được mấy chiêu à. Không có thực học, há có thực lực thế này. Vài ngày trước tam tuyệt võ quán không có xuất thủ, tại bách tính trong miệng, biến thành khiêm nhượng. Đằng sau, không sai biệt lắm muốn đến phiên ta xuất thủ. Trong đám người, Lục Ngôn mỉm cười. Hắn một mực âm thầm đi theo Vương Lâm bọn người, dù sao, Vương Lâm chỉ là 4 lần phá hạn, hắn sợ hai đại võ quán cũng có 4 lần phá hạn trở lên võ giả, Vương Lâm sẽ không địch lại. Nhưng trên thực tế, những người kia mạnh nhất cũng chỉ có 3 lần phá hạn, căn bản không phải là đối thủ của Vương Lâm. Quả nhiên, theo việc này lên men về sau, đại lượng người trẻ tuổi tràn vào võ quán, muốn luyện võ. Có thực học, nhưng giá cả chỉ có cái khác võ quán một nửa, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, vô luận như thế nào, đều muốn nắm chắc cơ hội. Phàm là đến giao tiền luyện võ, Lục Ngôn thu sạch hạ. Ngắn ngủi 3 ngày, đã thu hơn 30 học đồ. Thậm chí mấy ngày trước 3 cái kia trả lại tiền học đồ, cũng mặt dạn mày dày trở về, muốn tiếp tục lưu lại, bị Tào Hổ một tay một cái, ném ra ngoài cửa. Mà trước đó lưu lại học đồ, Lục Ngôn cũng dựa theo hiện tại giá cả, trả lại cho bọn hắn chênh lệch giá. Cái này khiến những học đồ này âm thầm may mắn trước đó không đi, không phải đem hối hận gặp trở ngại. Xích Xa võ quán. Đụng. Đoạn Thần Phi một trường vỗ dưới, đem bên cạnh một tảng đá xanh đập thành phấn vụn, về phần đá cẩm thạch bàn, hắn không có bỏ được đập, bởi vì giá cả không ít. Lẽ nào lại như vậy, tam tuyệt võ quán, khinh người quá đáng. Đoạn Thần Phi sắc mặt tái xanh. Mấy cái kia bị đánh gãy chân, trong đó một cái hay là hắn thân truyền đệ tử, truyền thụ nhị lưu võ học, hiện tại chân xương cốt triệt để vỡ nát, trở thành phế nhân. Làm sao bây giờ? Lưu Tông hỏi. Tam tuyệt võ quán lại hàng thù võ học phí, đây là tự chịu diệt vong, đã kinh động đến 13 nhà võ quán liên minh, chúng ta lại mời mấy vị quán chủ, cùng tiến lên tam tuyệt võ quán, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Đoạn Thần Phi lạnh lùng nói. Để hắn đi thẳng đến tam tuyệt võ quán phá quán, hắn là không nghĩ, cũng là không dám. Đánh thắng còn tốt, vạn nhất thua, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Xích Xa võ quán danh dự, về sau lại nghĩ thu đồ, liền khó khăn. Hôm sau, quán chủ, Xích Xa, Hắc Đao đám ngũ đại võ quán quán chủ cùng nhau mà đến, nói có chuyện quan trọng muốn gặp quán chủ. Thư phòng, Lý Toàn đến đây bẩm báo. Để bọn hắn chờ lấy. Lục Ngôn nói. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Sau một tiếng, lẽ nào lại như vậy, cái này Lục Sơn Xuyên thật là lớn mặt bài, để chúng ta ngũ đại quán chủ ở chỗ này làm chờ. Trong đó một vị hắc tháp tráng hán gầm thét. Người này là hắc sát võ quán quán chủ Triệu Thiết, một tay nhị lưu võ học hắc sát thân đá là đăng phong tạo cực, người đưa ngoại hiệu Thiết Tháp Trấn Giang. Mặt khác 4 vị quán chủ, sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn đều là một phương quán chủ, tại Bách Thảo Thành đều là rất có danh khí, hiện tại một cái kẻ ngoại lai, thế mà như thế lớn mặt bài, bày như thế lớn phổ. Dứt khoát trực tiếp xuất thủ lật ngược cái này chim tam tuyệt võ quán, ta nhìn hắn có thể như thế nào. Triệu Thiết tính khí nóng nảy, tiếp tục ồn ào. Triệu huynh, an tâm chớ vội, tránh qua mùng 1, há có thể trốn được hôm rằm, hôm nay, hắn Lục Sơn Xuyên không thấy cũng phải gặp. Đoạn Thần Phi nói, Triệu Thiết trùng điệp hừ một cái, mặt đen lên ngồi xuống. Lại qua một lát, ha ha ha,
quý khách đến, thật sự là bồng tất sinh huy a, Lục mỗ vừa luyện võ nhập thần, tới chậm, thứ tội. Lục Ngôn cười to đi tới phòng khách, ở trên thủ ngồi xuống. Hắn mở Tam Tuyệt Võ Quán, dùng tên giả, chính là Lục Sơn Xuyên. Năm vị quán chủ chỉ là tùy ý chấp tay một cái. Lục quán chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền nói thẳng, chúng ta hôm nay đến, là vì các ngươi Tam Tuyệt Võ Quán định giá một chuyện, Bách Thảo Thành 13 nhà võ quán định giá đều là thống nhất, ngươi trực tiếp đem thủ võ giá cả ổn định ở cái khác võ quán một nửa, ngươi để chúng ta làm thế nào? Đoạn Thần Phi khai môn kiến sơn nói, a, là vì việc này a, ngươi dạy các ngươi, ta giáo ta, các ngươi là nếu là sợ ta đoạt các ngươi sinh ý, các ngươi cũng có thể đè thấp giá cả a, cùng ta có liên can gì? Lục Ngôn thản nhiên nói, đánh giắm, muốn cạnh tranh, liền dựa vào bản lĩnh thật sự, giảm xuống một nửa giá cả, tính là gì chim bản sự? Triệu Thiết vỗ bàn một cái, phẫn nộ đứng dậy, nhìn hầm hầm Lục Ngôn. Cạnh tranh có thể, nhưng ngươi cố ý đè thấp giá cả, đây là ác ý cạnh tranh, vi phạm với 13 nhà võ quán liên minh quy tắc, liền tha cho ngươi không được. Một đao Đoạn Hồn Lưu Tông lạnh lùng mở miệng. Đó là các ngươi quy tắc, ta Tam Tuyệt Võ Quán, nhưng không có gia nhập võ quán liên minh quy tắc, ước thúc không được ta. Lục Ngôn nói, Lục Sơn Xuyên, ngươi quá mức ngang tàng. Đoạn Thần Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lục Ngôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, nói ta liền ngang, như thế nào? Đụng. Triệu Thiết lại vỗ bàn một cái, lần này khí huyết bộc phát, trực tiếp đem cái bàn đập nổ tung, cả giận nói, thất phu, đừng khinh người quá đáng, đây là Bách Thảo Thành, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Ngươi đây là muốn chỉ giáo mấy chiêu rồi? Lục Ngôn nói, tới thì tới, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Triệu Thiết hét lớn, phồng lên khí huyết, để vốn là khôi ngô to con thân thể, trở nên càng thêm khôi ngô, thân cao tới gần 2m2, uy thế bức người, giống như một tòa hắc tháp. Khó trách có thiết tháp trấn giang ngoại hiệu. Muốn so tài mấy tay, có thể, sau 3 ngày, ta sẽ bày xuống lôi đài, hoan nghênh các vị quán chủ đến đây một trận chiến, tiễn khách. Lục Ngôn nói, ở chỗ này chiến, Lục Ngôn không hứng thú, đánh thắng lại không người biết. Muốn đánh, liền muốn công khai đánh, triệt để đem Tam Tuyệt Võ Quán danh khí đánh đi ra. Vương Lâm cùng Lý Toàn hai người lập tức tiến đến, phất tay ra hiệu ngũ đại quán chủ có thể đi. Ngũ đại quán chủ sắc mặt khó coi. Bày xuống lôi đài, công khai một trận chiến, đây là hoàn toàn không đem 13 nhà võ quán liên minh để ở trong mắt a. Tốt, sau 3 ngày, chúng ta đi xem. Triệu Thiết đứng dậy liền muốn đi ra phía ngoài. Triệu quán chủ, đập nát cái bàn, không cần bồi thường sao? Lục Ngôn thản nhiên nói. Triệu Thiết thân thể cứng đờ, sắc mặt tái xanh, móc ra một thỏi bạc ném xuống đất, lớn tiếng nói, sau 3 ngày, lĩnh giáo cao chiêu. Lập tức bước nhanh mà rời đi. Còn lại tứ đại quán chủ cũng là sắc mặt tái xanh rời đi Tam Tuyệt Võ Quán, cùng nhau tìm 13 nhà võ quán liên minh cái khác quán chủ thương lượng đi. Tam Tuyệt Võ Quán nếu quả thật bày xuống lôi đài, công khai khiêu chiến bọn hắn, vậy bọn hắn, không tiếp cũng phải tiếp. Không tiếp, liền sẽ rơi vào một cái võ công thưa thớt, nhát gan sợ phiền phức thanh danh. Thanh danh một xấu, về sau võ quán cũng đừng nghĩ mở đi. Năm vị quán chủ rời đi về sau, Lục Ngôn liền hạ lệnh để Vương Lâm, Lý Toàn bọn người mướn người, tại Tam Tuyệt Võ Quán ngoài cửa một khối trên đất trống, dựng lên lôi đài. Đồng thời để cho người ta đối ngoại truyền ra tin tức, nói võ quán liên minh không cam lòng hắn thủ võ giá cả, liên thủ áp bách, hắn không sợ áp bách, dự định công khai khiêu chiến các đại vũ quán. Nếu có người có thể chiến thắng hắn, hắn liền đem thủ võ giá cả, đổi lại giá thị trường. Tin tức vừa ra, gây nên một mảnh nhiệt nghị, lại không đoạn hướng phía cái khác đường đi, cái khác thành khu truyền bá ra đi. Xôn xao, vô số người bắt đầu chú ý chuyện này, chờ mong 3 ngày sau tỉ thí. Ngày thường, 13 nhà võ quán mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng nhiều nhất là đệ tử ở giữa tỉ thí luận bàn, quán chủ tự thân xuất mã quyết đấu tình huống cực ít. Náo nhiệt như vậy, rất nhiều người tự nhiên không muốn bỏ qua. 3 ngày sau, Tam Tuyệt Võ Quán bên ngoài, người đông nghìn nghịt, bốn phía lôi đài, bị vây chật như nêm cối. 13 nhà võ quán liên minh quán chủ tới. Có người kêu một tiếng, đám người tách ra một con đường, một đoàn người đi tới. 13 nhà võ quán quán chủ, thế mà tới 12 vị.
Lý Toàn tại Lục Ngôn bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn trong khoảng thời gian này, đã đem 13 nhà võ quán tin tức thu thập đủ, cũng đối 13 nhà võ quán quán chủ hình dạng đặc thù như lòng bàn tay, liếc thấy ra. Tới nhiều càng tốt hơn. Lục Ngôn gật gật đầu, thả người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Ai tới trước chỉ giáo? Lục Ngôn lớn tiếng nói. Ta tới trước chiếu cố ngươi. Một thân ảnh nhảy lên lôi đài, lại là Xích Xa Phi Lang Đoạn Thần Phi. Xích Xa võ quán Đoạn Thần Phi, tinh thông Xích Xa trưởng, đến đây lĩnh giáo. Đoạn Thần Phi dựa theo võ quán ở giữa quy củ, liền ôm quyền, làm cái đơn giản bản thân giản thiệu. Trước mặt mọi người, làm như vậy lộ ra quang minh lỗi lạc, cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Lục Sơn Xuyên, tinh thông đao, chân, trưởng, người xưng tam tuyệt võ giả, hôm nay, lợi dụng trưởng pháp lĩnh giáo cao chiêu. Học theo, Lục Ngôn cũng tới cái tự giới thiệu. Tiếp chiêu A. Đoạn Thần Phi quát khẽ, khí huyết dũng động, song trưởng của hắn lập tức trở nên đỏ bừng, tựa như nung đỏ bàn ủi. Bước chân đạp mạnh, thân hình như gió đánh về phía Lục Ngôn, song trưởng liên phôi đánh ra mà ra, trưởng còn chưa tới, sóng nhiệt đã đập vào mặt. Lục Ngôn thi triển tật phong thủ, gặp chiêu phá chiêu, cùng đối phương đối mấy trưởng. Mặc dù 9 loại nhị lưu võ học đã dung hợp thành nhất lưu võ học, nhưng không có nghĩa là 9 loại nhị lưu võ học kia, Lục Ngôn sẽ không thi triển, không những sẽ mà còn tinh danh hơn, tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn. Mấy chiêu về sau, Lục Ngôn tăng tốc độ, một trường đánh vào Đoạn Thần Phi ngực, đem hắn đánh bay ra lôi đài, miệng phun máu tươi. Kỳ thật muốn giải quyết Đoạn Thần Phi, không cần mấy chiêu, nửa chiêu là đủ. Mấu chốt Lục Ngôn không muốn quá kiêu căng, không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. 10 phần lực, lộ 3 phần, giấu 7 phần, mới là tốt nhất, để cho địch nhân vĩnh viễn nhìn không thấu được ngươi. Tốt, quán chủ vô địch A. Lục Ngôn chiến thắng, hưng phấn nhất thuộc về tam tuyệt võ quán những cái kia học đồ, từng cái hưng phấn giống như là điên cuồng. Điều này nói rõ, bọn hắn tiền không có uổng phí giao A, quán chủ, là có bản lĩnh thật sự, mà lại bản sự còn rất lớn. Chỉ cần chịu cố gắng, hào hào học, về sau cũng có thể giống quán chủ đồng dạng lợi hại. Mà một chút nguyên bản do dự người, cũng thầm hạ quyết tâm, chờ tỉ thí kết thúc về sau, lập tức liền gia nhập tam tuyệt võ quán. Xích Xa Phi Lang, không gì hơn cái này, còn có ai đến lĩnh giáo? Lục Ngôn nhìn các đại quán chủ, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Còn lại 11 vị quán chủ, sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Đoạn Thần Phi thực lực gì, bọn hắn rất rõ ràng, hàng thật giá thật 5 lần phá hạn, một tay Xích Xa trưởng chìm đắm nhiều năm. Đã đạt lô hỏa thuần thanh cực hạn, khoảng cách đăng phong tạo cực, cũng chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Thực lực như thế, lại chỉ có thể ở Lục Ngôn trong tay đi qua 3 chiêu. Lục Ngôn nhị lưu võ học, ít nhất là đăng phong tạo cực, thậm chí càng mạnh. Một chút cùng Đoạn Thần Phi không sai biệt lắm quán chủ, nào dám bên trên, vội vàng né tránh Lục Ngôn ánh mắt. Ta đi thử xem hắn. Một đạo to con thân ảnh đi đến lôi đài, chính là Thiết Tháp Trấn Giang Triệu Thiết. Triệu Thiết lên đài về sau, tự báo một chút ra môn, sau đó liền vận công hướng phía Lục Ngôn công tới. Hắn luyện hắc sát thân, là ngạnh công, đã tới đăng phong tạo cực chi cảnh, vận công phía dưới, thân thể cơ bắp phồng lên, làn da trở nên đen nhánh tỏa sáng, tựa như một tôn thiết nhân. Đụng! Một bước đạp xuống, lôi đài đều kém chút sụp ra, huy quyền tấn công mạnh Lục Ngôn. Lục Ngôn thân thể có chút uốn éo, như một trận gió hướng lui về phía sau ra 2 mét. Tránh khỏi Triệu Thiết một quyền. Một quyền thất bại, Triệu Thiết tiếp tục huy quyền tấn công mạnh, nhưng là liên tục hơn 10 quyền, toàn bộ thất bại, ngay cả Lục Ngôn góc áo đều không có đụng phải. Một mực né tránh có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao phong. Triệu Thiết cả giận nói. Ta hào tam tuyệt võ giả, thôi pháp cũng là ta nhất tuyệt, ngươi chẳng lẽ không biết. Lục Ngôn phản bác. Hôm nay, hắn chính là muốn hào hào hiện ra một chút hắn tam tuyệt võ giả tam đại tuyệt học, không phải làm sao đem danh khí đánh đi ra. Trượt không trượt thu, tính là gì nam nhân? Triệu Thiết gầm thét. Không phải dáng dấp lại hắc lại thô mới tính nam nhân, bền bỉ chiến đấu dẻo dai cũng là nam nhân, bất quá đã ngươi vội như vậy, ta liền đưa ngươi xuống dưới. Lục Ngôn không còn né tránh, một trường đánh ra, cùng Triệu Thiết ngạnh bính một chiêu. Triệu Thiết run lên. Phanh 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 liền lùi lại 5-6 bước, cảm giác cánh tay run lên, trong lòng kinh hãi. Hô! Lục Ngôn thứ 2 trưởng lại đến. Triệu Thiết chỉ có thể vận khởi toàn lực đối kháng. Thứ 2 trưởng, hắn lại lui 5 bước.
Thứ ba trưởng, lại lui 6 bước, trực tiếp quẳng xuống lôi đài. Tốt! Tam tuyệt võ quán học đồ, lại bộc phát ra như sấm sét gieo hò, liền ngay cả những cái kia tạp dịch, đều phấn chấn không thôi, trong lòng âm thầm thề nhất định phải làm rất tốt, tương lai có thể lưu tại võ quán học võ. Nếu là biểu hiện tốt, bị quán chủ nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử, kia thật là nhất phi trùng thiên. Triệu Thiết, thế nào? Có hay không thăm dò hắn môn đạo? Chúng quán chủ đỡ dậy Triệu Thiết, có người hỏi. Người này, tu luyện khẳng định là nhất lưu võ học, khí huyết cường đại cô động, thế như bôn lôi, ta bại liền thua ở khí huyết không bằng hắn. Triệu Thiết nói, nhìn như vậy đến, người này là một cái xuống dốc môn phiệt tử đệ. Những người khác như có điều suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Dạng này người, tại Bách Thảo Thành không ít. Lính đông 6 quận, võ hầu cấp môn phiệt đông đảo, bình quân mỗi một năm đều có bị diệt, những này môn phiệt một chút còn sót lại tử đệ, liền sẽ lưu lạc các nơi. Đặc biệt là tại Bách Thảo Thành dạng này thành lớn, cũng không thèm khát. Triệu Thiết có thể nhìn ra được, tự nhiên là Lục Ngôn muốn cho hắn nhìn thấy. Có thể đánh bại dễ dàng đồng cấp võ giả, không triển lộ một điểm đặc thù, nói là không đi qua. Bại lộ nhất lưu võ học, dù sao cũng tốt hơn bại lộ nhân võ hợp nhất nhị lưu võ học. Tu luyện nhất lưu học người đông đảo, nhưng có thể đem nhị lưu võ học tu luyện tới nhân võ hợp nhất, phượng mao lân giác. Nhất lưu võ học tu luyện, giai đoạn trước là tuyệt đối không thể rời đi thần ý đồ, nhưng tu luyện có thành tựu về sau, coi như không có thần ý đồ, cũng có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng lên. Giả mạo xuống dốc môn phiệt tử đệ, dù sao lại không có thần ý đồ, không sợ bị người nhớ thương. Đương nhiên, hắn hậu thiên võ thể, gấp 6 lần khí huyết, còn có nhân võ hợp nhất nhất lưu võ học, là không thể tùy tiện bại lộ, đây là lá bài tẩy của hắn. Còn có ai? Trên lôi đài, Lục Ngôn tiếp tục khiêu chiến. Dưới đáy, các đại quán chủ còn tại thương thảo. Người này chủ tu nhất lưu võ học, hẳn là trường pháp, cấp độ chỉ sợ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh nhất lưu võ học, đã không phải chúng ta có thể đối phó. Cuối cùng, chúng quán chủ đem ánh mắt nhìn về phía một cái hơn 70 tuổi lão giả. Lão giả này, chính là Trường Thanh võ quán quán chủ, tên là Phó Trường Thanh, cũng là một cái xuống dốc môn phiệt tử đệ, tu luyện cũng là nhất lưu võ học, lại cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Danh xưng 13 nhà võ quán liên minh thứ 2 cao thủ. Để lão phu đến chiếu cố hắn. Phó Trường Thanh dậm chân mà ra, đi vào trên lôi đài, cùng Lục Ngôn liên hệ tính danh về sau, liền giao chiến cùng một chỗ. Giao thủ một cái, Lục Ngôn liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quanh thân khí huyết mờ mịt, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng, cùng Phó Trường Thanh giao phong hơn 50 chiêu, mới một trưởng đem Phó Trường Thanh đặt xuống lôi đài. Tam tuyệt võ quán đệ tử bộc phát chấn thiên gieo hò, từng cái kích động sắc mặt đỏ bừng, cùng có vinh yên. Trong đám người, ba cái kia trước đó lui khoản đệ tử, ủ rũ, hối hận nghĩ đập đầu chết. Đi thôi. Phó Trường Thanh xuống dốc thở dài, đi đầu rời đi. Cái khác võ quán quán chủ, tự nhiên không có mặt dừng lại, từng cái sắc mặt khó coi rời khỏi nơi này. Lục quán chủ, ta muốn gia nhập tam tuyệt võ quán. Ta cũng muốn, không nên cùng ta chen, ta tới trước. Lập tức, một nhóm người xông về tam tuyệt võ quán, muốn gia nhập tam tuyệt võ quán. Lục Ngôn mấy cái nhảy vọt, nhảy vào võ quán bên trong. Chuyện còn lại, liền giao cho Vương Lâm, Lý Toàn bọn người là được rồi, không cần đến tự làm tất cả mọi việc. Hắn chỉ cần an tâm tu luyện, có thể trấn chủ trận là được rồi. Đây chính là thủ hạ có người chỗ tốt. Sau đó mấy ngày, khoảng chừng hơn 100 người đến đây báo danh học võ. Tam tuyệt võ quán ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy nhận lấy. Không có bạc học võ, đến đây báo danh làm tạp dịch cũng không ít, Lục Ngôn để Lý Toàn cùng Vương Lâm hai người từ đó rơi tuyển bộ phận nhìn không tệ, để Lý Toàn mang theo, trước tiên làm trinh sát bồi dưỡng, thẩm thấu tiến các nơi tìm hiểu tin tức. Đối với những này cùng khổ thiếu niên tới nói, chỉ cần cho cả lâm, để bọn hắn bán mạng đều được, huống chi về sau còn có học võ cơ hội. Ngày thứ ba, màn đêm buông xuống, Lục Ngôn trong sân tan họp bước, chuẩn bị trở về phòng luyện công luyện võ, nhưng thân hình đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía nơi nào đó. Đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Lục Ngôn mở miệng, đồng thời khí huyết phun trào, trải rộng toàn thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một tiếng cười khẽ, trên nóc nhà, một thân ảnh rơi xuống. Đây là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, làn da đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng mắt sáng ngời có thần, rất có uy nghiêm.
Lục Ngôn cũng không dám khinh thường người này, bởi vì người này chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Võ Hầu. Lục Ngôn đã đoán được người này là ai, bởi vì mấy ngày nay, hắn một mực chờ đợi người này. Xuân Thu Võ Quán Quán Chủ, cũng là 13 nhà võ quán liên minh minh chủ, Phong Nguyệt Minh. Cái khác võ quán đều bại, là minh chủ Phong Nguyệt Minh, không có khả năng không hiện thân. Tiền bối thế nhưng là Xuân Thu Quán Chủ. Lục Ngôn ôm quyền. Đúng vậy. Phong Nguyệt Minh gật gật đầu, trên dưới dò xét Lục Ngôn, nói, ba ngày trước tỉ thí, lão phu cũng tại hiện trường, ngươi rất mạnh, cũng rất cẩn thận, ngày đó căn bản vô dụng xuất toàn lực đi. Tiền bối kia hôm nay đến đây, là phải ban cho dạy. Lục Ngôn nói, không không, chấm ngoặc kép. Con nào Phong Nguyệt Minh liên tục khoát tay, nói, lão phu đều qua tuổi 100, không mấy năm tốt sống, chém chém giết giết sự tình, đã không thích hợp ta bộ xương già này. Tiền bối kia hôm nay này đến, không biết có chuyện gì. Lục Ngôn nói, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương mấy câu, liền giảm xuống đề phòng. Có vài câu lời khuyên tặng cho ngươi mà thôi. Ván bối rửa tai lắng nghe. Thấy tốt thì lấy. Phong Nguyệt Minh nghiêm túc nói, ngươi cố ý hạ giá, mặc cho Xích Xa Võ Quán cùng Hắc Đao Võ Quán truyền bá lời đồn, sau đó lại lôi đình xuất thủ, đơn giản liền một cái mục đích, khai hỏa Tam Tuyệt Võ Quán danh khí, hiện tại ngươi mục đích đã đạt tới, sao không thuận thế xuống đài? Thuận thế xuống đài, thuận ai thế, tiền bối sao? Lục Ngôn nói, đúng vậy. Phong Nguyệt Minh gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi như gượng chống, lão phu cũng sẽ không ra tay, nhưng ngươi phải biết, 13 nhà võ quán có thể tại Bách Thảo Thành đặt chân, phía sau cùng tông sư cấp môn phiệt Lý Thị, có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu là kinh động đến Lý Thị, đối ngươi không có chỗ tốt, phải biết, cứng quá dễ gãy. Đa tạ tiền bối, ván bối minh bạch. Lục Ngôn nói, minh bạch liền tốt, lão phu đi. Phong Nguyệt Minh thả người nhảy lên, ra tường vây, biến mất tại trong màn đêm. Ngày thứ hai, Tam Tuyệt Võ Quán liền truyền ra tin tức, bởi vì Xuân Thu Võ Quán quán chủ Phong Nguyệt Minh lão tiền bối tìm Tam Tuyệt Võ giả Lục Sơn Xuyên Lục quán chủ nói chuyện trắng đêm một phen, Tam Tuyệt Võ Quán quyết định kể từ hôm nay, khôi phục thủ võ giá cả cùng cái khác võ quán ngang hàng. Tin tức này vừa ra, dẫn tới một mảnh tiếng mắng. Đương nhiên, mắng không phải Tam Tuyệt Võ Quán, mà là Phong Nguyệt Minh. Bách tính nhất trí cho rằng, Tam Tuyệt Võ Quán là nhận Phong Nguyệt Minh bức bách mới đổi giá cả. Võ trong phòng bếp, Lục Ngôn thảnh thơi chế biến thức ăn nhất nặc tích nhục. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có dự định bướng bỉnh đến cùng, cây cao chịu gió lớn đạo lý, hắn sao lại không hiểu. Hắn ngay từ đầu giá thấp thủ võ, đơn giản là muốn đánh ra danh khí mà thôi. Không phải vào danh tiếng chậm rãi chịu, muốn nhịn đến lúc nào. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Phong Nguyệt Minh lại cho hắn dựa thế, đương nhiên muốn mượn thế xuống dốc. Dù sao bị chửi cũng không phải hắn. Mà lại giá cả cùng cái khác võ quán ngang hàng, có người muốn luyện võ, khẳng định cũng là đầu tiên tìm hắn. Bởi vì hắn thực lực mạnh, mà lại đưa tiền liền truyền, sẽ không của mình quý, che giấu. Cho nên, giá cả khôi phục về sau, y nguyên không ngừng có người đến đây học võ. Lại sau 3 ngày, Lý Toàn đến báo, có người đến đây bái kiến. Lục Ngôn đi vào phòng khách, nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi uống trà, đứng phía sau 3 cái tráng hán. Người trẻ tuổi có chút anh tuấn, mày kiếm anh mắt, người mặc tử sắc tơ lụa trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc bên trên khảm nạm lấy bảo thạch, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Người trẻ tuổi này, lai lịch không nhỏ. Tại hạ Lục Sơn Xuyên, xin hỏi công tử là. Lục Ngôn ôm quyền nói. Người trẻ tuổi đứng dậy, mỉm cười nói, tại hạ Lý Thương Lâm. Lục Ngôn giật mình, ôm quyền nói, xin hỏi thế nhưng là Lý Thị Song công tử một trong Lý Thương Lâm. Bách Thảo Thành Lý Thị, đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hai vị nổi danh nhất anh kiệt, đều là không đủ 25 tuổi, liền bước vào võ hầu chi cảnh, được người xưng là Lý Thị Song công tử. Lý Thương Lâm, chính là một trong số đó. Một vị khác, tên là Lý Thương Thanh. Hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Lý Thương Lâm cười một tiếng. Lý công tử, mời ngồi. Lục Ngôn mời Lý Thương Lâm ngồi xuống, sau đó mình ngồi xuống, hỏi, Lý công tử quang lâm, coi là thật bồng tất sinh huy, chỉ là Lục mỗ hiếu kỳ, Lý công tử này đến, cần làm chuyện gì? Công tử nhà ta thích nhất kết giao anh hùng hào kiệt, rất mực khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ, dưới trướng môn khách 300, Lục quán chủ thực lực không tệ, nhưng nguyện đi theo công tử.
Lý Thương Lâm sau lưng một đại hán nói. Nguyên lai là vì chiêu mộ hắn mà tới. Nhưng Lục Ngôn đối với cái này không có hứng thú. Hắn trước kia gia nhập Xích Y vệ, cấp tốc bất đắc dĩ, khi đó thực lực thấp, đòi tiền không có tiền, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Mà bây giờ, muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, trên tay có một đầu cấp 2 huyết địa mạch, hắn căn bản không cần thiết đầu nhập vào Lý Thị. Trước cảm ơn công tử coi trọng, nhưng Lục Sơn Xuyên từ khi gia tộc bị diệt về sau, liền nản lòng thoái chí, chỉ muốn mở võ quán, kiếm chút tiền sống qua ngày, thuận tiện đem một thân sở học truyền thừa tiếp, ăn hưởng tuổi già, không muốn lại tiếp túc môn phiệt sự tình. Lục Ngôn mở miệng từ chối nhã nhặn. Lục Sơn Xuyên, công tử tự mình đến đây, là để mắt. Chấm ngoặc kép. Đại hán kia biến sắc, liền muốn mở miệng quát lớn. Triệu Lộ. Lý Thương Lâm mở miệng ngăn trở đại hán, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, cũng không có bị cự tuyệt mà tức giận, mà là đứng lên nói, người có chí riêng, Lý Mỗ cũng không phải ép buộc người, đã Lục quán chủ không muốn tiếp túc môn phiệt sự tình, liền không miễn cưỡng, cáo từ. Lý công tử đi thong thả. Lục Ngôn đứng dậy, đem Lý Thương Lâm mấy người đưa đến cổng. Công tử, cái này Lục Sơn Xuyên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, công tử tự mình đến đây mời chào, thế mà không nể mặt mũi, còn dám chối từ, nếu không tìm người cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Rời đi Tam Tuyệt võ quán, Triệu Lộ liền nhìn không được nói. 3. Lý Thương Lâm một bàn tay đem Triệu Lộ đập bay ra cách xa 5 mét, một bên mặt lập tức sưng phồng lên. Ngu xuẩn. Lý Thương Lâm ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Triệu Lộ, nói, bây giờ chúng ta một mạch, cùng Lý Thương Thanh một mạch cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ta dám xác định, Lý Thương Thanh đằng sau cũng tới mời chào Lục Sơn Xuyên, đã Lục Sơn Xuyên không thể vì bản thân ta sử dụng, cũng không thể đem hắn bước đến Lý Thương Thanh nhất mạch kia đi, ngươi tìm người đối phó hắn, chẳng khác nào muốn đem hắn bước đến Lý Thương Thanh bên kia đi. Vâng vâng vâng, thuộc hạ sai, công tử thứ tội. Triệu Lộ quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Theo ta lâu như vậy, còn như thế ngu xuẩn, nếu có lần sau nữa, tự sát đi. Lý Thương Lâm một cước đem Triệu Lộ đạp bay, nhanh chân rời đi. Trên nóc nhà, Lục Ngôn yên lặng nhìn chăm chú. Rất mực khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ. Lục Ngôn khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, quay người đi trở về phòng. Hai ngày sau, lại có một người trẻ tuổi đến đây bái kiến. Có chút ngoài ý muốn chính là, đi theo người trẻ tuổi tới, lại là Vương Đao. Bây giờ, Vương Đao trạng thái, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, tựa như một thanh ra khỏi vỏ chiến đao. Lục Ngôn đến Bách Thảo Thành về sau, có rảnh liền sẽ tìm Vương Đao luận bàn đao pháp, dưới sự chỉ điểm của Lục Ngôn, Vương Đao rốt cục phá vỡ mê vụ, tại 2 tháng trước, đem Ánh Nguyệt đao luyện đến nhân võ hợp nhất cảnh giới, thành tựu hậu thiên võ thể, thu hoạch được thiên địa quà tặng, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, ngay cả hình dạng đều trẻ rất nhiều, nhìn chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Lục Ngôn lúc trước đem kim cương thân luyện đến nhân võ hợp nhất cảnh giới, khí huyết dung lượng cùng thân thể tăng lên 5 thành. Nhưng đó là bởi vì Lục Ngôn phía trước đã 3 lần luyện thành hậu thiên võ thể, cơ sở viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Mà Vương Đao, chỉ là thường nhân thể chất, lần thứ nhất luyện thành hậu thiên võ thể, tăng lên to lớn, khí huyết dung lượng cùng cường độ thân thể trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, Vương Đao là không nhận cha ra Lục Ngôn. Lục Ngôn hiện tại hình dạng, cùng gặp hắn lúc hình dạng, là không giống. Song phương khách sáo hàn huyên vài câu, Lục Ngôn liền biết, người trẻ tuổi chính là Lý Thị Song công tử một trong Lý Thương Thanh. Khó trách Vương Đao trước kia người mang xích huyết đao bực này thần binh, lại không người cướp đoạt, nguyên lai phía sau dựa vào Lý Thị Song công tử một trong Lý Thương Thanh. Lý Thương Thanh tướng mạo không bằng Lý Thương Lâm anh tuấn, nhưng ánh mắt bình thản, không có cái gì vênh váo hung hăng biểu lộ, cho người cảm giác thoải mái hơn một chút. Lý Thương Thanh mục đích, tự nhiên là vì mời chào Lục Ngôn mà đến, nhưng Lục Ngôn đồng dạng từ chối nhã nhặn. Lục quán chủ, sau này còn gặp lại, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Lý Thương Thanh đứng dậy ôm quyền, cũng không vì bị cự tuyệt mà tức giận, sắc mặt từ đầu đến cuối ôn hòa. Có thể cùng Lý công tử trở thành bằng hữu, là Lục Mỗ vinh hạnh. Lục Ngôn khách sáo đạo, sau đó đưa Lý Thương Thanh cùng Vương Đao đi ra võ quán đại môn. Sau đó, hắn lại đi tới trên nóc nhà, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Xem ra, Lý Thị hai đại phe phái, cạnh tranh càng thêm kịch liệt a, ngay cả ta dạng này 5 lần phá hạn, hai đại công tử đều tự mình đến mời chào. Lục Ngôn suy nghĩ, trong đầu, liên quan tới Lý Thị một chút tin tức hiển hiện.
Tại Bách Thảo Thành thời gian dài như vậy, hắn đối với bản địa duy nhất bá chủ, làm sao có thể không đi giải. Đương kim Lý thị tộc trưởng, là một vị tư thâm tông sư cấp cường giả, nhưng tuổi tác đã cao, thọ nguyên không nhiều, chọn lựa người nối nghiệp, đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà Lý thị bên trong, có hai vị nhân tuyển, có tư cách nhất. Một cái là Lý Thương Lâm phụ thân, Lý Vấn Hiên. Một cái khác, là Lý Thương Thanh phụ thân, Lý Vấn Tâm. Hai người đều là Lý thị đời trước kiệt xuất nhất anh tài, bây giờ hơn 40 tuổi, cũng đã là võ hầu đỉnh phong tu vi, khoảng cách nội kình tông sư, chỉ thiếu chút nữa. Lấy thiên phú của bọn hắn, lại thêm Lý thị tài nguyên, tương lai bước vào tông sư, xác suất cực lớn. Lý thị bên trong, cũng bởi vì phân biệt ủng hộ hai người, chia làm hai đại phe phái, lẫn nhau minh tranh ám đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Toàn, thu thập Lý thị xong công tử tư liệu, 7 ngày sau cho ta. Lục Ngôn phân phó Lý Toàn. 7 ngày sau, hai phần tư liệu, bày tại Lục Ngôn trước người. Lục Ngôn dần dần đọc qua. Võ học thiên phú cực cao, biết ẩn nhẫn, nhưng sinh lòng tính đa nghi, đây là trên phố đối Lý Thương Lâm đánh giá. Mà đối Lý Thương Thanh đánh giá thì là, võ học thiên phú cực cao, trời sinh tính phóng khoáng, làm người khí quyển không câu nệ tiểu tiết, tốt kết giao giang hồ hào kiệt. Lục Ngôn hai tay nhất trà sát, hai phần tư liệu hóa thành giấy mảnh. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại là một năm. Tính toán thời gian, hắn đi vào thế giới này, đã 7 năm. Hắn đã 21 tuổi, trên mặt ngây thơ thối lui, thay vào đó cương nghị, cụ ấu rõ ràng bộ mặt đường nét, khôi ngô cường tráng dáng người, nhìn quanh tầm đó, rất có uy nghiêm. Hắn nguyên bản phỏng đoán, muốn đạt tới 5 lần phá hạn khí huyết tràn đầy, tối thiểu cần 2 năm thời gian. Kết quả, hắn phát hiện đánh giá thấp nhất lưu võ học nhân võ hợp nhất cấp độ tốc độ tu luyện, chỉ là thời gian 1 năm, hắn khí huyết, cũng nhanh muốn đạt tới khí huyết tràn đầy trạng thái. Phải biết, hắn khí huyết tổng lượng, thế nhưng là thường nhân gấp 6 lần, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến khí huyết tràn đầy trạng thái, cái này tốc độ tu luyện, tuyệt đối kinh người. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, những cái kia môn phiệt đệ tử, cho dù thiên phú cực cao, tại 5 lần phá hạn thời điểm, cũng nhiều nhất đem nhất lưu võ học tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mà thôi. Có thể tại 5 lần phá hạn, liền đem nhất lưu võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực, đều ít càng thêm ít. Lý Thương Lâm cùng Lý Thương Thanh, chính là như thế, cho nên mới được xưng là Lý Thị Song Công Tử. Đăng phong tạo cực đả thông chi mạch, so với nhân võ hợp nhất ít hơn nhiều, góp nhặt khí huyết tốc độ, tự nhiên cũng xa xa vô pháp so sánh. Đồng thời Lục Ngôn phát hiện, mặc dù khí huyết tổng lượng bào tăng, hùng hậu vô cùng, nhưng là hắn trưởng khống, y nguyên thuận buồm xuôi gió, rất có Thẩm Nhất Nặc lời nói, loại kia cương nhu tịnh tể hương vị. Thường nhân đạt tới 5 lần phá hạn khí huyết tràn đầy trạng thái về sau, cần tốn thời gian rèn luyện khí huyết, làm khí huyết đạt tới cương nhu tịnh tể trạng thái, mới có thể khí huyết tận xương, xung kích võ hầu chi cảnh, ta đây là có thể tiết kiệm xuống bước này. Lục Ngôn mừng thầm. Hắn phỏng đoán, có thể là cùng hắn nhiều lần luyện thành hậu thiên võ thể, đạt được thiên địa quà tặng có quan hệ, cũng có khả năng cùng võ học dung hợp có quan hệ, gián tiếp trợ giúp rèn luyện khí huyết, trường khống tự nhiên. Như thế, hắn cách xung kích võ hầu, chỉ kém hai loại võ thực. Một loại dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục, một loại thú vương hộ xương canh. Dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục dễ làm, huyết địa mạch bên trong, còn có một đầu dị hóa huyết giáp tích đâu, chỉ cần giết chi lấy thịt, lại mời một vị võ chủ đại sư hỗ trợ chế biến thức ăn là được. Thực sự không mời nổi võ chủ đại sư, mời mấy chức cao trở võ chủ phối hợp, cũng có tỷ lệ thành công, nhiều nhất phế bỏ mấy phần vật liệu mà thôi. Duy chỉ có thú vương hộ xương canh không dễ làm, nhưng cũng có manh mối. Sớm tại nửa năm trước, Lục Ngôn liền để Lý Toàn tìm hiểu thú vương hộ xương canh tin tức. Có nhân thủ cho Lý Toàn, hơn một năm nay, Lý Toàn đem phát triển thành một cái ngành tình báo, chuyên môn thu thập tình báo, làm phong sinh thủy khởi. Đương nhiên, đây là cần đầu nhập, thời gian một năm, đầu nhập ở đây tiền bạc liền đạt mấy ngàn lượng. Nhưng Lục Ngôn rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, những này đầu nhập hoàn toàn là đáng giá. Tại hai tháng trước, liền có một phần liên quan tới thú vương hộ xương canh tình báo đưa đến trên tay hắn. Thú vương hộ xương canh khó được nhất, chính là tài liệu chính, dị thú ngọc cốt hổ. Mà tại lĩnh đông 6 quận, chỉ có một cái thế lực có nuôi nhốt ngọc cốt hổ. Đó chính là Nam Di Quận Thành, Nam Di Thành Cao Thị. Tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp môn phiệt, thực lực tổng hợp, càng tại Bách Thảo Thành Lý Thị phía trên. Nam Di Quận,
Tổng cộng có 3 cái tông sư cấp môn phiệt, Cao Thị thuộc về thứ nhất. Lĩnh Đông 6 quận bên trong, Ly An quận diện tích là nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất, chỉ có một cái tông sư cấp môn phiệt, chính là Vệ Thị. Phía tây ven biển, Nam, Bắc, Đông các cùng một cái quận lớn liền nhau. Nghe nói, Ngọc Cốt Hổ nuôi nhốt rất khó, ăn cũng cần phương pháp đặc thù điều phối, ngoại trừ Cao Thị, ngoại nhân không được biết. Lại Ngọc Cốt Hổ 30 năm mới có thể trưởng thành, cũng chỉ có thành niên Ngọc Cốt Hổ, cả người xương cốt nấu canh, mới có thể tại đột phá võ hầu thời điểm bảo vệ toàn thân xương cốt, để cao xác suất thành công. Cho nên, hàng năm sản xuất cực ít. Tăng thêm Cao Thị mình phải dùng, đối ngoại mua bán, thì càng ít. Mấy năm xuống tới, mới có một lần đối ngoại bán, mà số lượng cũng liền một đầu hai đầu. Mà gần nhất, Cao Thị đã thả ra tin tức, lần sau đối ngoại mua bán thời gian, là sau 3 tháng. Ngọc Cốt Hổ, nhất định lấy tới. Lục Ngôn thầm nghĩ. Hắn căn dặn Lý Toàn, trong khoảng thời gian này, chuyện khác có thể mặc kệ, nhất định phải chú ý Cao Thị cùng Ngọc Cốt Hổ tin tức. Trong phòng luyện công, Lục Ngôn huy động xích huyết đao, lập tức từng đạo huyết sắc ánh trăng nổi lên, tại một khối cao hơn 2 mét đá cẩm thạch bên trên, lưu lại từng đạo vết đao. Đây là ánh nguyệt đao. Lục Ngôn trợ giúp Vương Đao bước vào nhân võ hợp nhất, vì cảm tạ Lục Ngôn, đem ra truyền ánh nguyệt đao pháp tặng cho Lục Ngôn. Lục Ngôn tự nhiên không khách khí nhận. Đao pháp, vừa vặn hắn bước tu luyện tiếp theo trọng điểm. Theo hắn phỏng đoán, chỉ cần đem cửu môn nhị lưu đao pháp tu luyện tới nhân võ hợp nhất, liền có thể dung hợp thành một môn nhất lưu đao pháp. Binh khí loại võ học, hắn không muốn nhiều học, sở trường liền có thể, chủ yếu tu luyện chính là đao pháp. Đương nhiên, nếu là có thể tìm tới cung tiễn loại võ học, hắn không ngại nhiều học một môn. Ánh nguyệt đao, khoảng cách nhân võ hợp nhất cũng không xa, lại có nửa tháng, liền có thể đạt tới, nên đi mua sắm mấy bộ đao pháp luyện một chút. Lục Ngôn thầm nghĩ, một năm qua này, hắn không chỉ có đem di hình thuật, tu luyện tới nhân võ hợp nhất chi cảnh, thiên ưng nhãn, cũng tu luyện đến nhân võ hợp nhất. Di hình thuật tu luyện tới nhân võ hợp nhất, dịch dung càng thêm tùy tâm sở dục, đối với bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt lực khống chế càng mạnh. Đương nhiên, muốn dịch dung thành người khác bộ dáng, vẫn là khó mà làm được. Mỗi người xương tướng là không giống, bộ mặt xương cốt lớn nhỏ, độ dày các loại, đều có chênh lệch, muốn dịch dung thành người khác bộ dáng, vậy cần đối bộ mặt xương cốt tinh tế đem khống, có thể tùy ý cải biến mình bộ mặt xương cốt lớn nhỏ cùng độ dày, cái này hiển nhiên không có khả năng. Coi như miễn cưỡng bắt chước, cũng dễ dàng bị một chút xem thấu. Cải biến tự thân hình dạng, chỉ cần di động bộ mặt xương cốt vị trí, cải biến bắp thịt hình dạng cùng lớn nhỏ, là được, muốn dễ dàng rất nhiều. Mà thiên ưng nhãn nhân võ hợp nhất, để Lục Ngôn thị lực đề cao mấy lần, cho dù là trong đêm tối, nếu không có che chắn vật, cũng có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét bay qua chim nhỏ. Lấy hiện tại thị lực, nếu là phối hợp cung tiễn loại võ học, đơn giản như hổ thêm cánh, hẳn là để Lý Toàn nghĩ biện pháp tìm xem cung tiễn loại võ học. Lục Ngôn thầm nghĩ. Sau đó rời đi phòng luyện công. Trong sân, hơn 200 vị võ quán học đồ, đang chuyên tâm luyện võ. Quán chủ tốt. Một chút học đồ, nhìn thấy Lục Ngôn, lập tức dừng lại luyện võ, cung kính chào hỏi. Lục Ngôn gật gật đầu, ra hiệu đám người tiếp tục luyện võ, mà hắn tuần sát một vòng, ánh mắt tại một thiếu niên trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Hắn chính là Văn Uyên. Không thể không nói, Văn Uyên võ học thiên phú cực cao. Hắn tu luyện chính là phá không đao. Thời gian một năm, từ bắt đầu đối với võ học nhất khiếu bất thông, đến bây giờ, đem phá không đao tu luyện tới dung hội quán thông cấp độ. Nhị lưu võ học so tam lưu võ học khó rất nhiều, thường nhân muốn đem nhị lưu võ học tu luyện tới nhập môn, đều cần thời gian 3 tháng, mà muốn tu luyện tới dung hội quán thông, thì cần muốn thời gian 5 năm. Một năm liền có thể dung hội quán thông, cái thiên phú này, rất là kinh người. Liền xem như chính Lục Ngôn, cũng không thể nói thắng dễ dàng. Mà tu vi đồng dạng không thấp, 2 tháng trước đó, đã đánh vỡ một cái niêm phong môn, trở thành phá hạn võ giả. Phải biết, cái khác học đồ, còn tại góp nhặt khí huyết, ngay cả niêm phong môn là cái gì đều không có sợ đến đâu. Lục Ngôn để Lý Toàn điều tra qua Văn Uyên thân thế, thế mà cùng Lục Ngôn có chút tương tự, tổ truyền đời thứ 3, đều là thợ săn, đi săn mà sống. Góp nhặt đời thứ 3, mới tích lũy đủ luyện võ tiền bạc. Văn Uyên tại trong thôn danh tiếng cũng không tệ, làm người trung hậu, hiếu thuận phụ mẫu. Nhân phẩm tốt, thiên phú cao, Lục Ngôn kém chút động thu đồ tâm tư,
cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn bây giờ còn chưa dự định thu đồ. Thân truyền đệ tử, không phải dễ dàng như vậy thu, một khi thu, liền có trách nhiệm, có ràng buộc. Dùng kiếp trước tới nói, liền sinh ra nhân quả. Hắn không muốn bởi vì ràng buộc mà trói buộc chặt mình, chỉ ít hiện tại không muốn. Lục Thanh Sơn cùng Vương Thúy, kia là không có biện pháp sự tình, xuyên qua tới thời điểm, liền đã có ràng buộc. Dò xét một vòng về sau, Lục Ngôn rời đi Tam Tuyệt Võ Quán, đi tới Bách Thảo Thương Hội, mua hai bộ nhị lưu đao pháp. Huyết ảnh đao cùng kinh lôi đao. Huyết ảnh đao quỷ dị, kinh lôi đao bá đạo. Đảo mắt, hai tháng đi qua. Hắn khí huyết rốt cục đạt tới khí huyết tràn đầy trạng thái. Hiện tại chỉ cần có thú vương hộ xương canh cùng dị hóa cửu kiếp tâm đầu nhục, lập tức liền có thể xung kích võ hầu chi cảnh. Hắn mang theo Lý Toàn cùng Tào Hổ hai người, chạy tới Nam Di Thành. Mặc dù khoảng cách Cao Thị Bán Ngọc Cốt Hổ còn một tháng nữa, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là sớm đuổi tới, để phòng có biến. Lý Toàn đã sớm phái mấy cái thám tử, thẩm thấu tiến Nam Di Thành. Bách Thảo Thành cùng Nam Di Thành cách xa nhau hơn 1000 dặm, bọn hắn ra roi thúc ngựa, tốn thời gian 3 ngày mới đến. Đi vào Nam Di Thành về sau, tại một cái khách sạn ở lại, Lý Toàn lập tức cùng mấy cái thám tử gặp mặt, hiểu rõ tin tức. Rất nhanh, một phần càng thêm kỹ càng tình báo, liền đưa đến Lục Ngôn trong tay. Lục Ngôn nhìn qua về sau, lâm vào trầm tư. Tiên thiên võ thể, mặc dù đản sinh xác suất rất thấp, số lượng cực ít. Lưu Hưng Triều, chỉ là bình thường nhất tiên thiên võ thể, thường nhân gấp 2 khí huyết, liền danh xưng Lưu Thị từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất. Nhưng Lưu Thị, dù sao chỉ là một phương võ hầu cấp môn phiệt mà thôi, phóng nhãn lĩnh đông 6 quận, võ hầu cấp môn phiệt mấy trăm, tông sư cấp môn phiệt 10 mấy, tại lớn như thế cơ số dưới, tiên thiên võ thể, vẫn là có không ít. Đặc biệt là phụ mẫu nếu như là tiên thiên võ thể, hậu đại sinh ra tiên thiên võ thể xác suất lại muốn lớn hơn một chút. Tiên thiên võ thể mặc dù khí huyết hùng hậu, chiến lực cường đại, nhưng là muốn khí huyết tận xương, sinh ra cốt kình nhưng so với thường nhân khó rất nhiều. Bình thường 5 lần phá hạn võ giả, chỉ cần đem khí huyết rèn luyện đến cương nhu cùng tồn tại, lại phối hợp dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục, liền có thể có 5 thành tỷ lệ đột võ hầu chi cảnh. Nhưng tiên thiên võ thể không được, coi như như Lưu Hưng Triều loại kia bình thường nhất tiên thiên võ thể, phối hợp dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục, tỷ lệ thành công cũng nhiều nhất chỉ có 3 thành. Mà những cái kia mạnh hơn tiên thiên võ thể, như gấp 3 khí huyết, 4 lần khí huyết, gấp 5 lần khí huyết. Vậy thành công tỷ lệ thì càng thấp. Cho nên, vương hộ xương canh, liền lộ ra rất là trọng yếu. Như Lưu Hưng Triều loại kia, nếu là phối hợp dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục cùng thú vương hộ xương canh cùng một chỗ ăn, xác suất thành công lập tức có thể tăng lên tới 7 thành trở lên. Mạnh hơn những cái kia tiên thiên võ thể, xác suất thành công cũng có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên, mỗi lần đối ngoại bán ra ngọc cốt hổ, đều sẽ dẫn tới đại lượng môn phiệt. Võ hầu cấp môn phiệt, tông sư cấp môn phiệt đều có. Coi như những cái kia môn phiệt bên trong tiên thiên võ thể, còn chưa tới đột phá thời điểm, cũng có thể mua trước đi, coi như không hiểu nuôi nấng, giết đem xương cốt dùng phương pháp đặc thù chứa đựng, lưu lại chờ ngày khác lại dùng. Mà ngoại trừ hướng Cao Thị mua sắm bên ngoài, còn có 2 cái phương pháp có thể đạt được ngọc cốt hổ. Thứ nhất, đầu tiên ngươi phải là tiên thiên võ thể, sau đó ở rể Cao Thị. Như vậy, Cao Thị miễn phí đưa tặng một đầu ngọc cốt hổ. Thứ hai, không ở rể cũng được, nhưng muốn cùng Cao Thị tuyển ra tới nữ tử giao hợp, sinh ra có được tiên thiên võ thể hậu đại, Cao Thị liền sẽ đưa tặng một đầu ngọc cốt hổ. Nếu như không có sinh ra có được tiên thiên võ thể hậu đại, đó chính là một mực sinh hạ đi. Lục Ngôn nhìn không còn gì để nói. 2 điều kiện, kỳ thật đều chỉ có một cái mục đích, giúp Cao Thị sinh ra có được tiên thiên võ thể hậu đại, vì Cao Thị sản xuất chất lượng tốt hậu nhân mà phấn đấu. Đây không phải đem người đương lợn giống sao? Lục Ngôn 2 cái đều không muốn tuyển. Ở rể Cao Thị dạng này đại môn phiệt, còn có tự do cùng tôn nghiêm thể nói sao? Cùng người lai giống, sinh ra mình dòng dõi, giao cho người khác, trở thành người khác công cụ chiến tranh. Lục Ngôn không thể nào tiếp thu được. Hắn không thể nào tiếp thu được, người khác chưa hẳn. Điều kiện thứ nhất, ở rể Cao Thị, đoán chừng rất nhiều môn phiệt cũng sẽ không tiếp nhận, đem nhà mình ưu tú hậu bối đưa cho Cao Thị, kia đột phá võ hầu còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng cái hai, chưa thực hẳn không ai tiếp nhận. Thế giới này, có chút võ giả đối với dòng dõi nhìn cũng không phải là rất nặng. Nhưng cái thứ hai có một vấn đề,
chính là ngươi không biết lúc nào có thể đản sinh ra có được tiên thiên võ thể dòng dõi, nếu như 10 năm 8 năm sinh ra không ra đâu, hoặc là cả một đời sinh ra không ra đâu. Đây không phải là lãng phí thời gian. Cho nên phần lớn người, vẫn là sẽ ưu tiên cân nhắc mua sắm ngọc cốt hổ, thực sự mua không được, suy nghĩ thêm những điều kiện khác. Nhưng muốn mua ngọc cốt hổ, đầu tiên đến thu hoạch được tư cách mua. Giống 3 năm trước đây lần kia, Cao Thị chỉ xuất bán 2 đầu ngọc cốt hổ, chỉ có 2 người có thể thu được mua sắm tư cách. Lần này, Cao Thị còn không có truyền ra tin tức muốn xuất thụ mấy cái, cũng không có truyền ra như thế nào thu hoạch được mua sắm tư cách. Lục Ngôn để Lý Toàn mật thiết chú ý. Lý Toàn rời khỏi về sau, Lục Ngôn cầm lấy một khối võ thực khô nhấm nuốt, bắt đầu luyện võ. Bây giờ hắn đã khí huyết tràn đầy, tự nhiên không cần góp nhặt khí huyết, luyện võ chỉ vì rèn luyện khí huyết. Dù sao, khí huyết rèn luyện càng thông thấu, tận xương lúc đối xương cốt áp lực liền sẽ càng nhỏ, dù là nhỏ một tơ một hào, thời khắc mấu chốt cũng liên quan đến thành bại. Võ thực năng lượng, thì toàn bộ dùng để tăng lên huyết ảnh đao. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nam Di Thành môn phiệt, cũng dần dần nhiều hơn. Có chút môn phiệt, thậm chí từ ở ngoài mấy ngàn dặm chạy đến. Lý Toàn thăm dò được tin tức, lần này tới tông sư cấp môn phiệt, liền có 4 cái nhiều. Bách Thảo Thành Lý Thị, cũng có người hiện thân. Nam Di Quận, có 3 cái tông sư cấp môn phiệt. Bách Thảo Thành, tại Nam Di Quận phía Bắc. Nam Di Thành Cao Thị, ở vào Nam Di Quận nhất phía Nam. Nam Di Quận phía Đông, còn có một cái tông sư cấp môn phiệt, Bắc Việt Thành Thác Bạt Thị. Cao Thị cùng Thác Bạt Thị, lẫn nhau chinh chiến, chính là thù truyền kiếp, tự nhiên không có khả năng phái người đến đây. Mà Bách Thảo Thành Lý Thị, luôn luôn trung lập, lấy chồng linh dược làm chủ, không tham dự hai đại môn phiệt tranh đấu, cùng Cao Thị cũng không trở mặt, song phương lẫn nhau có sinh ý vãng lai, có thể tới đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại khoảng cách bán ngày còn có 10 ngày thời điểm, Cao Thị cử hành một trận yến hội, phàm là cố ý mua sắm ngọc cốt hổ, đều có thể tham gia, tại trên yến tiệc. Cao Thị sẽ công bố lần này bán ra ngọc cốt hổ số lượng, cùng thu hoạch được mua sắm tư cách điều kiện. Lục Ngôn tự nhiên muốn tham gia. Yến hội tổ chức địa, tại một tòa đặc biệt lớn trong trang viên. Lục Ngôn dịch dung thành một cái hơn 50 tuổi tráng hán, đi theo đám người lẫn vào trong đó, tại tương đối biên giới một cái bàn ngồi xuống. Người càng ngày càng nhiều, mấy chục tấm cái bàn, đều ngồi đầy người. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người muốn mua ngọc cốt hổ. Có ít người là đến xem náo nhiệt, nhưng Cao Thị không quan trọng, bọn hắn không kém mấy cái này tiền. Bởi vì bên trên đều là thức ăn bình thường, cũng không phải là võ thực. Một lát sau, Cao Thị người tới. Một cái lão giả, tại chủ vị ngồi xuống. Lão giả đầu tiên là cùng đám người khách sáo vài câu, liền thẳng vào chính đề, lần này bán ra ngọc cốt hổ, cùng 3 năm trước đây, vẫn là 2 con. Mới 2 con sao? Không ít người bắt đầu lo lắng. Lần này, tới tông sư cấp môn phiệt, liền có 4 cái, võ hầu cấp môn phiệt tối thiểu 10 mấy, nhiều người như vậy, cạnh tranh 2 con ngọc cốt hổ, độ khó có thể nghĩ. Vậy như thế nào thu hoạch được mua sắm tư cách? Có người hỏi thăm. Nam Di Thành đi về phía nam hơn 500 dặm, liền đến bờ biển, tại bờ biển có một chỗ hiểm trở dốc đá, nơi đó, có một chỗ đại cổ trước đó di tích, bên trong di tích, sinh tồn lấy một loại tên là bối ngư kỳ lạ sinh linh, nhiệm vụ lần này. Chính là tiến vào kia di tích, tìm kiếm bối ngư, chỉ cần tìm kiếm bối ngư đạt tới 100 cân trở lên, liền có thể thu hoạch được sơ bộ tư cách. Đương nhiên, nếu có nhiều người tại 100 cân trở lên, vậy liền lấy trước 2 tên. Cao Thị lão giả giải thích. Xin hỏi, như thế nào bối ngư? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Có người tiếp tục hỏi. Không dám. Cao Thị hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Cao Thị lão giả xuất ra một cái hộp đựng thức ăn. Từ đó lấy ra một con hàng mẫu. Lục Ngôn nhìn sang. Cái này thật đúng là giống bào ngư, bất quá nhỏ rất nhiều. Lục Ngôn nói thầm trong lòng. Cái gọi là bối ngư, cùng bào ngư cực kỳ tương tự, nhưng lớn nhỏ cùng hoa cáp không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, bối ngư chất thịt đỏ tươi. Không dối gạt chư vị, ta Cao Thị một loại cấp 2 võ thực, bối ngư là trong đó một loại cực kỳ trọng yếu phụ trợ vật liệu, chư vị tiến về tìm kiếm bối ngư. Nếu là không có đạt tới mua sắm ngọc cốt hổ tiêu chuẩn, ta Cao Thị cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, sẽ lấy 100 lượng bạc một cân giá cả thu mua. Cao Thị lão giả nói, 100 lượng một cân, giá tiền này, so gì thú thịt còn đắt hơn rất nhiều lần a. Lục Ngôn âm thầm líu lưỡi.
Không chỉ so với dị thú thịt mắc, so cấp 2 võ thực bản thân đều quý, đoán chừng chế biến thức ăn thời điểm, không phải cả cân thêm, mà là chút ít tăng thêm. Tiền bối nói tới di tích, không phải là Lâm Xuyên nhai chỗ kia di tích đi, ta thế nhưng là nghe nói, chỗ kia bên trong di tích nguy hiểm trùng điệp, có đại cổ trước đó lưu lại nguyện lực đường vân, võ hầu đi vào, vận khí không tốt đều phải chết. Trong đám người, có người mở miệng. Mọi người sắc mặt biến đổi. Võ hầu vào đều phải chết. Kia võ hầu phía dưới đi vào, không phải chết chắc. Vị huynh đài này nói không sai, đúng là Lâm Xuyên nhai, nhưng không có huynh đài nói nguy hiểm như vậy. Ở trong đó xác thực có nguyện lực đường vân, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều đều bị phong hóa tiêu tán, chỉ để lại một chút, chỉ cần lấy vật sống, hoặc là nhỏ mở đường, rất dễ dàng tìm ra nguyện lực đường vân chỗ, sau đó tránh đi. Cao thị lão giả giải thích nói, không dễ dàng như vậy đi, theo ta được biết, Lâm Xuyên nhai đã sớm bị Cao thị chiếm lĩnh, đã Cao thị như vậy cần bối ngư, lại không nguy hiểm gì, vì sao không phái người đi vào tìm kiếm. Cần phải mượn người khác còn hoa 100 lượng một cân thu lấy. Lúc trước người kia đưa ra nghi vấn. Người này, rất có thể là cái nào đó tông sư cấp môn phiệt thụ ý. Người bình thường, muốn cầu cạnh Cao thị, cũng không dám liên tiếp chất vấn. Những người khác, bao quát Lục Ngôn, cũng có đồng dạng nghi vấn. Sẽ có nguyện lực đường vân vị trí đánh dấu ra, chẳng lẽ có thể ra vào tự nhiên. Sự tình, không có khả năng như Cao thị lão giả nói đơn giản như vậy. Tựa hồ sớm biết sẽ như thế, Cao thị lão giả sắc mặt bình tĩnh, cũng không có giấu giếm, nói, bởi vì, ở trong đó nguyện lực đường vân, là sẽ cải biến vị trí, năm nay tại vị trí này, năm sau khả năng liền thay đổi vị trí, thậm chí một khắc trước tại vị trí này, sau một khắc cũng sẽ cải biến vị trí, ta Cao thị bởi vậy bị thiệt lớn, đang tìm kiếm bối ngư thời điểm, chết không ít phá hạn võ giả, thậm chí có võ hầu vẫn lạc tại trong đó. Đương nhiên, loại này một khắc trước tại vị trí này, sau một khắc đột nhiên cải biến vị trí tỷ lệ cũng không cao, bình thường chỉ ít mấy tháng mới có thể cải biến một lần vị trí. Nhưng chuyến này nguy hiểm, khẳng định là có, nếu không có nguy hiểm, ta Cao thì cũng không phải giả mượn người khác chi thủ, đi cùng không đi, các ngươi tự nguyện, nếu là nguyện đi, ngày mai liền có thể xuất phát. Nói xong, lão giả liền không ở nhiều lời. Hắn lực lượng 10 phần. Muốn mua ngọc cốt hổ, không đi cũng phải đi. Không đi, liền lưu tại Cao thị cho bọn hắn phối chủng. Lục Ngôn trầm ngâm. Đại cổ trước đó di tích, phải chăng cùng Trường Phong Sơn bên trong cùng loại? Bên trong, có hay không đạo thực? Đạo thư, có thể hay không dự cảnh? Lục Ngôn quyết định đi trước, ở ngoài vi nhìn xem tình huống, nếu như đạo thư có thể dự cảnh, liền có thể tiến vào thử một lần. Nếu như đạo thư không thể dự cảnh, vậy vẫn là thôi. Vì ngọc cốt hổ, lấy mạng đi liều, không đáng. Cùng lắm thì lại nghĩ những biện pháp khác. Đám người cũng không có tâm tình ăn uống, tùy tiện ứng phó mấy lần, liền nhao nhao cáo tử. Lục Ngôn trở về khách sạn, để Lý Toàn nghe ngóng tốt Lâm Xuyên nhai vị trí cụ thể về sau, ngày thứ hai, hắn liền một người xuất phát. Xích huyết đao thân đao, bị hắn bôi thành màu đen, giống như là một thanh phổ thông hắc thiết đao. Chủ yếu là đặc thù quá rõ ràng, bất lợi cho hắn che giấu tung tích. Mà hắc thiết đao, khắp nơi đều là. Lâm Xuyên nhai, tới gần bờ biển. Một bên, chính là sóng biển gào thét biển cả. Nơi đây, quanh năm gió biển gào thét, người bình thường khó mà tới gần, chỉ có phá hạn võ giả, mới có thể xuyên qua gió biển, đến Lâm Xuyên nhai. Nói cũng kỳ quái, xuyên qua gió biển về sau, ngăn cản Lâm Xuyên nhai thời điểm, lại trở nên gió êm sóng lặng. Hẳn là Lâm Xuyên nhai ven biển kia một bên quá cao, đem gió biển ngăn tại bên ngoài. Cho nên bên ngoài gió biển tàn sát bừa bãi, nội bộ ngược lại không gió. Lục Ngôn trong lòng phân tích, dò xét bốn phía. Lâm Xuyên nhai mặc dù tên là sườn núi, nhưng diện tích cực lớn, nhìn không thấy cuối, khắp nơi đều là cao ngất hiểm trở dốc đá, bị gió biển điêu khắc hình thái khác nhau, đại bộ phận sắc bén như kiếm, hoặc là sắc bén như thương. Mơ hồ nhưng nhìn đến, trong dốc đá, phân bố một chút cổ kiến trúc. Nhìn phong cách, cùng Trường Phong Sơn bên trong, có chút tương tự. Vừa tới nơi này thời điểm, đạo thư liền sinh ra kịch liệt phản ứng, toàn thân huỳnh quang, truyền đạt ra vô cùng khát vọng. Cỗ này khát vọng, so dĩ vãng bất cứ lúc nào, cũng còn tới mãnh liệt. Có đạo thực, mà lại, năng lượng ẩn chứa còn rất kinh người. Không phải sẽ không khiến cho đạo thư phản ứng như thế. Không biết có thể hay không dự cảnh. Lục Ngôn thầm nghĩ, có đạo thực, lại có thể dự cảnh, vậy cái này một chuyến,
khẳng định là muốn đi. Nhưng muốn biết có thể hay không dự cảnh, chỉ có dựa vào tới gần mới có thể biết. Các đại môn phiệt người, đều tới. Bất quá những này môn phiệt đều phân tán ra đến, từ khác nhau vị trí tiến vào, đặc biệt là bốn đại tông sư cấp môn phiệt, miễn cho phát sinh tranh đoạt chém giết. Bộ phận môn phiệt đã phái người tiến vào. Lục Ngôn phát hiện, những này môn phiệt, chỉ là phái một bộ phận người tiến vào, một số người canh giữ ở bên ngoài, cũng không có đi vào. Rất hiển nhiên, những cái kia võ hầu, hoặc là tiên thiên võ thể, đều tiếc mệnh, không nguyện ý tự mình đi vào mạo hiểm. Bị phái đi vào, đều là địa vị không cao, hoặc là dứt khoát là pháo hôi. Dạng này cũng tốt, thuận tiện ta làm việc. Lục Ngôn âm thầm gật đầu, đương nhiên, hắn cũng không dám chủ quan. Ai có thể cam đoan, thật không có võ hầu tiến vào bên trong. Lục Ngôn sớm đã dịch dung thành một cái chừng 50 tuổi hán tử, gánh vác trường đao, dậm chân hướng về phía trước, chậm rãi tới gần dốc đá. Không chỉ là một mình hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, những người khác là như thế. Nguyện lực đường vân, nhìn bề ngoài thế nhưng là không nhìn ra, ai biết có thể hay không một cước bước vào nguyện lực đường vân phạm vi bên trong. Chờ tới gần những cái kia cổ kiến trúc thời điểm, Lục Ngôn mi tâm nhói nhói. Lục Ngôn vui mừng, quả nhiên, đạo thư sẽ phát ra dự cảnh. Thỏa, lần này có thể làm. Phụ cận, không ít người đâm rách ngón tay, đem máu tươi nhỏ ra ngoài. Có chút máu tươi rơi xuống, mặt đất lập tức nổi lên quang mang, hiện ra từng đầu quỷ dị đường vân, lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau. Lục Ngôn nhìn đau cả đầu. Cái này so Trường Phong Sơn trong cấm địa nguyện lực đường vân còn phức tạp. Lục Ngôn phỏng đoán, chỗ này di tích, so Trường Phong Sơn cao cấp hơn. Giống như thành nhỏ cùng thành lớn khác nhau. Dù sao, Trường Phong Sơn bên trong di tích nguyện lực đường vân, cũng sẽ không chuyển di vị trí. Có chút máu tươi nhỏ xuống vị trí, không phản ứng chút nào. Có người đem sớm đã chuẩn bị thỏ rừng hoặc là chuột phóng ra, mặc cho những này động vật chạy loạn. Chạy qua những cái kia nhỏ máu không có phản ứng vị trí, thỏ rừng hoặc là chuột vô sự, mà chạy qua những cái kia có nguyện lực đường vân hiển hiện vị trí, lập tức nổ thành thịt băm. Không có nguyện lực đường vân vị trí, an toàn. Đám người dậm chân mà tiến, cũng không có cái gì dị thường. Cùng đạo thư dự cảnh phù hợp. Lục Ngôn yên lặng gật đầu. Những cái kia có nguyện lực đường vân, đạo thư sẽ cho ra dự cảnh, mà không có, đạo thư liền không có phản ứng. Lục Ngôn cũng yên tâm đi vào. Chỗ này di tích, trống trải không có nguyện lực đường vân vị trí rất lớn, không giống như là Trường Phong Sơn chỗ kia di tích, cơ hồ là dày đặc nguyện lực đường vân, cần người trong nghề chăm chú tìm kiếm, mới có thể tìm được đặt chân chi địa. Nơi đây, trần trụi bên ngoài, xác thực đại bộ phận nguyện lực đường vân bị phong hóa rơi mất. Bất quá đám người tiến triển rất chậm, mỗi tiến lên một đoạn, đều muốn nhỏ máu mở đường. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thỏ rừng hoặc là chuột, hoạt bát nhảy loạn hoàn toàn chính xác thực có thể, nhưng gạt ra máu tươi của bọn nó lại vô dụng. Nhất định phải máu người mới được. Cứu, ta, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, có người kêu thảm. Tại khoảng cách Lục Ngôn ngoài mấy chục thước, nơi nào đó mặt đất, bò đầy nguyện lực đường vân, một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, bị nguyện lực đường vân bao phủ, thân thể nổ thành vỡ nát. Không đúng, nơi đó vừa mới rõ ràng không có nguyện lực đường vân. Ta nhìn thấy hắn nhỏ máu thăm dò qua, chuyện gì xảy ra? Một khu vực như vậy phụ cận, có người mở miệng, sắc mặt tái nhợt. Nguyện lực đường vân, di động. Rất nhiều người kinh dị. Đừng sợ, nguyện lực đường vân di động thời gian, lấy mấy tháng mà tính, một khắc trước không có sau một khắc có tỷ lệ rất nhỏ, không dễ dàng đụng phải. Có người trẻ tuổi hô, biểu lộ tương đối chấn định, tại chung quanh hắn, không ít người vây quanh, địa vị hiển nhiên không thấp. Đúng vậy, cao thì tiền bối cũng nói như vậy, loại này tỷ lệ không lớn. Lòng của mọi người, hơi an định một chút. Đúng lúc này, Lục Ngôn biến sắc, hắn cảm giác được nghi tâm nhói nhói, không chút nghĩ ngợi, thả người hướng phía bên cạnh nhảy lên, rơi vào 9 mét bên ngoài. Sau một khắc, hắn vừa rồi nơi sống yên ổn, bò đầy lít nha lít nhít nguyện lực đường vân, vừa rồi đứng tại Lục Ngôn phụ cận hai cái lão giả, kêu thảm một tiếng, liền nổ thành hai đoàn huyết nhục. Lại di động. Lại di động. Không phải nói loại này di động tỷ lệ rất nhỏ sao? Chúng ta bị cao thì lừa, như thật tỷ lệ rất nhỏ, chính bọn hắn phái một số võ giả tiến đến là được rồi, tìm kiếm bối ngư mà thôi, lại không cần võ hầu tỏa chấn. Đúng, chính là như vậy, bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề,
mới mượn nhiệm vụ này gạt chúng ta tiến đến giúp bọn hắn tìm kiếm bối ngư. Rất nhiều người đều kêu la, manh động thoái ý. Trách móc cái gì trách móc, võ hầu đã hạ lệnh, chúng ta còn có đường lui sao? Hiện tại rời khỏi, ai có thể tiếp võ hầu một trưởng? Vẫn như cũ là trước kia người trẻ tuổi kia mở miệng. Rất nhiều sắc mặt người khó coi, nhưng lại không có lại nói tiếp. Các đại môn phiệt, đều có võ hầu ở bên ngoài trấn thủ, bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu? Mà lúc này, người trẻ tuổi kia ánh mắt, lại nhìn phía Lục Ngôn, nói, vị bằng hữu này, ngươi có thể nhìn thấy nguyện lực đường vân. Mọi người nhất thời tỉnh táo, nhao nhao nhìn về phía Lục Ngôn. Vừa rồi, Lục Ngôn rõ ràng sớm một bước tránh khỏi, bằng không thì cũng đã thành một cục thịt bùn. Mắt thường làm sao có thể nhìn thấy nguyện lực đường vân, ta bất quá là đối nguy hiểm tương đối nhạy cảm mà thôi. Lục Ngôn nói, Su Cát Tỷ Hung, các hạ thật bản lãnh, tại hạ Trịnh Trung Thiên, đến từ Thanh Phong quận Trịnh Thị. Người trẻ tuổi kia ôm quyền, tự giới thiệu. Thanh Phong quận, chính là Lục Ngôn tiền thân cố hương, cũng là một cái quận lớn, có ba đại tông sư cấp môn phiệt. Trịnh Thị, chính là một trong số đó. Lần này tới bốn biến đại tông sư cấp môn phiệt, theo thứ tự là Thanh Phong quận Trịnh Thị, Nam Di quận Lý Thị, Đại An quận Khâu Thị cùng Âu Dương Thị. Về phần càng xa hai cái quận, bởi vì tao ngộ yêu tà tập kích, lại khoảng cách quá xa, không người đến đây. Mà Ly An quận vệ thị, bị hai mặt giáp công, ứng phó không rảnh, cũng không có phái người đến đây. Vận khí tốt mà thôi. Lục Ngôn nói. Chúng ta liền cần phần này vận khí, ta nhìn các hạ tựa hồ một mình vào đây, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào. Trịnh Trung Thiên mời. Đây là nhìn chúng hắn có thể sớm tránh đi nguyện lực đường vân năng lực, muốn đem Lục Ngôn mang theo trên người. Phụ cận, có mấy cái võ hầu cấp môn phiệt nhìn Lục Ngôn ánh mắt cũng là lửa nóng, nhưng nào dám cùng tông sư cấp môn phiệt đoạt, chỉ có thể đứng ở một bên, giữ im lặng. Không có ý tứ, ta một người hành động đã quen, không thích cùng người liên thủ. Lục Ngôn trực tiếp cự tuyệt. Cùng tông sư cấp môn phiệt cùng một chỗ, đạt được bối ngư, nào có phần của hắn, đối phương bất quá là đem hắn xem như tránh né nguy hiểm công cụ mà thôi. Các hạ lý giải sai, chúng ta không phải liên thủ, mà là ngươi đi theo chúng ta đi, yên tâm, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu thù lao của ngươi. Trịnh Trung Thiên thanh âm lạnh lùng, trên mặt mặc dù còn mang theo tiếu dung, nhưng trong giọng nói, đã lộ ra ý uy hiếp. Không hứng thú. Lục Ngôn nói. Các hạ chẳng lẽ không biết, muốn tại cái này thế đạo hảo hảo sinh tồn được, có đôi khi không phải nhìn mình có hứng thú hay không, mà là phải hiểu được xem xét thời thế, ngươi có hứng thú hay không. Với ta mà nói, không trọng yếu. Trịnh Trung Thiên nụ cười trên mặt biến mất, đối hai cái lão giả khẽ gật đầu. Hai cái lão giả hiểu ý, hướng phía Lục Ngôn tới gần. Hai người này, chính là Trịnh Thị môn khách, đều là năm lần phá hạn tu vi, khí huyết phồng lên, tay cầm chiến đao, nhìn chằm chằm Lục Ngôn. Tại sao muốn bước ta đâu? Lục Ngôn sắc mặt im lặng, thể nội khí huyết vận chuyển ra tốc, yên lặng chờ hai cái lão giả tới gần. Hai cái lão giả, một trái một phải, khoảng cách Lục Ngôn chừng một mét. Các hạ, cân nhắc như thế nào? Trịnh Trung Thiên nói. Lục Ngôn trong mắt sát ý lóe lên, liền muốn động thủ, nhưng lúc này, mi tâm của hắn lại nhói nhói, không kịp nghĩ nhiều, hướng phía sau lưng nhảy tới. Hai cái lão giả hơi sững sờ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vừa định đi theo nhảy ra, cũng đã không còn kịp rồi. Dưới chân, tất cả đều là nguyện lực đường vân, giống như là vô số đầu tiểu xà chồng chất quấn quýt lấy nhau. Phốc phốc, hai cái lão giả chân trước nổ tung, tiếp theo là bụng, ngực, đầu, hóa thành một vũng máu mạc. Năm lần phá hạn, đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Lục Ngôn trong lòng dọa người, nơi này nguyện lực đường vân, hoàn toàn chính xác so Trường Phong Sơn càng thêm đáng sợ, đồng thời ngay cả hắn đều rất im lặng, cái này gọi không dễ dàng chuyển di. Lúc này mới bao lâu, liền liên tục rời đi ba lần, mà lại có hai lần còn gọi hắn đụng tới, vận khí này, cũng là không có người nào. Những người khác sắc mặt càng thêm khó coi, mà nhìn về phía Lục Ngôn ánh mắt, cũng càng thêm lửa nóng, bao quát Trịnh Trung Thiên. Lại một lần thành công tránh đi. Nếu như lần đầu tiên là thành phần có vận khí, liên tục hai lần, đó chính là bản lĩnh thật sự. Mặc kệ Lục Ngôn có phải thật vậy hay không nhìn thấy nguyện lực đường vân, vẫn là đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác, không quan trọng, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là được. Bắt lấy hắn. Trịnh Trung Thiên hạ lệnh. Chung quanh, đến từ Trịnh Thị cao thủ,
ngăn chặn tất cả không có nguyện lực đường vân đất trống, đem Lục Ngôn vây vào giữa. Trịnh thị mặc dù có một số người ở lại bên ngoài, nhưng gần đây nhân số cũng tại 50 vị trở lên. Đây chính là tông sư cấp môn phiệt nội tình, tùy tiện liền có thể vận dụng 50 vị trở lên phá hạn võ giả. Lục Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên hướng về một phương hướng phóng đi. Cút về. Cái phương hướng này, có đại hán, vung đao hướng phía Lục Ngôn bổ tới. Lục Ngôn một trường vỗ ra, đánh trúng vào đại hán đại đao trong nháy mắt uốn lượn sau đó sụp đổ, theo Lục Ngôn trưởng lực, đều đánh vào ngực của đại hán bên trên. Đại hán ngực sụp đổ, xương cốt sụp đổ, bị đại đao mảnh vỡ đâm thành tổ ong vò vẽ, thân thể đến bay ra mười mấy mét bên ngoài. Lục Ngôn đang muốn từ nơi này lỗ hổng xông ra, một đạo thân ảnh khôi ngô, che ở trước người hắn, một quyền đánh tới. Một quyền này, để Lục Ngôn có loại cảm giác giận cả tóc gáy, trong lúc vội vã huy quyền ngăn cản. Đụng! Giống như sấm rền nổ vang, Lục Ngôn thân hình hướng về sau trượt 5 mét. Võ hầu, so kia Lưu thị võ hầu Lưu Nguyên Phú càng mạnh. Lục Ngôn sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên vẫn là có võ hầu đi theo vào. Lục Ngôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Võ hầu phân ngũ trọng, hắn không mò ra Trịnh thị vị này võ hầu cụ thể tu vi, nhưng ít ra cũng là võ hầu nhất trọng đỉnh phong, cốt kình sung mãn hùng hậu. Hắn vừa rồi mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng người nào biết đối phương dùng mấy phần lực. Các hạ thực lực thật là mạnh. Trịnh thị võ hầu cũng tán thưởng một tiếng, nói các hạ nếu là chịu cùng bọn ta đồng hành, lão phu lấy võ hầu danh nghĩa cam đoan, tuyệt sẽ không hại tính mệnh của ngươi, mà lại sau khi chuyện thành công, sẽ lấy 5.000 lượng bạc làm thù lao. 5.000 lượng. Lục Ngôn làm bộ nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia tham lam, nói, muốn cho ta với các ngươi đồng hành cũng không phải không thể, nhưng 5.000 lượng bạc muốn trước cho. Trước cho ngươi, lão phu đi ra bên ngoài, không mang nhiều bạc như vậy. Trịnh thị võ hầu cau mày nói. Các ngươi có thể gom một chút. Lục Ngôn nói. Trịnh thị đám người bất đắc dĩ, trong lòng mặc dù kìm nén một cỗ lửa, nhưng trông cậy vào Lục Ngôn năng lực tại thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn hắn một mạng, cũng chỉ có thể đáp ứng Lục Ngôn. Mười mấy cái võ giả một góp, kiếm ra 5.000 lượng ngân phiếu. Các hạ, ngân phiếu cho ngươi. Trịnh thị võ hầu cầm một điện ngân phiếu, đưa cho Lục Ngôn. Lục Ngôn tới gần Trịnh thị võ hầu, tiếp nhận ngân phiếu, nhét vào trong ngực. Cẩn thận! Đúng lúc này, Lục Ngôn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng phía bên phải nhảy tới. Trịnh thị võ hầu nhìn thấy Lục Ngôn biến sắc, liền biết không ổn, phản ứng cực nhanh, trong chốc lát cũng đi theo Lục Ngôn nhảy tới. Nhưng Lục Ngôn thân ở giữa không trung, đột nhiên uốn éo eo, ngạnh sinh sinh ngừng lại thế đi, rơi xuống dưới. Nhưng Trịnh thị võ hầu không có chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi nhảy lên bộc phát quá mạnh, muốn ngừng lại thân hình đã tới đã không kịp. Hắn biết bị lừa rồi. Thật can đảm. Trịnh thị võ hầu quát chói tai, mang theo hình cùng Lục Ngôn giao thoa trong nháy mắt, một chảo hướng về Lục Ngôn bắt tới, muốn mượn nhờ Lục Ngôn thể trọng, ổn định thân hình. Lục Ngôn đã sớm chuẩn bị, một quyền đánh ra, cùng tay của đối phương chảo tương giao. Đụng một tiếng, Lục Ngôn mượn lực phiêu thối, trở lại vị trí cũ, mà Trịnh thị võ hầu thì ra tốc hướng về phía trước, rơi xuống một chỗ đất trống. Đường thân hình sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, trên mặt đất hiện ra lít nha lít nhít nguyện lực đường vân. Trịnh thị võ hầu tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng ngược, đứng trước thời khắc sinh tử, bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, thân hình đột nhiên uốn éo, tay trái hướng xuống, đối mặt đất đánh ra một trường, cường đại cốt kình dọc theo tay trái đổ xuống mà ra. Oanh một tiếng, mặt đất uy chấn, nhưng Trịnh thị võ hầu cánh tay trái, cũng tại nguyện lực đường vân bên trong nổ tung, mà hắn mượn nhờ một kích này chi lực, thân hình hướng về sau bay ngược ra hơn 10 mét, rơi vào một mảnh an toàn trên đất trống. Một bên, Lục Ngôn một quyền đem một cái ngăn tại trước người đại hán đánh thành hai đoạn, phá vòng vây, hướng phía Lâm Xuyên Nhai chỗ sâu phóng đi. Hắn trái tung phải nhảy, mỗi một lần đều tránh đi nguyện lực đường vân, rơi vào an toàn vị trí, đảo mắt liền chạy ra khỏi vài trăm mét, biến mất tại một chút dốc đá đằng sau. A, à, cẩu tặc, ta tất sát ngươi. Trịnh thị võ hầu phát ra phẫn nộ gào thét, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo. Cánh tay trái nổ tung, đã đả thương nguyên khí, hỏng căn cơ, ngày sau tu vi của hắn, mơ tưởng tiến thêm một bước. Có thể bảo trụ không lùi đều coi là tốt. Mặc dù đại sở hoàng triều trong lịch sử, cũng có tay cụt về sau y nguyên tiến bộ dũng mãnh, cuối cùng trở thành uy chấn thiên hạ cường giả, kia dù sao phượng mao lân giác,
ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Hắn có tự mình hiểu lấy, tuyệt không cái kia thiên phú. Cho nên, hắn đối Lục Ngôn hận đến tâm can bên trong. Nhưng không ai dám truy, Lục Ngôn có thể tránh đi nguyện lực Đường Vân, bọn hắn không thể được. Ngươi, ra ngoài bẩm báo tam thúc bọn hắn, ngăn chặn bên ngoài, đừng cho tên kia chạy. Trịnh Trung Thiên phân phó. Một người trẻ tuổi lui ra ngoài bẩm báo tình huống đi. Lục Ngôn một mực hướng Lâm Xuyên Nhai chỗ sâu mà đi, không có dừng lại, căn cứ đạo thư không ngừng dự cảnh, tránh khỏi những cái kia khu vực nguy hiểm. Hắn mục tiêu đầu tiên là đạo thực. Bởi vì đạo thư phản ứng kịch liệt, chỉ dẫn phương hướng, ngay tại Lâm Xuyên Nhai chỗ sâu. Đương nhiên, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái bối cá, tại xác nhận không có tình huống nguy hiểm dưới, cũng sẽ thuận tay nhặt lên, để vào phía sau giỏ trúc bên trong. Lâm Xuyên Nhai phạm vi cực lớn, trưởng thành đầu hình, dài tối thiểu có hơn 20 dặm, rộng cũng có 6, 7 dặm. Lục Ngôn xâm nhập một đoạn về sau, bắt đầu giảm bớt tốc độ. Bởi vì càng sâu nhập, đoán chừng là bởi vì tới gần cao ngất vách đá nguyên nhân, chặn gió biển, phong hóa không có lợi hại như vậy, nguyện lực Đường Vân dày đặc hơn một chút. Mặc dù có đạo thư dự cảnh, Lục Ngôn cũng không thể không chú ý cẩn thận một chút. Sau 2 giờ, Lục Ngôn rốt cục đi vào Lâm Xuyên Nhai chỗ sâu nhất, cũng tới đến đạo thư chỉ dẫn địa phương. Giỏ trúc bên trong, đã nằm 5 cân bối cá. Lục Ngôn ánh mắt, rơi vào phía trước một cây trên trụ đá. Cột đá cao chừng 5 mét, đường kính ước chừng 1 mét, phía trên điêu khắc một bức tranh án, là một cái kỳ lạ sinh linh, sinh động như thật. Cái này sinh linh, nửa người trên là thân người, nửa người dưới lại là đuôi rắn, phía sau nhưng lại mọc ra một đôi cánh thịt, thành nữ tử bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, hình dạng tuyệt mỹ. Cái này là đạo thực. Lục Ngôn có chút im lặng. Bởi vì đạo thư chỉ dẫn mục tiêu, chính là căn này cột đá. Nhưng Lục Ngôn không dám mạo hiểm tiến, bởi vì đạo thư đồng thời cho ra dự cảnh, cái này cột đá chung quanh, trải rộng nguyện lực Đường Vân. Này làm sao nắm bắt tới tay? Lục Ngôn bốn phía dò xét, có chút đau đầu. Bốn phía tất cả đều là nguyện lực Đường Vân, hắn cũng không phải Thẩm Nhất Nặc, có thể tại nguyện lực Đường Vân bên trong tìm ra sinh lộ. Nhưng lúc này, thức hải bên trong, đạo thư có chút rung động, loại kia cảm giác đói bụng chưa từng có mãnh liệt, bá một chút, đạo thư thế mà trực tiếp từ Lục Ngôn thức hải bên trong bay ra, xông về cột đá. Đạo thư nhanh chóng biến lớn, phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy, tựa như một cái miệng khổng lồ, hướng phía cột đá nuốt xuống. Nhưng lúc này, cột đá cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản nhìn thường thường không có gì lạ cột đá, đột nhiên tỏa sáng, quang mang lưu chuyển ở giữa. Người kia thủ thân rắn pho tượng tựa hồ sống lại, đuôi rắn nhúc nhích, dọc theo cột đá leo lên, sau đó thả người nhảy lên, đánh tới đạo thư. Đụng một tiếng, đạo thư có chút lui lại, mà đầu người thân rắn pho tượng cũng bị đánh trở về, rơi vào trên trụ đá. Cột đá quang mang càng tăng lên, năng lượng phun trào, ngưng tụ ra một thân ảnh, cùng pho tượng thân ảnh giống nhau như đúc. Bạch, đạo thư lại nhào tới, sách như cục gạch, hướng phía thân ảnh kia vỗ xuống đi. Oanh, thân ảnh kia lại lui. Tiếp lấy lại là vỗ, thân ảnh kia tiếp tục lui. Đạo thư rõ ràng chiếm thượng phong, sau một lát, bao phủ xuống, đem đầu người thân rắn thân ảnh nuốt vào sách thân bên trong. Đón lấy, đạo thư tới gần cột đá, trang sách bên trên vòng xoáy hiển hiện, có thể nhìn thấy trên trụ đá, có từng sợi năng lượng, bị rút ra, không nhập đạo thư trong. Quá trình này, kéo dài chừng 2 giờ, thẳng đến trong cột đá lại vô năng lượng. Đạo thư mới vừa lòng thỏa ý bay trở về, xông vào Lục Ngôn mi tâm, một lần nữa trôi nổi tại trong thức hải. Cùng lúc trước khác biệt chính là, đạo thư chung quanh, hiện ra một tầng lồng ánh sáng, đưa nó bao phủ. Mà võ học phân thân, không nhúc nhích. Không thể nào, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, không phân điểm cho võ học phân thân. Lục Ngôn toàn lực câu thông đạo thư, nhưng phát hiện đạo thư không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào ngủ say. Chuyện gì xảy ra, đây là nghỉ việc. Lục Ngôn phiền muộn. Hắn tinh tế suy tư, trong lòng có một không chút suy đoán. Đạo thư, có phải hay không có hại, cho nên mới sẽ không ngừng hấp thu võ thực năng lượng, mục đích là vì tu bổ tự thân. Mà đạo thực năng lượng, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Mà tại vừa rồi, đạo thư tựa hồ hấp thu đến đủ nhiều đạo thực năng lượng, tiến vào ngủ say tu bổ tự thân. Loại kia đạo thư tỉnh lại, sẽ hay không có không đồng dạng biến hóa đâu. Lục Ngôn trong lòng nổi lên vẻ mong đợi. Nhưng ngay lúc đó nghĩ đến một cái để đầu hắn ra tóc nổ vấn đề,
Đạo thư ngủ say, không có dự cảnh, hắn còn thế nào ra ngoài? Còn tốt, hắn thử một cái, đạo thư mặc dù ngủ say, nhưng còn có thể cho ra dự cảnh, cái này khiến Lục Ngôn thở dài một hơi. Lập tức, hắn tại cột đá chung quanh xem xét. Bỗng dưng, nhãn tình sáng lên. Cột đá tới gần dốc đá bích, mà dốc đá có thể cao tới 100 mét, dốc đứng hiểm trở, cản trở gió biển. Tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, bò đầy bối cá. Một tổ bối cá. Lục Ngôn dọc theo cột đá hướng phía bên phải đi, cuối cùng vòng qua có nguyện lực đường vân khu vực, đi vào dưới vách đá dựng đứng, bắt đầu nhặt bối cá. Bối cá chỉ có hoa cáp lớn nhỏ, hình như bào ngư, chất thịt đỏ tươi tinh tế tỉ mỉ, chạm đến mềm mại, đặt ở chóp mũi nghe một chút, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng lại rất nặng. Nhỏ như vậy một khối, đoán chừng liền có 1-2 trọng. 10 khối liền có 1 cân. Mà ở trong đó, tối thiểu có mấy trăm khối bối cá. Lục Ngôn tốc độ tay cực nhanh, kẹp chặt ngón tay nhất câu, bối cá liền vẹt ra một đường vòng cung, bay vào giỏ trúc bên trong. Không cần một lát, mấy trăm khối bối cá liền bị quét sạch sành xanh. Lục Ngôn cầm lấy giỏ trúc ước lượng một chút, ước chừng có 30 cân. Không tệ thu hoạch. Tiến đến bao nhiêu thời gian, liền có 30 cân, rất khá. Lục Ngôn tiếp tục tại dưới vách đá dựng đứng tìm kiếm. Lúc này, các đại môn phiệt người còn ở bên ngoài vây đâu, chưa xâm nhập vách đá, đây là hắn cơ hội. Nhưng một tổ đụng phải 30 cân bối cá, quả nhiên là xác suất nhỏ sự kiện. Lục Ngôn dọc theo vách đá tìm mấy giờ, mặc dù vừa tìm được 20 cân bối cá, nhưng đều là một ổ nhỏ một ổ nhỏ. Một người này muốn tìm đến 100 cân trở lên, quá khó khăn, huống chi còn muốn thu hoạch được trước 2 tên. Lục Ngôn yên lặng lắc đầu. Tông sư cấp môn phiệt, thế nhưng là gần đây mấy chục người, coi như không có đạo thư dự cảnh, hiệu suất khẳng định cũng ở trên hắn. Tiếp tục như vậy, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Trịnh thị, ta nhờ các ngươi rồi. Lục Ngôn mắt sáng lên, lui trở về cột đá phương vị, sau đó hướng phía bên ngoài mà đi. Không lâu, hắn liền nghe được tiếng nói. Lặng yên ẩn thân tại một tảng đá lớn về sau, hướng phía trước nhìn lại. Một nhóm 7-8 người, chính vây quanh một khối cự đại uyển như lợi kiếm cự thạch dưới đáy có thể nhìn thấy bò một chút bối cá. Lục Ngôn nhìn một chút, đều là gương mặt lạ, cũng không phải là Trịnh thị người, hẳn là đến từ cái nào đó võ hầu cấp môn phiệt. Những người này không dám tùy tiện đi nhặt bối cá, mà là thông qua nhỏ máu, xác nhận chung quanh không có nguyện lực đường vân về sau, mới lên đi đem bối cá nhặt lên. Rất nhanh, mấy chục khối bối cá bị một nhặt mà không. Bọn hắn đang muốn rời đi, lại bị người ngăn chặn. Hơn 10 người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Trịnh thị người, rốt cục xuất hiện. Cự thạch về sau, Lục Ngôn tiếp tục xem náo nhiệt. Trịnh thị, nhìn thấy cản đường người, lúc trước những người kia biến sắc. Đem các ngươi bối cá đều giao ra, có thể bình yên rời đi. Trịnh thị một đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt. Lúc trước những người kia, sắc mặt rất là khó coi. Thế đạo này, vốn là mạnh được yếu thua, làm gì làm vô vị giấy giụa. Giao ra bối cá, không phải, chết. Trịnh thị đại hán kia sắc mặt lạnh lùng, sắc ý hiển hiện. Bọn hắn nhân số mặc dù chỉ là so với đối phương nhiều mấy người, nhưng lại ăn chắc đối phương. Tông sư cấp môn phiệt tộc nhân, tu luyện võ học, không thể nghi ngờ, đều là nhất lưu võ học. Liền ngay cả bộ phận nhận thư mặc cho môn khách, đều tu luyện nhất lưu võ học. Mà võ hầu cấp môn phiệt, chỉ có môn phiệt tộc nhân, lại là thiên phú xuất chúng, mới có tư cách tu luyện nhất lưu võ học. Cho nên Trịnh thị nhân số mặc dù chỉ là nhiều mấy người, nhưng thật đánh nhau, nhưng nghiền ép đối phương. Cái kia võ hầu cấp quý tộc mặt người sắc khó coi, hiển nhiên rất không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ, phản kháng vô vị chỉ biết ném đi tính mạng, cuối cùng chỉ có thể đem bối cá toàn bộ giao cho Trịnh thị. Cút a! Trịnh thị đại hán kia vẫy vẫy tay. Cái kia võ hầu cấp quý tộc 8 người, chính muốn rời khỏi. Ra tay! Trịnh thị đại hán bỗng nhiên hạ lệnh, đánh giết về phía trước. Hữu tâm tính vô tâm, thực lực lại mạnh hơn. Kia võ hầu cấp môn phiệt trong nháy mắt liền bị giết 4 người, còn lại 4 người cũng từng cái mang thương, khó chống đỡ mấy chiêu. Các ngươi lật lọng, một người gầm thét, tránh cho các ngươi ra ngoài nói lung tung, bại hoại ta Trịnh thị thanh danh, chỉ có người chết mới có thể tin tưởng nhất. Trịnh thị đại hán lạnh lùng nói. Rất nhanh, võ hầu cấp môn phiệt những người còn lại, toàn bộ bị giết. Xoát thi một phen,
Trịnh thị người nghênh ngang rời đi. Lục Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không xuất thủ, cũng chưa lập tức giết ra ngoài, cướp đoạt Trịnh thị bối cá. Bối cá còn chưa đủ nhiều, đầu tiên chờ chút đã, thả dây dài câu cá lớn. Hắn lặng lẽ đi theo Trịnh thị những người kia sau lưng. Nửa giờ sau, Trịnh thị những người này, lại giết một nhóm võ hầu cấp môn phiệt người, cướp tới không ít bối cá. Lúc này, Lục Ngôn không tiếp tục chờ, bạo khởi xuất thủ. Đụng, đứng mũi chịu sào, chính là đại hán kia. Người này, là một vị năm lần phá hạn đỉnh phong tồn tại, tu luyện cũng là nhất lưu võ học, nhưng khó cản Lục Ngôn một chiêu. Một quyền đánh tới, người này hai tay liên quan ngực cùng một chỗ nổ tung, toàn bộ lồng ngực bị đánh xuyên, huyết nhục văng tung tóe. Xích huyết ra khỏi vỏ, đao quang thời gian lập lòe, mấy người đầu bay lên cao cao. Có người đầu bay vào nguyện lực đường vân chỗ, như khí cầu đụng nổ tung. Trốn à! Những người còn lại, vãi cả linh hồn, chạy tứ tán. Có hai người hoảng sợ phía dưới, không phân biệt phương hướng, chạy khu vực nguy hiểm bên trong, trực tiếp bị rào sát, ngược lại là bước đi Lục Ngôn một phen tay chân. Còn lại mấy người, tốc độ sao có thể hơn được Lục Ngôn, bị Lục Ngôn đuổi kịp, từng cái chém giết. Sau đó đem thi thể ném vào nguyện lực đường vân bên trong, hủy thi diệt tích. Không tệ, có 20 cân tả hữu. Ước lượng một chút đối phương giỏ trúc, Lục Ngôn rất là hài lòng. Đem đối phương giỏ trúc bên trong bối cá đổ vào mình giỏ trúc bên trong, cộng lại, không sai biệt lắm 70 cân. Trịnh thị, các ngươi ở chỗ nào? Lục Ngôn ánh mắt liếc nhìn, lại bắt đầu tìm kiếm Trịnh thị người. Sau đó không lâu, thật đúng là lại đụng phải một nhóm, hết thảy mười mấy người, Trịnh Trung Thiên cùng kia võ hầu, không ở tại bên trong. Lục Ngôn lặng lẽ đi theo đối phương sau lưng. Nhóm người này, bá đạo giống vậy, nhìn thấy một đám võ hầu cấp môn phiệt về sau, liền muốn xuất thủ, nhưng lần này lại đá vào tấm sắt. Đối phương bên trong, lại có một vị võ hầu. Võ hầu cấp môn phiệt, cực ít lại phái võ hầu tiến đến. Bởi vì đối với võ hầu cấp môn phiệt tôi nói, võ hầu không nhiều, mỗi một cái đều là trụ cột, chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Bất quá, võ hầu cấp môn phiệt võ hầu, chỉ là tự vệ cùng uy hiếp, cũng không có phản sát Trịnh thị người. Dù sao vẫn là không dám đắc tội tông sư cấp môn phiệt, nếu là giết Trịnh thị người, tin tức một khi tiết lộ, đối với võ hầu cấp môn phiệt tới nói, chính là hỏa diệt môn. Vị kia võ hầu, không dám đánh cược, chỉ đem lấy người một nhà rút đi. Hừ, xúi quẩy. Trịnh thị tâm tình mọi người khó chịu, chỉ có thể mình tìm kiếm bối cá. Lục Ngôn đi theo đối phương sau lưng mấy giờ, nhìn đối phương có không ít thu hoạch về sau, trực tiếp xuất thủ, đem mười mấy người toàn bộ chém giết, lại lấy được hơn 20 cân bối cá. Vượt qua 90 cân. Cách 100 cân tiêu chuẩn, không xa. Nhưng vượt qua 100 cân còn không được, còn phải là trước hai tên. Còn muốn tiếp tục phấn đấu. Lục Ngôn tiếp tục tìm kiếm Trịnh thị người. Đừng nói, Lục Ngôn cùng Trịnh thị vẫn rất hữu duyên, không bao lâu, lại đụng phải một nhóm. Lần này, Lục Ngôn không có vội vã xuất thủ. Trịnh thị những người này, hiển nhiên lấy Trịnh Trung Thiên cùng kia võ hầu làm hạch tâm, lấy được bối cá, cuối cùng khẳng định sẽ giao cho Trịnh Trung Thiên bên kia đi. Lục Ngôn dự định đi theo những người này, tìm tới Trịnh Trung Thiên cùng kia võ hầu, sau đó tận diệt. Lục Ngôn cẩn thận theo sau lưng. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Lâm Xuyên Nhai dần dần yên tĩnh trở lại. Trong màn đêm, khó phân biệt phương vị, lại không dám tùy tiện hành động, không cẩn thận, khả năng liền sẽ bước vào uy hiểm khu vực. Lục Ngôn cũng tìm địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát đạo thư. Đạo thư chung quanh quang mang càng tăng lên, giống như một cái quang kén, tương đạo sách bao phủ ở bên trong. Các đại võ học phân thân, không nhúc nhích. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục bình thường, may mà ta tạm thời không vội mà tăng lên võ học. Lục Ngôn thầm nghĩ, Kim Cương Bất Hoại Công là nhân võ hợp nhất, đã đến cảnh giới tối cao, việc cấp bách là đột phá võ hầu, tăng lên võ học, đổ vào thứ yếu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lục Ngôn tiếp tục đi theo Trịnh thị người. Trịnh thị người tìm một chút bối cá về sau, hướng phía nào đó phiến phương vị đi đến, cùng một nhóm người tụ hợp. Quả nhiên, Trịnh Trung Thiên, còn có kia cụt một tay võ hầu, cũng ở trong đó. Có thấy hay không tên kia? Cụt một tay võ hầu hỏi một cái khoảng 40 tuổi phụ nhân. Không có. Phụ nhân trả lời. Lại đi tìm kiếm, nếu là đụng phải, đừng xuất thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn,
Mau chóng thông chi lão phu muốn tự tay đập chết hắn. Cụt một tay Võ Hầu ánh mắt làm người ta sợ hãi, tất cả đều là sắc ý. Là, phụ nhân liên tục gật đầu. Đem bọn hắn lấy được bối cá nhập vào một cái giỏ trúc bên trong, sau đó mang người rời đi. Không cần tìm ta, ta sẽ tìm đến ngươi. Lục Ngôn lặng lẽ đi theo phụ nhân nhóm người kia sau lưng, thừa dịp bọn hắn tách ra nhỏ máu mở đường thời điểm, xuất thủ đánh ngất xỉu một người, lặng yên không tiếng động kéo đi, một trường đánh gãy người này xương cổ, cởi xuống quần áo thay đổi, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt của người nọ, vận chuyển di hình thuật. Bộ mặt hắn cơ bắp cùng xương cốt đang ngọ nguậy, một hồi dừng lại. Lục Ngôn sờ sờ gương mặt, lẩm bẩm, hẳn là có ba phần tương tự đi, thời gian ngắn lừa dối một chút hẳn là có thể. Hắn trước sớm làm qua thí nghiệm, nhiều lần bắt chước người khác hình dạng, bình thường có thể làm được ba phần tương tự. Nếu như đối phương tướng mạo nguyên bản liền cùng hắn tương đối tương tự, có thể làm được năm phần. Đương nhiên, nếu là bắt chước nữ nhân lời nói, một phần cũng khó khăn. Tiếp lấy lại tại trên mặt lau một chút vết máu, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lục Ngôn cõng giỏ trúc, hướng phía Trịnh Trung Thiên cùng Cụt một tay Võ Hầu bên kia mà đi. Trịnh Trung Thiên bọn người đã rời đi vị trí cũ, nhưng cũng không có đi xa, tại phụ cận thăm dò. Không xong, không xong. Lục Ngôn một mặt sợ hãi, thất tha thất thểu chạy tới. Trịnh Trung Thiên bọn người nhìn lướt qua, phát hiện là mặc chính là Trịnh Thị quần áo, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại biến sắc, hỏi chuyện gì xảy ra. Chúng ta người, bị giết, ta thừa dịp loạn trốn tới. Một bên nói, một bên hướng phía Cụt một tay Võ Hầu tới gần. Cụt một tay Võ Hầu bắt đầu không có để ý, chờ Lục Ngôn đến gần thời điểm, hắn bản năng cảm thấy không đúng. Chờ một chút, dừng lại. Cụt một tay Võ Hầu quát. Đụng. Lục Ngôn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, như cơn lốc xông ra, nắm đấm màu vàng óng, hướng phía Cụt một tay Võ Hầu đánh tới. Trong lúc vội vã, Cụt một tay Võ Hầu một trường vỗ ra, nhưng chỉ chặn Lục Ngôn hữu quyền, Lục Ngôn quyền trái trực đảo Hoàng Long, đánh vào Cụt một tay Võ Hầu bên hông. Cụt một tay Võ Hầu gào thét, toàn thân cốt kình lập tức bạo phát đi ra, muốn ngăn trở Lục Ngôn công kích. Nhưng cốt kình cũng chỉ là chặn Lục Ngôn một cái chớp mắt, liền bị đột phá đi vào, rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Cụt một tay Võ Hầu phần eo. Răng rắc, Cụt một tay Võ Hầu bên hông xương sườn đứt gãy, lảo đảo lui lại, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lục Ngôn toàn lực xuất thủ, lại liên tục đánh ra ba quyền, khẩn thiết trúng đích Cụt một tay Võ Hầu ngực, đem hắn lồng ngực đánh lõm vào, cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào một tòa cổ xưa pho tượng bên trên, trượt xuống dưới rơi. Pho tượng bốn phía hiện ra nguyện lực đường vân, Cụt một tay Võ Hầu đã trọng thương ngã gục, bất lực phản kháng, thân thể nổ thành vỡ nát. Đánh bay Cụt một tay Võ Hầu về sau, Lục Ngôn thế công chưa ngừng, thân hình nhất chuyển, một quyền hướng về Trịnh Trung Thiên đánh tới. Trịnh Trung Thiên dưới sự kinh hãi, huy quyền ngăn cản. Phốc phốc, nắm đấm của hắn cánh tay cùng lồng ngực nổ tung, thân thể bị Lục Ngôn một quyền đánh xuyên qua. Chân trái tiếp lấy đạp mạnh, tay phải thuận thế rút đao chém ngang, hai cái đầu sọ bay lên cao cao. Những người còn lại kịp phản ứng, giải tán lập tức, chạy tứ tán. Nhưng ở loại này khắp nơi là nguy cơ địa phương, có thể chạy đi nơi đâu. Vận khí kém trực tiếp chạy vào khu vực nguy hiểm, vận khí tốt cũng bị Lục Ngôn đuổi kịp chém giết. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp, 10 cái Trịnh Thị cao thủ toàn diệt. Lục Ngôn nhìn lướt qua kia đã bị tạc thành thịt băm Trịnh Thị Võ Hầu, nói nhỏ, Võ Hầu, không gì hơn cái này. Sau đó tại những cái kia hoàn hảo trên thi thể lục lọi một phen, cuối cùng chỉ mò đến hơn 200 lượng ngân phiếu. Một bang quỷ nghèo. Lục Ngôn phỉ nhổ một ngụm. Ngược lại là giỏ trúc bên trong bối cá, cho Lục Ngôn không nhỏ kinh hỉ. Lục Ngôn ước lượng một chút, đoán chừng 80 cân. Tăng thêm chính hắn, cộng lại có 170 cân. Một cái giỏ trúc đã chứa không nổi, Lục Ngôn dứt khoát cõng lên hai cái giỏ trúc. Không an toàn, còn phải tìm tiếp. Lục Ngôn suy nghĩ. Đem Trịnh Thị thân thể của mọi người ném vào nguyện lực đường vân bên trong, liền rời đi nơi này. Theo các đại môn phiệt xâm nhập, bối cá càng ngày càng khó tìm. Thường thường hơn nửa ngày tìm không thấy một cái. Chỉ chớp mắt, đã là hai ngày sau. Trong thời gian này, Lục Ngôn dựa vào chính mình tìm được 10 cân. Còn có một cái môn phiệt nhìn thấy một mình hắn, muốn ăn cướp hắn, cho hắn cống hiến 20 cân, cộng lại, vừa vặn 200 cân. Mà lúc này,
rất nhiều người đã đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Bởi vì toàn bộ Lâm Xuyên Nhai đều bị lục soát khắp, lại khó tìm tới một khối bối cá. Rất nhiều người cũng vĩnh viễn lưu tại mảnh này cổ trong di tích. Đáng giá không? Đối với những cái kia người đã chết tới nói, tự nhiên là không đáng giá. Nhưng đối với bên ngoài chờ đợi tiên thiên võ thể tới nói, hết thảy đều là đáng giá. Người với người bi hoan, cũng không tương thông. Tiến vào Lâm Xuyên Nhai người, muốn thông qua mình liều mạng, đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phía ngoài tiên thiên võ thể, thì là thông qua người khác bán mạng, đến vì bọn họ đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hẳn là đủ đi. Lục Ngôn cóng hai cái giỏ trúc, cũng dự định rời đi. Hắn dịch dung thành một cái ba mươi mấy tuổi đại hán, vây quanh Lâm Xuyên Nhai cuối cùng, đi ra ngoài. Mới vừa đi tới bên ngoài, liền nhìn thấy một cái môn phiệt lôi kéo một đầu thật to hoành phi. Trên đó viết, cao dài thu mua bối cá. Lục Ngôn nhận ra, cái cửa này phiệt, chính là tông sư cấp môn phiệt Khâu Thị. Lục Ngôn vòng qua Khâu Thị chỗ khu vực, đụng phải mấy người đại hán. Mấy người kia, là mới từ Khâu Thị bên kia tới, nhưng nhìn cách ăn mặc, không phải Khâu Thị người. Các vị đại ca, Khâu Thị bên kia tại giá cao thu mua bối cá sao? Lục Ngôn tiến lên hỏi. Đúng vậy, dù sao chúng ta lấy được bối cá không đủ 100 cân, không có tư cách mua sắm ngọc cốt hổ, bối cá mang về Nam Di Thành, cũng là bán cho Cao Thị, mà Khâu Thị ra giá cả, sánh Cao Thị nhiều người hai thành, không bằng bán cho bọn hắn. Một đại hán nói. Lục Ngôn chân mày cau lại. Lục Ngôn nguyên bản tin tưởng 10 phần đấy, thân phụ 200 cân bối cá, cảm thấy ổn tiến trước hai tên đấy, nhưng hiện tại cảm giác không hẳn rồi. Bốn đại tông sư cấp quý tộc, Trịnh Thị đã phế đi, coi như là giá cao thu mua, cũng không đáng để lo. Nhưng hắn tam đại tông sư cấp quý tộc, nguyên bản liền đạt được không thiếu, cao hơn giá cả thu mua, muốn vượt qua 200 cân, không khó. Cao Thị chỉ nhìn kết quả, quá trình như thế nào, hay không quản đấy. Xem ra, chỉ có thể về thành trước, lại nghĩ biện pháp khác. Lục Ngôn trên mặt mây mù che phủ. Học theo, hắn cũng giá cao thu mua, không thực tế, như làm như vậy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị bốn đại tông sư cấp môn phiệt để mắt tới. Võ hầu nhất trọng hắn ngược lại là không sợ, nhưng nhị trọng tam trọng đâu. Phương pháp này, chỉ thích hợp tông sư cấp môn phiệt, không thích hợp những người khác. Đa tạ mấy vị. Lục Ngôn liền ôm quyền, sau đó xa xa vòng qua Khâu Thị kia hoành phi khu vực, dọc theo một cái lối nhỏ, chuẩn bị trở về thành. Vị huynh đài này, chờ một lát. Bên cạnh, có người la lên, mấy thân ảnh đi tới. Có nam có nữ, nhìn quần áo, rõ ràng là Khâu Thị người. Lục Ngôn có chút nhíu mày, sau đó nghiêng người, lộ ra tiếu dung, nói, mấy vị, có gì muốn làm? Huynh đài, chúng ta chính là bình phục Khâu Thị, hiện chính giá cao thu mua bối cá, so Trịnh Thị giá cả hơn 12 thành, một cân bối cá 130 lượng bạc, ta nhìn huynh đài cóng giỏ trúc, hẳn là có bối cá đi. Sao không bán cho chúng ta? Một cái vòng tròn hồ hồ trung niên mập mạp cười tủm tỉm nói, một mặt phú quý thái. Chư vị, thực sự không có ý tứ, ta liền không tìm được mấy cái bối cá, nghĩ bán cũng không đủ bán a. Lục Ngôn buồn bực nói. Hắn khí huyết hùng hậu, lực lượng cường đại, 200 cân bối cá cõng lên người, cũng cảm giác nhẹ nhàng không có trọng lượng. Ngươi không có tìm được bối cá, còn lưng hai cái giỏ trúc. Mập mạp híp mắt nói. Hiển nhiên không tin. Lục Ngôn gãi gãi đầu, lúng túng cười nói, ta nghe nói bối cá 100 lượng bạc một cân, ta cảm thấy cơ hội phát tài đến, không phải sao, sợ một cái giỏ trúc không đủ, lưng hai cái giỏ trúc đến nhặt bạc, không nghĩ tới, ha ha ha, chê cười. Một bước xấu hổ vô cùng dáng vẻ, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Mập mạp bọn người không khỏi tin mấy phần, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ, nói, lỗ mũi của ta rất linh, người thấy bối cá nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngươi hẳn là có một chút đi, giữ lại cũng là vô dụng, bán cho chúng ta đi. Võ hầu đại nhân cũng đã có nói, tận khả năng thu nhiều mua bối cá, nhiều thì có thưởng. Thật không có mấy khối, cũng không bán được mấy đồng tiền, ta dự định giữ lại làm cái kỷ niệm. Lục Ngôn nói, ngươi không bằng mở ra giỏ trúc, để chúng ta kiểm tra một chút, thật sự mấy khối coi như xong. Mập mạp nói, đúng đấy, mở ra để cho ta kiểm tra một chút. Một cái hai mươi mấy tuổi, thân cao tiếp cận 1m8, dáng người rất nhuận mỹ lệ nữ tử đi tới, muốn bóc giỏ trúc cái nắp. Ai, các ngươi, tại sao muốn bước ta đâu? Lục Ngôn trong lòng thở dài. Đụng. Lục Ngôn một trưởng,
đem mỹ lệ nữ tử ngực đánh nổ, thân thể bay ngược mười mấy mét, đâm vào trên một tảng đá lớn, đã không có khí tức. Tiếp lấy một quyền đánh vào mập mạp trên trán, mập mạp trán lập tức lõm vào, tròn vo đầu triệt để biến hình, giống một đoàn tròn vo mì vắt bị chùy sắt lớn đập một cái. Ngươi! Còn lại hai người vừa định kêu to, Lục Ngôn một quyền một cái đánh vào bên hông, bốn đoạn thi thể bay ra mấy chục mét bên ngoài. Không kịp xử lý thi thể, Khâu Thị đại bộ đội cách nơi này không xa, Lục Ngôn đem giỏ trúc ôm vào trong ngực, xông vào gió biển gào thét chi địa. Hơn một ngày về sau, Lục Ngôn trở lại Nam Di Thành trong khách sạn. Lúc này về khoảng cách giao bối cá thời gian, còn có 5 ngày. Lục Ngôn trở về Nam Di Thành không lâu, các đại môn phiệt cũng lục đục ngo ngoe về tới Nam Di Thành. Mấy đại tông sư cấp môn phiệt cũng không hề từ bỏ thu mua bối cá, tiếp tục phái người tìm kiếm đi qua Lâm Xuyên nhai người, giá cao thu mua, giá cả thậm chí cao hơn Cao Thị Nam Thành. Mà ngay sau đó, một đầu tin tức như vòi rồng tại Nam Di Thành truyền đến. Tông sư cấp môn phiệt Trịnh Thị, tại Lâm Xuyên nhai bị thiệt lớn, chết hơn 10 vị phá hạn võ giả, ngay cả một vị võ hầu đều bị giết, mà bối cá cũng bị cướp đoạt trống không. Rất nhiều người kinh ngạc, người nào to gan như vậy, dám cướp giết tông sư cấp môn phiệt. Cuối cùng nhao nhao đem mục tiêu chuyển hướng ba cái tông sư cấp môn phiệt khác. Cũng chỉ có tông sư cấp môn phiệt mới có can đảm này a. Nhưng rất nhanh phát hiện không đúng, Trịnh Thị toàn thành tìm kiếm hung thủ, nhưng mục tiêu cũng không phải là mặt khác ba đại tông sư cấp môn phiệt. Cái này để chuyện này lộ ra càng thêm mơ hồ, chúng thuyết phân vân. Mà chuyện này nhân vật chính, lại tại tự hỏi như thế nào đạt được càng nhiều bối cá, cầm tới mua sắm ngọc cốt hổ tư cách. Nhưng bây giờ, đại bộ phận bối cá, đều rơi vào mấy đại tông sư cấp môn phiệt trên thân, muốn thu hoạch được càng nhiều bối cá, chỉ có thể nhổ răng cọp. Lục Ngôn gọi Lý Toàn. Lý Toàn, có thể hay không nghe ngóng đến Khâu Thị, Âu Dương Thị cùng Lý Thị bọn hắn có mấy vị võ hầu đi vào Nam Di Thành, cùng bọn hắn cụ thể tu vi cảnh giới. Lục Ngôn hỏi. Lý Toàn suy tư một chút, nói ba đại tông sư cấp môn phiệt tới đây người đông đảo, nhiều người liền tạp, tạp liền có đột phá khẩu, hẳn là có thể. Tốt, bằng nhanh nhất tốc độ hỏi thăm ra tới. Lục Ngôn hạ lệnh. Lý Toàn lĩnh mệnh rời khỏi. Ngày thứ hai, Lý Toàn liền đem tình báo trình đưa cho Lục Ngôn. Ba đại tông sư cấp môn phiệt, phân biệt tới ba vị võ hầu, nhưng Âu Dương Thị mạnh nhất, trong đó một vị võ hầu, hư hư thực thực võ hầu tứ trọng, tầng sâu võ hầu cảnh giới. Hai vị khác, một vị võ hầu nhị trọng, một vị võ hầu nhất trọng. Lý Thị cùng Khâu Thị, không sai biệt lắm, nhất trọng nhị trọng tam trọng các một vị. Vậy trước tiên tuyển Lý Thị đi. Lục Ngôn nói nhỏ. Không khác, Lý Thị thuê lại biệt viện, cách nơi này gần nhất. Màn đêm buông xuống, Lục Ngôn dịch dung về sau, hướng phía Lý Thị biệt viện đi đến. Dừng lại, làm cái gì? Cửa chính, Lục Ngôn bị ngăn lại. Làm phiền ngươi truyền lời cho Lý Vấn Kiệt, liền nói ta có bối cá muốn bán, tại 100 cân trở lên. Dừng một chút, Lục Ngôn nói bổ sung, ta chỉ gặp Lý Vấn Kiệt, nếu là truyền cho hai vị khác võ hầu, ta quay đầu rời đi. 100 cân trở lên bối cá. Thủ vệ đại hán giật mình. Hắn nhưng là biết, mấy vị võ hầu đại nhân, gần nhất ngay tại khắp nơi thu mua bối cá, hắn nào dám lãnh đạm, nói, ngươi ở đây chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Lục Ngôn lui về sau 100 mét, yên lặng chờ đợi. Lý Vấn Kiệt, chính là Lý Thị tới đây ba vị võ hầu bên trong tu vi thấp nhất, võ hầu nhất trọng. Vì để phòng vạn nhất, hắn kéo dài khoảng cách, như ra chính là khác hai vị võ hầu, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, Lý Vấn Kiệt liền nhận được truyền lời. Có 100 cân trở lên bối cá, còn điểm danh đảo họ chỉ gặp ta. Lý Vấn Kiệt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó lập tức tìm được hai vị khác võ hầu, Lý Vấn Long cùng Lý Vấn Nghiêm. Hiện nay, còn có 100 cân bối cá trở lên, ngoại trừ ba đại tông sư cấp môn phiệt, chỉ có một cái khả năng. Lý Vấn Long ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn nói. Ngươi nói là, cái kia cướp giết Trịnh Thị người thần bí. Lý Vấn Kiệt suy đoán. Đúng vậy. Lý Vấn Long gật gật đầu. Người này, điểm danh nói họ, muốn gặp ta, không biết sao. Lý Vấn Kiệt nói. Đơn giản là chú ý cẩn thận, sợ chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, ngươi đi đi, dù sao ngay tại cổng, nếu có biến cố, chúng ta có thể tùy thời trợ giúp ngươi. Lý Vấn Long nói. Tốt, ta cái này đi dò thám hắn ngọn nguồn, như thật có 100 cân trở lên bối cá, chúng ta toàn bộ mua được, ngọc cốt hổ liền ổn.
Lý Vấn Kiệt đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, đi vào ngoài cửa lớn sững sờ, Lục Ngôn chạy thế nào xa như vậy đi. Huynh đài, là ngươi yếu xuất thủ bối cá. Lý Vấn Kiệt đi tới, tới gần Lục Ngôn. Lý Toàn cho Lục Ngôn miêu tả qua mấy đại môn phiệt võ hầu hình dạng đặc thù. Lục Ngôn quan sát một chút, xác nhận là Lý Vấn Kiệt, liền đứng yên bất động. Đúng vậy. Lục Ngôn gật đầu. Có bao nhiêu? 150 cân. Nghe lời ấy, Lý Vấn Kiệt con ngươi co rụt lại, nhiều như vậy, nếu là cầm tới, liền ổn. Xem ra, cướp đoạt Trịnh thị người kia, chính là ngươi. Lý Vấn Kiệt nói. Lục Ngôn chỉ giữ trầm mặc. Người này không thế nào thông minh a, khám phá không nói toạc không sao. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Lý Vấn Kiệt lại nói. Ngươi là thử xem rồi. Lục Ngôn nói. Lý Vấn Kiệt quanh thân khí huyết phồng lên, cốt kình trải rộng toàn thân, nói có thể chỉ giáo mấy chiêu. Đương nhiên, mời. Lục Ngôn khoát tay chặn lại. Bạch. Lý Vấn Kiệt như báo săn phóng tới Lục Ngôn, liên tiếp đánh ra năm trưởng, một trưởng so một trưởng nhanh. Lục Ngôn ung dung không vội, huy trưởng nghênh kích, trong một chớp mắt, hai người đối năm trưởng, phân biệt lui lại. Các hạ hảo công phu, thực lực thâm bất khả chắc. Lý Vấn Kiệt khen một câu, sắc mặt nghiêm túc. Sơ bộ giao thủ, hắn hoàn toàn nhìn không ra Lục Ngôn sâu cạn, thậm chí, trên người Lục Ngôn, hắn ngay cả cốt kình đều không có cảm giác đến. Trên người của ta chỉ có 2 cân bối cá, trước cho ngươi. Lục Ngôn từ trong ngực móc ra một cái bao, ném cho Lý Vấn Kiệt. Lý Vấn Kiệt mở ra xem, quả nhiên đều là bối cá. Lục Ngôn làm như thế, tự nhiên là vì càng thủ tín đối phương, gia tăng hắn kế hoạch xác suất thành công. Cái khác bối cá ta không có mang ở trên người, giờ sửu ba khắc, vòng hành lang ngõ hẻm giao dịch, 1 cân bối cá 130 lượng, như thế nào? Lục Ngôn nói, có thể, vẫn là ta đi sao? Lý Vấn Kiệt, tùy ý. Nói xong, Lục Ngôn quay người nhảy lên, biến mất tại trong màn đêm. Lý Vấn Kiệt trở về cùng Lý Vấn Long cùng Lý Vấn Nghiêm thương nghị. Ngươi nói hắn không có cốt kình, chỉ có khí huyết. Chẳng lẽ người này vẫn là cái phá hạn võ giả? Lý Vấn Nghiêm kinh ngạc nói. Không có khả năng, phá hạn võ giả, không có khả năng có thực lực như thế, người này, hơn phân nửa tu luyện đặc thù nào đó võ học, ẩn giấu đi cốt kình, cho nên mới tại giao thủ thời điểm cảm giác không ra. Lý Vấn Kiệt nói. Lý Vấn Long gật gật đầu, cũng tán thành Lý Vấn Kiệt cách nhìn. Phá hạn võ giả muốn cùng võ hầu địch nổi, làm sao có thể? Liền xem như gấp 5 lần, thậm chí gấp 6 lần khí huyết tiên thiên võ thể, đều làm không được. Chẳng lẽ còn có người có thể tại 5 lần phá hạn thời điểm đem nhất lưu võ học tu luyện tới người võ hợp nhất? Trò cười. Giờ sửu ba khắc, ai đi giao dịch? Lý Vấn Kiệt nói. Theo lời ngươi nói, thực lực của đối phương khó lường, ngươi chỉ có võ hầu nhất trọng, lần này đi không an toàn, vẫn là ta đi ổn thỏa một chút. Lý Vấn Long nói. Lục Ngôn rời đi không lâu, lại vòng trở lại, núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm Lý Thị biệt viện. Rất nhanh, tới gần giờ sửu. Một thân ảnh từ biệt viện bên trong đi ra, hướng phía vòng hành lang ngõ hẻm mà đi. Chỉ có một người, là Lý Vấn Long, kế hoạch thất bại. Lục Ngôn âm thầm lắc đầu. Kế hoạch của hắn, là đem Lý Vấn Long cùng Lý Vấn Nghiêm đều dẫn đi, sau đó tiến vào Lý Thị biệt viện, cướp đoạt bối cá. Dựa theo kế hoạch, hắn triển lộ ra cao thâm mạt chắc thực lực, đối phương khẳng định sẽ xuất động người thực lực mạnh nhất cùng hắn giao dịch, sợ bị hố. Nhưng nghĩ dẫn đi 2 người, vốn là không có bao nhiêu nắm chắc. Thất bại cũng bình thường. Chỉ có thể ngày mai tìm Khâu Thị. Lục Ngôn ám đạo, lại đợi một hồi, không thấy được Lý Vấn Nghiêm ra, hắn liền lặng lẽ rút đi, trở về khách sạn. Lý Vấn Long tại vòng hành lang ngõ hẻm một mực chờ đến nhanh hừng đông, đều không gặp bóng người. Biết bị chơi xỏ, sắc mặt tái xanh về tới biệt viện. Ngày thứ 2 màn đêm buông xuống. Lục Ngôn đi tới Khâu Thị biệt viện, lập lại chiêu cũ, cùng Khâu Thị ước định cũng may giờ sửu canh ba, tại Thiên Phong ngõ hẻm giao dịch, sau đó giấu ở trong bóng tối chờ đợi. Hy vọng có thể dẫn xuất 2 người a. Lục Ngôn thầm nghĩ. Hôm nay nếu như còn không được, cái kia có thể ngày mai tìm Âu Dương Thị thử một chút rồi. Chân thực đều không được, cái kia cũng không cách nào. Chỉ có thể đã mất đi mua tư cách, muốn nghĩ khác phương pháp. Rất nhanh, giờ sửu tới gần, 2 đạo thân ảnh, đi ra Khâu Thị biệt viện. Là bọn hắn. Lục Ngôn nhãn tình sáng lên. Thỏa. 2 cái rời đi võ hầu,
chính là Võ Hầu nhị trọng tam trọng, xem ra, chỉ để lại Võ Hầu nhất trọng người kia trông coi. Lục Ngôn lại đợi một hồi, xác nhận hai người cách xa về sau, lặng lẽ chui vào Khâu thị biệt viện. Cầm một cái chế trụ một tên tráng hán cổ họng, ép hỏi, Khâu thị bối cá, giấu ở nơi nào? Tại hậu viện trong khu phòng, từ Võ Hầu đại nhân tự mình trông coi, cầu ngươi, đừng giết ta. Tráng hán cầu xin tha thứ. Lục Ngôn một trường vỗ choáng người này, nhanh chóng hướng phía hậu viện mà đi. Khố phòng, đèn đuốc chập chờn, tại trên cửa sổ chiếu ra một đạo khôi ngô thân hình. Khâu thị vị kia Võ Hầu, Khâu Bách Diệp, tự mình canh giữ ở bên trong. Lục Ngôn dậm chân hướng phía khố phòng cổng đi đến. Ai, không phải đã phân phó, không cho phép tới gần khố phòng sao? Trong khố phòng, truyền ra một đạo không vui thanh âm. Lục Ngôn đứng ở ngoài cửa, nói, đại nhân, vừa rồi cái kia nói yếu xuất thụ bối cá người bái kiến. Lục ca không phải đi cùng hắn giao dịch sao? Làm sao tới này rồi? Khâu Bách Diệp nghi ngờ nói. Tiểu nhân không biết. Lục Ngôn không người, đồng thời vận chuyển khí huyết, chỉ cần Khâu Bách Diệp vừa mở cửa, hắn liền bạo khởi đánh lén. Ngươi ăn cơm tối chưa? Khâu Bách Diệp đột nhiên hỏi. Lục Ngôn sững sờ, trả lời, tiểu nhân đã nếm qua. Lão phu đi gặp hắn. Trong khố phòng thân ảnh đứng dậy, một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở ra, Lục Ngôn vừa muốn đấm ra một quyền, liền gặp một cái bàn, tài liệu thi cuồng bạo kình phong, hướng phía hắn đập tới. Lục Ngôn một quyền đem cái bàn đánh vỡ nát, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đã theo sát cái bàn, hướng hắn đánh tới, huy trưởng chụp về phía ót của hắn, trưởng lực hùng hậu cương mãnh. Lục Ngôn vội vàng huy quyền, cùng đối phương liên tục đối ba chiêu, hướng về sau trượt lui 3 mét. Ngươi là thế nào phát hiện ta không đúng? Lục Ngôn nhìn không được hỏi một câu. Ngươi hẳn là trả lời, ta không đói bụng. Khâu Bách Diệp trả lời một câu, thân hình lại lần nữa nhào tới, song trưởng đen như mực, chụp về phía Lục Ngôn. Liền cái này phá sự, còn làm ám ngữ. Lục Ngôn oán thầm, huy quyền nghênh kích mà lên. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương vẫn là Võ Hầu, Lục Ngôn đem kim cương bất hoại công thi triển đến cực hạn, toàn lực xuất thủ. Đã đánh lén không thành, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là Khâu thì hai vị khác Võ Hầu đột nhiên trở về, vậy liền nguy hiểm. Mặc dù đối phương rất không có khả năng nhanh như vậy trở về, nhưng không thể không phòng. Lục Ngôn toàn thân trở nên kim hoàng, đặc biệt là hai tay, tựa như đúc bằng đồng, không gì không phá. Hai người đối mấy chiêu về sau, Khâu Bách Diệp liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có cốt kình, là ngươi. Khâu Bách Diệp gầm nhẹ. Trước đó Lục Ngôn vừa tới thời điểm, chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, hắn cùng Lục Ngôn luận bàn qua mấy chiêu. Hắn biết, bị lừa rồi, Lục Ngôn mục đích là dẫn đi hai vị khác Võ Hầu. Mục đích không phải giao dịch, mà là muốn đoạt lấy bọn hắn bối cá. Lục Ngôn không rên một tiếng, huy quyền tấn công mạnh. Khâu Bách Diệp thực lực, so Lưu thì Lưu Nguyên Phú mạnh không chỉ một bậc, nhưng Lục Ngôn đã không phải Ngô Hà A Mông. Lúc trước, hắn khí huyết chính là nhị lưu võ học tu luyện ra được, mặc dù hùng hậu, nhưng đối mặt cốt kình, một kích tức phá. Mà bây giờ, chính là nhất lưu võ học khí huyết, càng thêm cô đọng, đã có thể miễn cưỡng cùng cốt kình giao phong. Tăng thêm, bây giờ đã năm phá khí huyết tràn đầy, chân chính đạt đến thường nhân gấp 6 lần khí huyết, cộng thêm người võ hợp nhất lưu võ học, Lục Ngôn thực lực, so khi đó mạnh quá nhiều, đã hoàn toàn vượt qua Khâu Bách Diệp. Khâu Bách Diệp đem hết toàn lực ngăn cản Lục Ngôn công kích, hoàn toàn từ bỏ phản kích, chỉ cầu phòng thủ. Hắn cần thời gian, lại liên tục đối bính 5-6 chiêu, Lục Ngôn cảm giác hai tay ngứa ngáy, ánh mắt quét qua, phát hiện hai tay đã trở nên đen nhánh. Có độc, Lục Ngôn run lên, dám cùng ta ngàn nhện bách độc tay đối bính, hiện tại nhện độc nhập thể, nhìn ngươi chết như thế nào. Khâu Bách Diệp cười lạnh, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nhện độc nhập thể, liền có thể ăn mòn khí huyết cùng kinh mạch, người trúng độc, thực lực sẽ trong khoảnh khắc sụt giảm. Hắn vừa rồi một vị phòng ngự, chính là chờ giờ phút này. Nhưng sau một khắc, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, Lục Ngôn trên hai tay hắc khí, đang nhanh chóng rút đi, một lần nữa trở nên kim hoàng. Phanh phanh phanh, Lục Ngôn không ngừng chút nào, tiếp tục tấn công mạnh, thực lực không có nhận một điểm ảnh hưởng. Kim cương bất hoại công, lấy kim cương thân cùng man tượng thân làm chủ, lột xác thành nhất lưu võ học, thể phách càng thêm cường đại, cơ hồ bách độc bất xâm. Chí ít, bình thường độc,
căn bản không làm gì được hắn. Có thể nói, Lục Ngôn chính là Khâu Bách Diệp khắc tinh. Khâu Bách Diệp toàn lực phòng thủ, nhưng tâm thần chấn động phía dưới, lộ ra sơ hở, bị Lục Ngôn một quyền đánh vào phần bụng. Đụng! Khâu Bách Diệp bay ngược mà ra, đụng nát vách tường. Lục Ngôn trực tiếp truy sát quá khứ. Lão phu liều mạng với ngươi. Khâu Bách Diệp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí huyết sôi trào, cốt kình bạo động, thân thể kinh mạch nâng lên như con run, hai cánh tay của hắn phát ra răng rắc thanh âm, thế mà phân biệt từ khuỷu tay chỗ, mọc ra một đầu đen xì chân nhện. Không sai, là chân nhện. Sắc bén như thương, hướng phía Lục Ngôn quét tới. Chân nhện nổi lên lục quang, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Lục Ngôn ngay từ đầu giật nảy mình, coi là lại đụng phải võ linh, nhưng ngay lúc đó phát hiện, đối phương không có một chút võ linh khí tức. Đây là nhất lưu võ học tạo thành. Lục Ngôn trở tay một chảo, liền đem hai đầu chân nhện chộp trong tay. Nếu là bình thường võ hầu, cũng không dám như thế bắt, chân nhện bên trên kịch độc, thậm chí sẽ xuyên thấu qua cốt kình thẩm thấu tiến thân thể. Nhưng Lục Ngôn căn bản không sợ kịch độc. Hai tay của hắn kim hoàng, đem kịch độc ngăn cách bên ngoài, ra sức một tách ra, đem hai đầu chân nhện bẻ gãy. Khâu Bách Diệp đau gào thét một tiếng, song trường ra sức hướng phía Lục Ngôn đánh tới. Lục Ngôn không tránh không né, chuẩn bị đón đỡ hai trường, đồng thời trong tay chân nhện, như hai cây đoạn thương, đâm vào Khâu Bách Diệp. Đông, đông, phốc phốc, hai người gần như đồng thời đánh trúng vào đối phương. Khâu Bách Diệp song trường, đánh vào Lục Ngôn lồng ngực, giống như là đánh vào kim loại phía trên. Lục Ngôn lui về phía sau mấy bước, cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau, xương ngực kém chút cắt ra. Còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến trái tim. Kim cương bất hoại công, cường đại lực phòng ngự, thể hiện không thể nghi ngờ. Mà Khâu Bách Diệp hai bên huyệt thái dương, phân biệt bị một đầu chân nhện cắm vào, đỏ trắng chi vật dọc theo chân nhện chảy ra, trợn mắt tròn xoe, thân thể khôi ngô bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Đã không lo được soát thi, nơi này đánh nhau, đã kinh động đến Khâu thì những người khác, không ít người ngay tại chạy đến. Lục Ngôn vọt vào khố phòng, nhìn thấy hai cái giỏ trúc, trực tiếp cõng lên, hướng ra ngoài phóng đi. Ác tặc, chạy đâu? Muốn chết? Một đám Khâu thị võ giả đã xông vào hậu viện, nhưng bọn hắn lần đầu tiên chính là nhìn thấy Khâu Bách Diệp thi thể, dưới sự kinh hãi, phát ra gầm thét, nhưng hai chân lại đính tại nguyên địa, không dám bước ra một bước. Lục Ngôn thả người nhảy lên nóc nhà, hướng phía bên ngoài chạy tới. Chờ đã mất đi Lục Ngôn thân ảnh, những võ giả này mới từng cái phẫn nộ muốn điên, muốn rách cả mí mắt vọt tới giống to, một bộ tìm Lục Ngôn liều mạng bộ dáng. Vây quanh biệt viện, đừng cho ác tặc chạy trốn. Đừng để ta đụng phải hắn, ta không phải một đao chặt hắn cho chó ăn. Ta muốn để hắn cầu sinh không thể. Giống một cái so một cái lớn tiếng. Lục Ngôn cõng giỏ trúc, thừa dịp bóng đêm, ngoặt đông ngoặt tây, biến đổi 7-8 lần phương vị, mới trở lại khách sạn. Mở ra giỏ trúc, bên trong tất cả đều là bối cá. Ước lượng một chút, tuyệt đối vượt qua 200 cân. Quả nhiên, Lục Ngôn nếu không khai thác hành động, chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt khó thu hoạch được mua sắm tư cách. Hắn xé mở quần áo, xem xét ngực thương thế, xương ngực, có một tia vết rách, nhưng chỉ cần vận chuyển khí huyết điều dưỡng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Kim cương bất hoại công phòng ngự rất mạnh, nhưng lần sau, vẫn là không thể mạo hiểm như vậy. Lục Ngôn suy nghĩ, hôm nay đối chiến Khâu Bách Diệp, kỳ thật có thể không cần mạo hiểm đón đỡ đối phương hai trưởng, chỉ cần tiếp tục đánh, không ra 10 chiêu, như thường có thể giết đối phương. Nhưng hắn sợ mang xuống xuất hiện biến cố, cho nên tốc chiến tốc thắng, dùng cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhanh chóng giải quyết đối phương. Xem ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó võ hầu nhất trọng, tầng ngoài võ hầu, đầy đủ. Lục Ngôn đối với mình thực lực, có rõ ràng hơn phán đoán. Đương nhiên, cùng là võ hầu nhất trọng, thực lực cũng có mạnh có yếu, tỉ như có chút võ hầu, nhất lưu võ học vẫn chỉ là lô hỏa thuần thanh, có chút đạt đến đăng phong tạo cực, thậm chí có chút đạt đến xuất thần nhập hóa. Thậm chí có chút là tiên thiên võ thể, cốt kình cường hoành, hoặc là tu luyện đặc thù võ học phối hợp, gia trì chiến lực. Vẫn là không thể tự mãn, không thể khinh thường, cẩn thận tổng không sai. Đáng chết, trúng kế. Chờ Khâu thì hai cái võ hầu trở về biệt viện, mới phát hiện trúng kế, giận không kềm được. Trong đó một cái võ hầu liền muốn phái người toàn thành lùng bắt hung thủ, nhưng bị một vị khác võ hầu ngăn lại. Người này cướp đoạt bối cá,
cuối cùng vẫn là muốn lên giao cho Cao Thị. Chúng ta phái người canh giữ ở Cao Thị võ chủ phủ bên ngoài, nhất định có thể chặn đứng người này. Vị kia võ hầu nói. Nộp lên bối cá địa điểm, liền tại Cao Thị võ chủ phủ, Cao Thị chuyên môn chế biến thức ăn võ thực địa phương. Đúng vậy, người này cùng đậu phụ lá ác chiến nhiều chiêu, nói rõ tu vi không cao, nhiều nhất võ hầu nhị trọng mà thôi, ta tất phải giết. Một vị khác võ hầu âm thanh lạnh lùng nói, tràn ngập sát ý. May mắn thế nào, Thanh Phong quận Trịnh Thị cũng tại áp dụng giống nhau kế hoạch, phái người tại canh giữ ở võ chủ phủ bên ngoài, chuẩn bị chặn đường Lục Ngôn. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, nơi đây chủ nhân là Cao Thị, tự nhiên có quy củ của bọn hắn, hai đại môn phiệt muốn tiến Cao Thị võ chủ phủ bắt người, là không thể nào. Chỉ có thể ở bên ngoài chặn đường. Quán chủ, mấy ngày nay, Cao Thị võ chủ bên ngoài phủ, có không ít khả nghi nhân viên, thuộc hạ phỏng đoán, có thể là Trịnh Thị cùng Khâu Thị người. Hai ngày về sau, Lý Toàn hướng Lục Ngôn bẩm báo. Lục Ngôn gật gật đầu, hắn liền đoán được hai đại môn phiệt sẽ làm như vậy. Lớn như vậy Nam Di Thành, chỉ dựa vào bọn hắn mang tới những người kia, sao có thể tìm tới Lục Ngôn. Mà Cao Thị, chỉ cần kết quả, quá trình bọn hắn không quan tâm. Ai bối ca nhiều, ai liền có thể thu hoạch được mua sắm ngọc cốt hổ tư cách, tự nhiên không có khả năng giúp hai đại môn phiệt đi lùng bắt Lục Ngôn. Vậy liền muộn mấy ngày lại đi giao. Lục Ngôn nói, thế nhưng quán chủ, ngày mai chính là ngày Cao Thị quyết định nộp lên. Lý Toàn nói, Cao Thị, muốn là bối cá, mà không phải cái ngày nào đó, cho dù muộn mấy ngày, cũng không sao. Lục Ngôn nói, ba ngày phía sau đêm, Vân Trọng không nguyệt. Cao Thị võ chủ bên ngoài phủ, bỗng nhiên xuất hiện một đại hán, cõng giỏ trúc, hướng phía Cao Thị võ chủ phủ đi đến. Đứng lại, mấy cái Khâu Thị người, vây đại hán. Một thanh sắc bén đại đao, gác ở đại hán trên cổ. Đại hán sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, giơ hai tay lên, nói chư vị hảo hán tha mạng, ta thật không có bạc a. Khâu Thị một người không nói, đại đao vẽ một cái, chặt đứt giỏ trúc móc treo, tiếp nhận giỏ trúc xem xét, kết quả là trống không. Khâu Thị mấy người sầm mặt lại, một người trong đó quát, nửa đêm canh ba, ai bảo ngươi cõng giỏ trúc hướng nơi này đi, muốn chết phải không? Hảo hán tha mạng a, là có người cho ta 5 lượng bạc, để cho ta cõng giỏ trúc hướng nơi này chạy một vòng là được rồi, ta nghĩ thầm tốt như vậy kiếm bạc, không kiếm ngu sao mà không kiếm, liền đến, ta cái gì cũng không biết a. Đại hán cầu khẩn. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng, từng cái phương hướng khác nhau, tối thiểu có mười mấy cái cõng giỏ trúc nam tử, hướng phía Cao Thị võ chủ phủ đi đến. Ghê tởm, ngăn lại. Dừng lại. Núp trong bóng tối Khâu Thị cùng Trịnh Thị người, nhao nhao lao ra, muốn ngăn hạ những người này. Nhưng mấy chục người cùng một chỗ, hai đại môn phiệt nhân thủ hiển nhiên không đủ, tràng diện hỗn loạn lung tung. Trong màn đêm, Lục Ngôn có một cái so trước đó lớn mấy lần giỏ trúc, lặng yên tới gần Cao Thị võ chủ phủ, sau đó tung người một cái, nhảy vào võ chủ phủ bên trong. Người nào vừa tiến vào võ chủ phủ, liền bị mấy tên hộ vệ bộ dáng võ giả phát hiện. Chư vị, ta là tới nộp lên bối cá. Lục Ngôn cười nói, bất động thanh sắc rút ra một chương 30 lượng ngân phiếu, đưa cho một người cầm đầu hộ vệ trên tay, nói, đây là mời các vị đại ca uống rượu, còn xin các vị đại ca dẫn đường. Hộ vệ kia ánh mắt đảo qua ngân phiếu, lập tức gương mặt tiếu dung, nói, dễ nói, nguyên lai là nộp lên bối cá, đến, theo chúng ta đi. Nói, ngân phiếu đã trượt vào hắn trong tay áo. Lục Ngôn đi theo mấy tên hộ vệ, đi qua vòng hành lang, đi tới một gian thư phòng trước. Quản sự đại nhân, có người đến nộp lên bối cá. Cầm đầu hộ vệ bẩm báo. Ngày đã qua, nộp lên cái gì bối cá? Để hắn đi. Trong thư phòng, truyền ra một giọng già nua. Đại nhân, vãn bối nơi này bối cá cũng không ít, có mấy trăm cân. Lục Ngôn nói. Mấy tên hộ vệ giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn về phía Lục Ngôn. Trong thư phòng, trầm mặc nửa ngày, thanh âm già nua lại truyền ra, nguyên lai là ngươi, lão phu đã đợi ngươi mấy ngày, vào đi. Lục Ngôn đẩy cửa vào. Thư phòng rất rộng rãi, bày biện một chương hoa lê làm bằng gỗ thành bàn đọc sách, một cái tóc bạc trắng lão giả, ngồi tại bàn đọc sách về sau, hiếu kỳ đánh giá hắn. Lão phu Cao Thị võ chủ phủ quản sự Cao Húc Hải, các hạ xưng hô như thế nào? Lão giả nói, vãn bối vệ thao. Lục Ngôn tự nhiên không có khả năng báo tên thật, cũng không có khả năng báo Lục Sơn Xuyên cái tên này, liền bịa đặt một cái tên,
Đương nhiên, danh tự này cũng không phải tùy ý bịa đặt, chí ít dòng họ là có giảng cứu. Họ Vệ, để cho người ta dễ dàng liên tưởng đến Ly An quận Vệ thị. Dù sao, Vệ họ, tại lĩnh Đông 6 quận cũng không nhiều. Trong lúc vô hình, sẽ cho người nhiều một phần kiêng kỵ. Họ Vệ, thế nhưng là Ly An quận Vệ thị. Cao Húc Hải hỏi. Chiến sự căng thẳng, Hoàn Mỹ phân tâm, chỉ có thể vãn bối một người đến đây. Lục Ngôn thở dài, cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó ưu sầu sự tình. Các hạ thật sự là tốt năng lực, mấy đại môn phiệt bị đùa bỡn xoay quanh. Cao Húc Hải ý vị thâm trường nói. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối lẻ loi một mình, không cần một chút thủ đoạn, khó mà chiến thắng a. Lục Ngôn thở dài. Tốt, quá trình là cái gì cũng không trọng yếu, ta Cao thị chỉ coi trọng kết quả, ai bối cá nhiều, liền ai thắng, đem bối cá cho ta xem một chút đi. Cao Húc Hải đứng dậy. Lục Ngôn đem giỏ trúc đưa cho đối phương. Cao Húc Hải gọi hai người, đem bối cá đổ vào mấy cái vạc lớn bên trong, kiểm tra không sai về sau, từng nhóm ước lượng, kết quả cuối cùng là 420 cân. Theo giá cả, một cân 100 lượng, tổng cộng 4.200 lượng bạc. Cao Húc Hải đầu tiên là xuất ra một bản sổ sách ghi chép lại, sau đó lấy ra một điệp kim phiếu cùng ngân phiếu. Thế giới này, một hai hoàng kim tương đương với 10 lượng bạch ngân. Mệnh giá 500 lượng một chương kim phiếu, 8 cái. Còn lại tất cả đều là ngân phiếu. Tổng cộng 4.200 lượng bạc tới tay. Lại thêm một điểm, liền đủ mua sắm ngọc cốt hổ. Không sai, dựa theo năm trước giá cả, một ngọc cốt hổ, giá cả cao tới 5 vạn lượng. Giá cả cao dọa người. Kỳ thật đơn độc lấy ngọc cốt hổ chế biến thú vương hộ xương canh đi đột phá võ hầu, hiệu quả mặc dù muốn so dị hóa cửu kiếp tâm đầu nhục tốt một chút, nhưng tốt không nhiều. Nhiều nhất hơn một thành xác suất thành công. Nhưng giá cả, lại cao gấp 4-5 lần. Nhưng vật hiếm thì quý. Dị hóa tâm đầu nhục, tại lĩnh Đông 6 quận, vẫn là có không ít, cho dù là võ hầu cấp môn phiệt, cũng thường có xuất hiện. Nhưng ngọc cốt hổ, chỉ có cao thì có, lại một đầu ngọc cốt hổ, chỉ có thể chế biến một phần thú vương hộ xương canh. Tiên thiên võ thể muốn đột phá, liền cần dùng đến thú vương hộ xương canh. Cạnh tranh kịch liệt, tự nhiên dẫn đến giá cả liên tục tăng lên. Giao xong ngân lượng, Cao Húc Hải lại lấy ra một quyển khác sổ sách, ở phía trên ghi lại, Vệ Thao, giao bối cá 420 cân, đứng đầu bảng. Lục Ngôn nhìn lướt qua. Phát hiện phía trên còn viết cái khác môn phiệt nộp lên số lượng. Ngoại trừ hắn, nhiều nhất là Âu Dương Thị, 260 cân. Lý Thị, 210 cân. Những này môn phiệt, quả nhiên đều tại 200 cân trở lên. Hắn nếu không xuất thủ, tuyệt sắp xếp không đến hai vị trí đầu. Cao Húc Hải hào phóng để Lục Ngôn nhìn, dù sao những này đằng sau cũng muốn công bố, không phải dùng cái gì phục chúng. Viết xong về sau, Cao Húc Hải xuất ra một khối đặc chế chất gỗ lệnh bài, giao cho Lục Ngôn, nói, sau 3 ngày, cầm lệnh bài tới mua ngọc cốt hổ, nhớ kỹ, chúng ta, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, như ném đi lệnh bài, tự gánh lấy hậu quả. Lục Ngôn có thể lý giải, dù sao thế giới này, tinh thông thuật dịch dung không phải số ít. Đa tạ tiền bối. Lục Ngôn ôm quyền, tướng lệnh bài thiếp thân nấp kỹ, liền cáo từ rời khỏi. Lục Ngôn đầu tiên là nhảy lên tường vây, sau đó thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Cho dù bị Khâu Thị cùng Trịnh Thị người phát hiện, tốc độ cũng theo không kịp hắn, rất nhanh bị hắn vứt bỏ. Lục Ngôn ở bên ngoài chuyển tầm vài vòng, mới trở lại khách sạn. Hết thầy thỏa đáng, liền chờ 3 ngày sau. Ngày thứ 2, đêm. Lý Thị biệt viện, Lý Vấn Long, Lý Vấn Kiệt, Lý Vấn Nghiêm 3 vị võ hầu, bí mật tiếp đái một vị khách nhân. Người này, rõ ràng là Cao Thị võ phòng bếp quản sự Cao Húc Hải. Mấy năm không thấy, tiền bối phong thái vẫn như cũ a, vãn bối kính tiền bối một chén. Lý Vấn Long đứng dậy bưng chén rượu lên mời rượu, thái độ 10 phần cung kính. Lão phu đã già, tiềm lực đã hết, đời này tông sư vô vọng. Cũng không sống nổi mấy năm, ngược lại là mấy vị hiền chất đang lúc tráng niên, tương lai tông sư có hy vọng. Cao Húc Hải bưng chén rượu lên uống một ngụm, yếu ớt thở dài. Tiền bối chuyện này, tiền bối càng già càng dẻo dai, khí huyết cường thịnh, sống thêm mấy chục năm không đáng kể. Lý Vấn Long nói, hiền chất, có chuyện nói thẳng đi, hôm nay gặp lão phu, cần làm chuyện gì? Cao Húc Hải nói, tiền bối, nghe nói đêm qua võ chủ phủ bên ngoài, phát sinh chút chuyện lý thú,
Người thần bí kia, phải chăng đi nộp lên bối cá? Lý Vấn Long hỏi. Đúng vậy. Cao Húc Hải gật gật đầu. Bao nhiêu cân? 420. Lý thị ba vị võ hầu, sắc mặt đều là biến đổi. 420 cân, xác định vững chắc đứng đầu bảng, kia Lý thị chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng lần này, Ngọc Cốt Hổ, bọn hắn nhất định phải được. Bởi vì, lần này Ngọc Cốt Hổ, là giúp Lý Tân mua. Lý Thương Tân, Lý Thương Lâm thân đệ đệ, tương lai tộc trưởng người dự bị Lý Vấn Hiên thân nhi tử, cường đại tiên thiên võ thể, có thường nhân gấp 3 khí huyết. Tiền bối, cái này một gốc thiên thọ tham, chính là Vấn Hiên đại nhân ngẫu nhiên đoạt được, lần này nắm ván bối tặng cùng tiền bối. Lý Vấn Long xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau, mùi thơm ngát xông vào mũi, rõ ràng là một gốc dài hơn 6 tấc nhân sâm. Cao Húc Hải con mắt lập tức tỏa sáng, hiện lên cực nóng chi quang. Thiên thọ tham, một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, nếu là cùng cấp 2 dị thú vương tâm huyết cùng một chỗ chế biến thức ăn, ăn về sau, nhưng duyên thọ 5 năm. Giá cả chi cao, còn tại dị hóa tâm đầu nhục phía trên. Nhưng quá hiếm thấy, lĩnh đông 6 quận, cực ít hiện thế, hoàn toàn là thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nghe nói Lý thị tộc trưởng, tuổi tác đã cao, thọ nguyên cũng không nhiều, Lý Vấn Hiên trong tay có thiên thọ tham không trước cho Lý thị tộc trưởng, ngược lại cho lão phu, hắc hắc. Cao Húc Hải cười khẽ, trong hai mắt đã không có chút nào gợn sóng. Không dối gạt tiền bối, tộc trưởng lão nhân gia ông ta, đã từng ăn thiên thọ tham, chỉ lần thứ nhất hữu hiệu, lại ăn, liền triệt để vô hiệu. Lý Vấn Long nói. Nói đi, đưa quý giá như vậy chân bảo, có chuyện gì muốn lão phu làm? Cao Húc Hải đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là không thể gạt được tiền bối. Lý Vấn Long nịnh nọt một câu, cũng nói mắt sáng, vãn bối, muốn đạt được một cái mua sắm Ngọc Cốt Hổ tư cách. Cao Húc Hải sắc mặt bình tĩnh, giống như sớm đoán được Lý Vấn Long đám người mục đích, nói, nhưng trước hai tên đã định, Lý thị chỉ là thứ ba, khó làm a. Tiền bối, thần bí nhân kia, ra sao lai lịch? Lý Vấn Long hỏi. Tự xưng Vệ Thao, Cao Húc Hải nói. Ly An Vệ Thị. Lý Vấn Long giật mình. Vệ Thị, hắc hắc, hơn phân nửa dùng chính là giả danh, mà lại, người kia còn dịch dung, hẳn là một loại phụ trợ dịch dung đặc thù võ học, lão phu sống hơn 100 năm, người nào chưa thấy qua, muốn giấu giếm được lão phu hai mắt, nào có dễ dàng như vậy. Cao Húc Hải cười lạnh. Đã một thân một mình, lại không bối cảnh, tin tưởng tiền bối có biện pháp sửa chữa đi. Lý Vấn Long thử nói. Cao Húc Hải trầm ngâm một chút, sau đó nắm lên thiên thọ tham hộp gỗ, thu nhập trong tay áo. Lý Vấn Long bọn người lộ ra nét mừng. Tiền bối, nghe nói người lệnh bài đã phát ra, không biết làm như thế nào làm. Lý Vấn Kiệt hiếu kỳ hỏi một câu. Lệnh bài kia, chính là chất gỗ, lão phu tại chế tác quá trình bên trong, để vào một con ăn mòn trùng, chỉ cần dẫn động ăn mòn trùng liền sẽ nổ tung, tướng lệnh bài ăn mòn rơi. Cao Húc Hải nói. Tiền bối thật sự là thần cơ diệu toán. Lý Vấn Long ba người đều ôm quyền nịnh nọt. Cái gì thần cơ diệu toán, chỉ là làm việc lưu thêm một tay mà thôi, còn có, hôm nay chúng ta chưa thấy qua. Cao Húc Hải nói. Tự nhiên, chúng ta hôm nay một mực tại luyện võ, chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Lý Vấn Long ba người nghiêm mặt nói. Cao Húc Hải lộ ra nụ cười hài lòng. Thẳng đến đêm khuya, Cao Húc Hải mới lặng yên không tiếng động rời đi Lý thị biệt viện. Trở về nhà mình phủ đệ về sau, Cao Húc Hải trước đem thiên thọ tham nấp kỹ, sau đó lấy ra một cây đặc chất hương nhóm lửa. Này hương, một khi nhóm lửa, mùi thơm có thể truyền ra 10 dặm. Phàm là tại trong vòng 10 dặm, ăn mòn trùng đều có thể nghe được, một khi nghe được, liền sẽ nổ tung. Đêm khuya, khách sạn. Lục Ngôn đang tại ngủ say, bỗng nhiên cảm giác trong ngực truyền đến nóng rực cảm giác. Hắn vội vàng đứng dậy bới ra quần áo, phát hiện tấm lệnh bài kia đã thành rồi một khối đen kịt than cốc, mà lại tại nhanh chóng tan rã. Không chỉ như thế, liền quần áo phục đều tan rã rồi một đại khối, có một loại đặc thù trong suốt chất lỏng, rơi vào hắn làn da trên, như vậy như sắt máng xối ở phía trên giống như. Nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, chỉ sợ liền huyết nhục đều muốn bị ăn mòn rơi. Chống đáng khi huyết chấn động, trong suốt chất lỏng còn có hóa thành than cốc lệnh bài bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lục Ngôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lệnh bài không có, chẳng khác nào đã mất đi mua sắm Ngọc Cốt Hổ tư cách. Cao Húc Hải cũng đã có nói, chỉ nhận lệnh bài, không nhận người.
Cao Thị, Cao Húc Hải. Lục Ngôn ánh mắt âm trầm. Liền xem như đồ đần, cũng biết lệnh bài sớm động tay động chân. Cũng không biết có phải hay không Cao Húc Hải gây nên. Lục Ngôn lập tức gọi Lý Toàn cùng Vương Lâm. Quán chủ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Ngôn sắc mặt âm trầm, trên thân không ngừng tán phát sát ý, Lý Toàn khí quyển không dám thở, vẫn là Vương Lâm mở miệng hỏi thăm. Kia là mua sắm ngọc cốt hổ lệnh bài. Lục Ngôn chỉ vào trên đất một bãi màu đen than cốc. Vương Lâm cùng Lý Toàn sắc mặt đều là biến đổi. Lệnh bài bị động tay chân. Hai người chăm miệng một lời. Hai ngày này, Cao Húc Hải nhưng có cái gì dị thường? Lục Ngôn hỏi. Khi lấy được lệnh bài về sau, vì để phòng vạn nhất, Lục Ngôn để Lý Toàn phái ra thám tử, nhìn chằm chằm Cao Thị Võ chủ phủ cùng Cao Húc Hải phủ đệ, chính là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thám tử cũng không đến báo, ta đi hỏi một chút. Lý Toàn vội vã rời đi khách sạn, hơn một giờ sau trở về. Quán chủ, có biến, tại hôm qua đêm xuống, Cao Húc Hải từng rời đi phủ đệ, là được hai người tiếp đi. Lý Toàn bẩm báo, nhưng nhìn thanh hai người kia ra sao lai lịch. Lục Ngôn hỏi, không có, hai người kia lấy áo bào đen che mặt, thấy không rõ hình dạng, nhưng bọn hắn rời đi phương hướng, tựa hồ là Lý Thị biệt viện, thẳng đến đêm khuya mới trở về. Lý Toàn nói, Lý Thị, đêm khuya mới trở về. Lục Ngôn ánh mắt băng lãnh, chuyện này, đã rất rõ láng. Đi một chuyến Lý Thị biệt viện, đêm khuya trở về, không lâu, lệnh bài của hắn liền bị ăn mòn rơi mất. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cao Húc Hải lão thất phu, ta tất sát nhi. Lục Ngôn đằng đằng sát khí đường. Sau đó hỏi, có biết Cao Húc Hải là tu vi gì? Nghe nói, là võ hầu ngũ trọng, uyên tầng võ hầu. Lý Toàn bẩm báo. Lão thất phu, ta ngày sau tất sát nhi. Lục Ngôn cắn răng nói. Trầm ngâm một chút, khua tay nói, đi xuống đi, thời khắc chú ý, có cái gì tình huống hướng ta bẩm báo. Lý Toàn cùng Vương Lâm hai người lui ra. Lục Ngôn ngồi xuống, cho mình rót một chén trà, lửa giận dần dần biến mất, hắn khôi phục tỉnh táo, đang suy tư đối sách. Sáng sớm, Cao Thị công bố lần này các đại môn phiệt thu hoạch được bối cá trọng lượng cùng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất, rõ ràng là Lý Thị, 410 cân. Xếp hạng thứ hai, là Âu Dương Thị, 260 cân. Mà Lục Ngôn, cũng chính là vệ thao chi danh, rớt xuống thứ ba, 220 cân. Rất hiển nhiên, trực tiếp đem Lục Ngôn 200 cân, rời đến Lý Thị phía trên. Lục Ngôn sớm có sở liệu, ngược lại không có như vậy phẫn nộ, chỉ là phân phó Lý Toàn cùng Vương Lâm trước tiên phản hồi Bách Thảo Thành. Quán chủ, chú ý an toàn. Lúc gần đi, Vương Lâm nói khẽ. Yên tâm, nếu là không thể làm, ta lập tức rút đi, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lục Ngôn cười nói, vỗ vỗ Vương Lâm bả vai. Hai người rời đi về sau, Lục Ngôn dịch dung cải trang một phen, tại khoảng cách Lý Thị biệt viện cách đó không xa một cái khách sạn vào ở, thời khắc chú ý Lý Thị nhất cử nhất động. Rất nhanh, đã đến mua sắm ngọc cốt hổ thời gian. Lý Vấn Long mấy người ra ngoài, sau mấy tiếng, có một cái giỏ trúc trở về. Kia giỏ trúc bên trong ai cũng chính là ngọc cốt hổ. Lục Ngôn trong lòng suy đoán. Giỏ trúc không lớn, nếu là thật sự, kia ngọc cốt hổ cũng còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong lớn. Lý Vấn Long mấy người trở về không lâu, Lý Thị tới đây hơn 10 vị võ giả, liền bắt đầu khởi hành, rời đi Nam Di Thành, hướng Bắc mà đi. Lý Thị mấy chục người tại trên đường lớn kỵ hành, Lục Ngôn liền tại một bên trong rừng cây bằng cước lực đi theo. Lấy thể lực của hắn bây giờ, tốc độ chạy tùy tiện đều có thể vượt qua khoái mã, lại thể lực kéo dài, lực bền bỉ thật dài. Hắn mượn nhờ rừng cây cây cối cùng loạn thạch, tránh đi Lý Thị người, xa xa đi theo. Đêm đó, Lý Thị mọi người tại trong một rừng cây nghỉ chân, tam đại võ hầu từ đầu đến cuối canh giữ ở ngọc cốt hổ bên cạnh, Lục Ngôn không có chút nào cơ hội hạ thủ. Lục Ngôn ẩn núp trong bóng tối, không nhúc nhích. Thân là thợ săn xuất thân, hắn biết bảo trì kiên nhẫn tầm quan trọng. Nam Di Thành cùng Bách Thảo Thành cách xa nhau ngàn dặm, hắn cùng Vương Lâm, Lý Toàn lần trước một mình song ngựa, thời gian sử dụng 4 ngày mới vừa tới. Lý Thị đám người, một mình đơn ngựa, làm sao cũng muốn 5-6 ngày thời gian. Cơ hội còn có rất nhiều. Kỳ thật võ hầu chạy vội, tốc độ đã viễn siêu tuấn mã, lại sức chịu đựng cũng càng mạnh. Nhưng có thể tiết kiệm lực làm gì không dùng ít sức. Ngày thứ hai ban đêm, Lục Ngôn vẫn không có tìm tới cơ hội xuất thủ.
Ngày thứ ba, tại màn đêm buông xuống thời điểm, Lý thị mọi người đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn lối vào, có mấy cái bách tính, thân mang cũ nát áo vải, đưa lưng về phía đám người, thân thể tả hữu hơi rung nhẹ. Mấy vị, nơi này nhưng có tá túc địa phương. Một cái Lý thị hộ vệ cưỡi ngựa mà ra, đi vào mấy cái bách tính sau lưng tra hỏi. Nhưng mấy cái bách tính không có trả lời, thân thể về sau tả hữu hơi rung nhẹ. Hộ vệ kia nhướng mày. Mấy cái dân nghèo mà thôi, hắn đã khách khí tra hỏi, thế mà đối với hắn hờ hững, để trong lòng của hắn phát lên một cỗ nộ khí. Hắn dưới lập tức trước, vỗ vỗ một đại hán bả vai, nói tra hỏi ngươi đâu, quay tới nói chuyện. Mấy cái bách tính ứng thanh quay tới, lại làm cho hộ vệ hít vào khí lạnh, kinh hãi liên tục lui lại. Chỉ gặp mấy người làn da đen như mực, nửa bên mặt còn mục nát, lộ ra bạch cốt âm u, ánh mắt chất phác nhìn chằm chằm hộ vệ, sau đó giống như là phản ứng lại, gào thét một tiếng, như là dã thu hướng phía hộ vệ nhào tới. Hộ vệ dù sao có ba lần phá hàn tu vi, thân kinh bách chiến, phản ứng cấp tốc, lập rút đao chém ra. Thổi phù một tiếng, trong đó một cái bách tính đầu lâu bay ra ngoài. Nhưng cái này bách tính cho dù đầu lâu bị ném bay, thân thể y nguyên vọt tới trước, ôm lấy hộ vệ, duỗi ra đen nhánh khô quát ngón tay, đâm vào hộ vệ. Lăn đi! Hộ vệ bộc phát khí huyết, muốn đem không đầu bách tính đánh bay, nhưng không đầu bách tính ngón tay, lại trực tiếp phá vỡ hắn khí huyết, hung hăng cắm vào trong thân thể của hắn. Mà đổi thành bên ngoài một cái bách tính cũng nhào tới, ôm lấy hộ vệ cắn một cái tại trên cổ của hắn. Cứu! Hộ vệ muốn kêu cứu, nhưng răng rắc một tiếng, cổ bị kia bách tính vặn gãy. Một màn này, phát sinh cực nhanh, lại quá ngoài dự liệu, những người khác muốn cứu viện cũng không kịp. Mấy cái quỷ dị bách tính, đánh chết hộ vệ kia về sau, lại gào thét nhào về phía Lý thị những người khác. Bao quát cái kia thi thể không đầu, bị chặt xuống đầu lâu, giống như là không có việc gì. Giết! Mấy vị năm lần phá hàn cao thủ xông ra, đao quang chém xuống, đem mấy cái quỷ dị bách tính chém thành hai nửa. Nhưng vừa rồi tiếng giống, đã kinh động đến trong trấn. Đại lượng thân ảnh, chạy vội mà ra, tốc độ thế mà cực nhanh, hoàn toàn không giống như là người bình thường, trái ngược với từng cái đều là phá hàn võ giả. Đợi thấy rõ người tới về sau, Lý thị đám người tất cả đều biến sắc. Nhìn những người này mặc, hiển nhiên đều là phổ thông bách tính, nhưng từng cái cơ bắp biến thành màu đen khô quắt, lực lượng kinh người, vừa sải bước ra, chính là 3 mét có hơn. Bọn hắn gào thét, ánh mắt lộ ra khát máu chi ý, điên cuồng nhào về phía Lý thị đám người. Cẩn thận, đây là ma bộc, mau lui lại. Lý Vấn Long tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Ma bộc, nơi này tại sao có thể có ma bộc? Lý Vấn Kiệt nghe nói sau sắc mặt cũng là đại biến. Có ma bộc, liền có ma. Ma bộc nói cho cùng chỉ là người bình thường bị ma ô nhiễm về sau sản phẩm. Nhưng lĩnh đông sáu quận, đã nhiều năm không ma hiện thân. Bình thường tới nói, ma, là từ võ linh thuế biến mà thành. Võ linh sinh ra ác biến, áp chế không nổi mình, sẽ lâm vào điên cuồng, tiến hành nhập ma nghi thức. Chỉ có thành công tiến hành qua 3 lần nhập ma nghi thức, mới tính chân chính ma. Chỉ có ma tính, không có chút nào nhân tính, đất lập thân, đem hóa thành ma vực, trong đó sinh linh, sẽ nhận ô nhiễm, hóa thành ma bộc. Lý Vấn Long, Lý Vấn Kiệt, Lý Vấn Nghiêm ba vị võ hầu, mang theo Lý Thương Tân cùng Ngọc Cốt Hổ, nhảy xuống chiến mã, thôi động cốt kình, hướng phía nơi xa chạy như điên. Nhìn thấy võ hầu đều chạy trốn, những người khác nào dám dừng lại, đi theo võ hầu sau lưng cũng là phi nước đại. Nhưng này chút ma bộc tốc độ cực nhanh, có chút thậm chí tứ chi chạm đất chạy, giống như báo săn, một chút tu vi yếu, rất nhanh bị đuổi kịp. Những người này chỉ có thể dừng lại, cùng ma bộc chém giết cùng một chỗ. Mà càng nhiều ma bộc, tiếp tục hướng phía Lý thì đám người đuổi theo. Giống. Đột nhiên, một đạo kinh khủng gào thét, từ trong trấn nhỏ truyền ra. Sau đó một đạo khôi ngô to lớn thân ảnh, bằng tốc độ kinh người, từ trong trấn nhỏ xông ra, mấy cái thời gian hô hấp, liền tiếp cận tiểu trấn cửa vào. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong quái vật, thân cao siêu 3 mét, 6 đầu tựa như chân nhện móng vuốt, dài vượt qua 2 mét, duỗi ra hắc vụ bên ngoài, một cái tung cảng chính là 50 mét khoảng cách, đuổi kịp mấy cái Lý thị hộ vệ. Phốc phốc, hai đầu dài móng vuốt đảo qua, hai cái 3 lần phá hàn hộ vệ bị quét thành hai đoạn. Ma, mạnh như Lý Vấn Long, tâm đều là run lên. Ma, cũng không dừng lại, 6 đầu nhảy vọt trên mặt đất phi nước đại,
hướng phía Lý Vấn Long bọn hắn đuổi theo, tốc độ rõ ràng nhanh hơn bọn họ, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Các ngươi mang theo Thương Tân đi trước, chúng ta ngăn trở này ma. Lý Vấn Long khẽ quát một tiếng, đột nhiên dừng lại, cầm trong tay trường thương, thôi động cốt kình, quét về ma. Lý Vấn Kiệt cùng Lý Vấn Nghiêm cũng dừng lại, bộc phát toàn lực, cùng Lý Vấn Long liên thủ, cùng ma đại chiến. Song phương trong lúc nhất thời chém giết khó phân thắng bại. Mà còn lại bộ phận cao thủ, che chở Lý Thương Tân, tiếp tục chạy trốn. Đại lượng ma bộc, ở phía sau chết truy không thả. Âm thầm, Lục Ngôn nhìn trong lòng run sợ. Cái chấn nhỏ này, lại có đáng sợ như vậy đồ chơi. Lục Ngôn nhìn cái đồ chơi này, rõ ràng là giống một cái ác biến đặc biệt lợi hại võ linh. Hắn không dám dừng lại, giấu ở trong rừng cây, lặng lẽ hướng phía Lý Thương Tân đào tẩu phương hướng đuổi theo. Những này đáng sợ đồ vật xuất hiện, đối với hắn mà nói, có lẽ là một cơ hội. Lý Thương Tân bọn người một đường phi nước đại, trên đường, có ít người tốc độ theo không kịp, liền bị ma bộc đuổi kịp, chỉ có thể dừng lại cùng ma bộc chém giết. Mặc dù 5 lần phá hạn hoặc là 4 lần phá hạn, nhưng có hiệu sát thương những này ma bộc, nhưng không chịu nổi ma bộc số lượng quá nhiều. Cái chấn nhỏ này, tối thiểu ở hơn 1000 người, toàn bộ hóa thành ma bộc. Mấy chục trên trăm cái ma bộc không sợ chết nhào tới, 5 lần phá hạn cũng rất nhanh bị dìm ngập, chờ khí huyết hao hết, chỉ có một con đường chết. Bất quá, đường Lý Thương Tân bọn người chạy ra tiểu trấn ngoài 5 dặm thời điểm, những cái kia ma bộc, đồng loạt dừng lại, không có tiếp tục truy kích. Xem ra, cái đồ chơi này có khoảng cách hạn chế. Lục Ngôn giật mình. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lục Ngôn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn lặng lẽ hướng phía Lý Thương Tân đám tới gần. Ma phó mặc dù không có tiếp tục truy kích, nhưng Lý Thương Tân đám vẫn như cũ mặt sắc mặt ngưng trọng, không có lưu lại, hướng phía phương bắc phương hướng chạy như điên. Bá! Một bên trong núi rừng, bỗng nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Một cái 5 lần phá hạn Lý Thị Môn khách cả kinh, cho rằng lại có ma phó đuổi theo, vung đao liền bổ. Tông sư cấp môn phiệt cùng võ hầu cấp môn phiệt, hoàn toàn khác biệt. Võ hầu cấp môn phiệt, thường thường một môn nhất lưu võ học chính là căn cơ, nhưng tông sư cấp môn phiệt bên trong, nhất lưu võ học, tuyệt không chỉ một môn. Một chút lập qua đại công, thu hoạch được Lý Thị công nhận cao cấp môn khách, cũng có thể thu hoạch được nhất lưu võ học truyền thụ. Trước mắt cái cửa này khách chính là như thế. Tu luyện chính là nhất lưu võ học, chiến lược so với bình thường môn khách càng mạnh. Nhưng ở trong mắt Lục Ngôn, đều là giống nhau. Một quyền đánh tới, đại đao băng thành mảnh vỡ, thân thể bị đánh vì hai đoạn. Lục Ngôn nhanh chóng tới gần Lý Thương Tân. Lý Thương Tân cõng giỏ trúc, cảm giác nguy hiểm tới gần, toàn lực một quyền đánh về phía Lục Ngôn. Lý Thương Tân mặc dù được bảo hộ, nhưng hắn chiến lược một điểm không yếu, ngược lại rất mạnh. Năm phá đỉnh phong. Tiên thiên võ thể, thường nhân gấp 3 khí huyết, đồng cấp võ giả ít có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Nhưng là, hắn trong tay Lục Ngôn, cũng đi bất quá một chiêu. Hai quyền tương đối, Lý Thương Tân hùng hậu khí huyết trong nháy mắt bị đánh tan, cánh tay uốn lượn, xương tay vỡ nát. Đụng, Lục Ngôn bổ một quyền, đánh vào Lý Thương Tân ngực, đem hắn lồng ngực đánh lõm đi vào, lực lượng cường đại thấu thể mà ra, phía sau lưng ném ra mảng lớn huyết nhục. Lý Thương Tân hai mắt trợn lên, không cam lòng trừng mắt trước cái này xa lạ nam tử trung niên, sau một khắc đã không có khí tức. Nhị thiếu gia, chung quanh môn khách gầm thét, muốn rách cả mí mắt, nhưng trong lúc nhất thời, lại không người dám giết hướng Lục Ngôn. Một quyền đấm chết Lý Thương Tân, chiến lược như vậy, chỉ có võ hầu mới có thể làm đến. Võ hầu thực lực, nghiền ép phá hạn võ giả quá nhiều, bọn hắn đi lên, cũng là chịu chết. Những người này gầm thét thanh âm xa xa truyền ra, nơi xa ngay sau đó truyền đến một tiếng hét dài. Lục Ngôn biến sắc, kia là Lý Thị võ hầu. Trường đao ra khỏi vỏ, cắt đứt giỏ trúc móc treo, dẫn theo giỏ trúc, liền hướng rừng rậm xông đi, hai cái ngăn tại trước mặt môn khách hộ vệ, không kịp tránh né, bị Lục Ngôn nhất quyền nhất cước toàn bộ đưa tiến. Lục Ngôn như một cơn gió mạnh, vọt vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hắn vừa rồi chưa xuất toàn lực, làn da chưa nổi lên kim hoàng, lại dùng di hình thuật, những người này cũng không nhận ra hắn tới. Sau nửa ngày, hậu phương truyền đến phẫn nộ giống rít gào. Lục Ngôn một đường phi nước đại, hơn 10 dặm về sau, mới thay đổi phương hướng, lại chạy hơn 100 dặm, mới dừng lại, mở ra giỏ trúc quan sát. Giỏ trúc bên trong,
xác thực nhốt một con dị thú, hình dạng như lão hổ, hổ lông tuyết trắng, trong suốt như ngọc. Chỉ là, thể tích quá nhỏ một chút, ước chừng nặng 20 cân, giống một con phóng đại bản mèo trắng. Đây chính là ngọc cốt hổ. Phí hết tâm tư, biến đổi bất ngờ, cuối cùng cũng đến tay. Ngọc cốt hổ tứ chi bị tỏa liên trói chặt, miệng cũng bị cuốn lấy, chỉ để lại cái mũi hô hấp. Khó trách tại giỏ trúc bên trong an tĩnh như vậy. Lục Ngôn đắp lên cái nắp, từ trong ngực lấy ra một khối võ thực khô nhai nhai nhấm nuốt một phen, liền tiếp theo hướng phía Bách Thảo Thành mà đi. Tốc độ của hắn như gió, khí huyết hùng hậu, sức chịu đựng kéo dài, nửa đường chỉ nghỉ ngơi hai lần, dùng hai ban ngày một đêm, liền về tới Bách Thảo Thành. Nghe nói có chút võ hầu, có thể ngày đi nghìn dặm, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lục Ngôn, hoặc là võ hầu, lực bộc phát từ không cần nhiều lời, một khi bộc phát, tốc độ kinh người, nhưng này dạng bộc phát, chỉ có thể dùng để đào mệnh, thời gian dài đi đường không thích hợp. Thời gian dài như thế đi đường, khí huyết hoặc là cốt kình, không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền sẽ hao hết. Cho dù đều phân phối khí huyết đi đường, nửa đường cũng muốn dừng lại ăn võ thực khô, khôi phục khí huyết. Lục Ngôn trở lại Bách Thảo Thành phụ cận, cũng không có trước tiên vào thành, mà là chờ đến trời tối người yên thời điểm, mới lặng yên vào thành, trở lại Tam Tuyệt Võ Quán, đem ngọc cốt hổ để vào một gian trong mật thất dưới đất. Cái này dưới đất mật thất, trước kia là không có, là Lục Ngôn mua xuống sau tìm người tu kiến, cửa vào ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong. Tại Lục Ngôn trở về Tam Tuyệt Võ Quán không lâu, một thân ảnh cũng trở về đến Bách Thảo Thành. Người này, chính là Lý Vấn Long, hắn phi thường chật vật, trên người có một vết thương, từ ngực thẳng tới phần bụng, giống như là bị khảm đao chém ra tới, nếu không phải võ hầu sinh mệnh lực xa so với thường nhân mạnh, chỉ sợ chỉ có thể nằm sấp. Hắn so những người khác trước một bước trở về, chính là muốn bẩm báo Lý Thương Tân bị giết tin tức. Lý Vấn Hiên, làm Lý thì bây giờ hai đại chạm tay có thể bỏng nhân vật, phủ đệ của hắn, tự nhiên xa hoa khí phái. Trong phòng nghị sự, Lý Vấn Hiên ngồi tại thượng thủ. Hắn tướng mạo trắng nõn, giữ lại râu dài, thân mang trường sam, như một trọn vẹn đọc thi thư nho sinh. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn xanh xám, trên thân tràn ngập ra nồng đậm sát ý. Phòng nghị sự ngoại trừ Lý Vấn Hiên, còn có Lý Thương Lâm cùng Lý Vấn Long hai người, nhưng lúc này, hai người thở mạnh cũng không dám. Lý Vấn Hiên, tu luyện chính là nhất lưu võ học, Thương Hải Tang Điển Kiếm, ngày thường như người khiêm tốn, cố nhân xưng quân tử kiếm. Nhưng chỉ có Lý Vấn Long dạng này tâm phúc, mới biết Lý Vấn Hiên thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, làm việc có bao nhiêu quả quyết. Các ngươi, không nhìn thấy hung thủ sao? Lý Vấn Hiên lạnh giọng hỏi. Chúng ta vì cuốn lấy ma, cho Thương Tân chạy trốn thời gian, không nghĩ tới, còn có tặc nhân tiềm ẩn âm thầm. Lý Vấn Long giải thích nói. Manh mối đâu, nhưng có hung thủ manh mối. Lý Vấn Hiên ánh mắt sắc bén, nhấn mạnh. Lý Vấn Long cúi đầu, không dám cùng Lý Vấn Hiên đối mặt, nói, người này cẩn thận, không có để lại đầu mối gì, lại hình dạng không có làm bất luận cái gì ẩn tàng, hơn phân nửa là dịch dung qua, nhưng theo những người khác lời nói, người này thực lực cường đại, Thương Tân bị một kích mất mạng, tuyệt đối là cái võ hầu. Người này mục đích, hiển nhiên là ngọc cốt hổ, cái kia chỉ có một người hiểm nghi lớn nhất. Ai? Lý Vấn Hiên hỏi. Vệ Thao, chính là cái kia tại Lâm Xuyên Nhai chiếm Trịnh Thị bối cá, lại chui vào Khâu Thị biệt viện, giết võ hầu Khâu Bách Diệp, cướp đi bối cá người kia. Nguyên bản người này bối cá nhiều nhất, xếp hạng thứ nhất, nhưng cuối cùng lại bị chúng ta cướp đi mua sắm danh ngạch, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, cho nên trên đường, chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc canh giữ ở Thương Tân bên người, không nghĩ tới nửa đường đụng phải một con ma, Vấn Kiệt còn chết tại ma thủ bên trên. Cho nên, ta phỏng đoán, rất có thể chính là kia Vệ Thao âm thầm đi theo chúng ta, tùy thời xuất thủ. Lý Vấn Long giải thích nói. Vệ Thao, có biết lai lịch gì? Lý Vấn Hiên nói. Có người nói, khả năng đến từ Ly An Vệ Thị. Lý Vấn Long nói. Vệ Thị võ hầu bên trong, căn bản cũng không có Vệ Thao nhân vật này, hơn phân nửa là mạo danh. Lý Vấn Hiên ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, đã khôi phục tỉnh táo, nói, theo lời ngươi nói, kia Vệ Thao hiểm nghi lớn nhất, người này có thể giết Khâu Bách Diệp, hơn phân nửa là cái võ hầu, nhưng hắn lại muốn cướp đoạt ngọc cốt hổ, khẳng định là có thân nhân hoặc là đệ tử là tiên thiên võ thể, vậy liền hướng phương diện này đi thăm dò. Phụ thân, nhưng Vệ Thao lai lịch người này thần bí, xuất từ lĩnh Đông 6 quận, bất luận cái gì một quận cũng có thể, tra được đến sợ không dễ a. Lý Thương Lâm lúc này nói một câu.
Không dễ cũng muốn tra, ta không thể để cho Thương Tân chết không rõ ràng, từ tiên thiên võ thể bắt đầu tra, còn có, đằng sau một đoạn thời gian đột phá võ hầu người, cũng đều có hiểm nghi, đều tra. Thương Lâm, chuyện này, liền giao cho ngươi, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, cũng muốn tra ra chân tướng. Lý Vấn Long phân phó. Vâng. Lý Thương Lâm gật đầu. Hắn biết ngày thường phụ thân yêu thương nhất Lý Thương Tân, lần này đoán chừng không đạt mục đích là không chịu bỏ qua. Manh mối ít như vậy, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lục Ngôn tại Tam Tuyệt Võ Quán chờ đợi 3 ngày. Mỗi ngày đều có hiện thân, truyền thụ đệ tử võ học. 3 ngày sau, hắn mang theo một cái hộp đựng thức ăn, lặng yên tiến về Trường Phong Sơn cấp 2 huyết địa mạch. Đến săn giết dị hóa huyết giáp tích thời điểm. Hắn cái này hộp cơm, nội bộ khảm nạm có xích huyết ngọc. Xích huyết ngọc, sinh ra từ huyết địa mạch chỗ sâu. Cũng không phải là tất cả huyết địa mạch đều có xích huyết ngọc, chỉ có số ít huyết địa mạch mới có sản xuất. Xích huyết ngọc, ẩn chứa nồng đậm huyết độc, cho nên lấy xích huyết ngọc chế tạo hộp cơm, không thể dùng đến thịnh phóng chế biến thức ăn tốt võ thực, nhưng dùng để cất giữ dị thú thịt, lại không thể thích hợp hơn. Xích huyết ngọc bên trong không ngừng tràn ra huyết độc, nhưng phòng ngừa dị thú thịt mục nát, dị thú thịt để vào trong đó, danh xưng 20 năm bất hủ. Đây là Lục Ngôn đã sớm lấy lòng, dùng để cất đặt dị hóa tâm đầu nhục. Một đầu dị hóa huyết giáp tích một khi chém giết, dị hóa tâm đầu nhục chừng 20 cân, nếu không thể bán đi, liền muốn có cái gì thịnh phóng, bảo trì bất hủ. Lục Ngôn từng trong lòng cảm thán qua, đáng tiếc thế giới này không có tủ lạnh, không phải cũng có thể kéo dài dị thú thịt mục nát thời gian. Phốc! Huyết địa mạch bên trong, Lục Ngôn một đao đâm vào dị hóa huyết giáp tích cổ, kết thúc tính mạng của nó. Dị hóa huyết giáp tích tuy mạnh, có tiếp cận võ hầu lực lượng. Nhưng cuối cùng chỉ là tiếp cận mà thôi. Lục Ngôn hiện tại cũng có thể giết võ hầu, giết dị hóa huyết giáp tích tự nhiên không đáng kể, dễ dàng. Lấy Lục Ngôn thực lực bây giờ, tại trong này huyết địa mạch, hoàn toàn có thể đi ngang, huyết giáp tích vương cũng không sợ. Lấy xích huyết đao xé ra dị hóa huyết giáp tích ra thịt, quả nhiên ở trái tim trước, phát hiện một đoàn tâm đầu nhục. Lục Ngôn thận trọng đem nó cắt xuống, ước lượng một chút, ước chừng 20 cân, cùng dự tính không sai biệt lắm. Chứa vào hộp cơm, dùng bố nang gói kỹ, cõng lên người, rời đi huyết địa mạch. Trở về Tam Tuyệt Võ Quán về sau, đem hộp cơm để vào trong mật thất dưới đất. Hiện tại, chỉ kém đem dị hóa cực tiết tâm đầu nhục cùng thú vương hộ xương canh chế biến thức ăn ra, tìm ai đâu. Lục Ngôn tự hỏi. Dị hóa cực tiết tâm đầu nhục phụ trợ vật liệu, Lục Ngôn đã sớm chuẩn bị xong, mà lại chuẩn bị 3 phần. Về phần thú vương hộ xương canh phụ trợ vật liệu, trước sớm tại Bách Thảo Thành thu mua bộ phận, còn có bộ phận, trước đó đến Nam Di Thành thời điểm, cũng làm cho Vương Lâm cùng Lý Toàn âm thầm thu mua. Đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ cơ hội. Tại Bách Thảo Thành mời võ chủ đại sư chế biến thức ăn, đã không thực tế. Hắn giết Lý Thương Tân, cướp đi Ngọc Cốt Hổ, chỉ cần xuất ra Ngọc Cốt Hổ, sẽ bị bại lộ. Bách Thảo Thành võ chủ đại sư, cùng Lý thì có thiên ti vạn lũ liên hệ. Về phần đi Nam Di Thành, cũng bị Lục phủ định. Nam Di Thành, cũng không an toàn. Ai biết Trịnh Thị, Khâu Thị, Lý Thị, có người hay không lưu tại Nam Di Thành. Cuối cùng, Lục Ngôn quyết định đi Bách Việt Thành. Bách Việt Thành Thác Bạt Thị, là Nam Di Cao Thị tử địch, ở nơi đó, hệ số an toàn dù sao cũng so Bách Thảo Thành cùng Nam Di Thành phải cao hơn nhiều. Mặc dù cũng có phong hiểm, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Một bước này, nhất định phải đi. Đáng tiếc, ta không phải võ chủ đại sư, dưới tay cũng không có cái võ chủ đại sư, không phải không cần mạo hiểm. Lục Ngôn thở dài. Lục Ngôn đem phụ trợ vật liệu đóng gói, sau đó cắt lấy 3 cân dị hóa tâm đầu nhục, cùng Ngọc Cốt Hổ cùng một chỗ đóng gói sắp xếp gọn, đeo túi đeo lưng, trong đêm rời đi Bách Thảo Thành, hướng Bách Việt Thành mà đi. Bách Việt Thành, tại Nam Di quận phía đông, khoảng cách Bách Thảo Thành, cũng có hơn 1.000 dặm. Lục Ngôn không có cưỡi ngựa, lấy cước lực đi đường, 1 ngày rưỡi thời gian, liền đến Bách Việt Thành. Hắn tại Bách Việt Thành tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn này, cũng có kinh doanh võ thực, cho nên đối với Bách Việt Thành võ chủ đại sư, cũng biết sơ lược. Cho 10 lượng bạc, liền từ điếm tiểu nhị nơi đó, biết Bách Việt Thành mấy vị võ chủ đại sư tin tức. Bách Việt Thành, hết thầy có 2 vị võ chủ đại sư. Trong đó một vị, là Thác Bạt Thị tự thân bồi dưỡng võ chủ đại sư, chuyên vì Thác Bạt Thị chế biến thức ăn võ thực,
ngoại nhân muốn tìm hỗ trợ, rất khó. Đầu tiên muốn thông qua Thác Bạt Thị. Lục Ngôn đem vị này bài trừ bên ngoài. Một vị khác võ chủ đại sư, cũng không phải là xuất từ Thác Bạt Thị, tương đối tự do, tại Bách Việt Thành mở một nhà võ thực lâu, thu 8 người đệ tử, chuyên vì người khác chế biến thức ăn võ thực. Đương nhiên, có thể tại Bách Việt Thành đặt chân võ chủ đại sư, cùng Thác Bạt Thị khẳng định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngày thứ hai, Lục Ngôn ba lô trên lưng, đi tới võ thực lâu bên ngoài. Vị đại ca kia, vãn bối nghĩ mời Lục đại sư hỗ trợ chế biến thức ăn võ thực, phiền phức thông báo một tiếng. Lục Ngôn đối một cái thủ vệ đại hán nói. Xảo chính là, vị này võ chủ đại sư cũng họ Lục, tên là Lục Văn Hiên. Ngươi nghĩ mời đại sư chế biến thức ăn võ thực, không có ý tứ, trở về đi, về sau 3 tháng, đại sư đều xếp đầy, không rảnh. Thủ vệ đại hán trên dưới quan sát một chút Lục Ngôn, phất phất tay nói. Đại ca, phiền phước thông báo một tiếng, liền nói tại hạ có cao cấp võ thực cần chế biến thức ăn. Nói, Lục Ngôn từ trong tay áo rút ra một chương 20 lượng ngân phiếu, đưa cho thủ vệ đại hán. Đại hán thuần thục tiếp nhận ngân phiếu, nhìn lướt qua, bất động thanh sắc để vào trong tay áo, trên mặt đã treo đầy tiếu dung, nói, dễ nói, vậy ta liền đi thông báo một tiếng, tận lực cho ngươi thật đẹp nói vài câu, về phần đại sư có giúp hay không ngươi chế biến thức ăn, không phải ta có thể quyết định. Không sao, trước cảm ơn đại ca. Lục Ngôn ôm quyền. Đại hán đi lại nhẹ nhàng đi vào. Một hồi, đại hán ra, nói, đại sư đồng ý gặp ngươi, muốn hỏi ngươi chế biến thức ăn cái gì võ thực, đi theo ta. Lục Ngôn đi theo đại hán, tại một gian phòng khách, gặp được một cái lão giả. Lão giả già trên 80 tuổi tuổi tác, nhưng tinh thần quắc thước, làn da hồng nhuận, ngay tại kia thưởng thức trà. Vãn bối, bái kiến Lục đại sư. Lục Ngôn khom mình hành lễ. Lão giả gật gật đầu, phất tay ra hiệu thủ vệ đại hán lui ra, sau đó nói, nghe nói ngươi muốn chế biến thức ăn cao cấp võ thực. Nói nghe một chút, là cái gì võ thực? Dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục. Lục Ngôn đi thẳng vào vấn đề, nói xong đem bao khỏa mở ra, lộ ra 3 cân dị hóa tâm đầu nhục. Đương nhiên, ngọc cốt hổ, tạm thời không cho đối phương nhìn. Lục Văn Hiên nhãn tỉnh sáng lên. 3 cân dị hóa tâm đầu nhục, đều muốn chế biến thức ăn. Lục Văn Hiên hỏi. Lục Ngôn gật gật đầu. Hắn khí huyết là thường nhân gấp 6 lần, đột phá càng khó, tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục. Mặc dù ăn dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục, phần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đằng sau hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng dù sao cũng không phải không hiệu quả. Dù sao hắn lại không thiếu dị hóa tâm đầu nhục. Lão phu nguyên bản những ngày sau, đều xếp đầy, nhưng ngươi muốn chế biến thức ăn dị hóa cửu tiết tâm đầu nhục. Ta sẽ đẩy về sau đẩy, nhưng chế biến thức ăn phí tổn, 1.500.000 lượng. Lục Văn Hiên nói. Có thể. Lục Ngôn gật gật đầu. Cái giá tiền này, rất hợp lý. Hết tập 7.